Y đạo quan đồ. chương 71, người tự nhìn lại mình đi. Ở đâu cũng đều có người tài, chỉ là nhiều lúc năng lực của họ không có chỗ được thể hiện mà thôi. Tỷ như Mã Minh Đào cũng được coi là người nhanh nhẹn sáng giả. Điểm mạnh của hắn chính là ở khâu thu thập tin tức. Dựa theo chỉ thị của tiểu trương bí thư, rất nhanh hắn đã tìm được tư liệu về những người gây rối bệnh viện gần đây. Vị nữ bệnh nhân kia tên Ngô Ngọc Cầm, còn chồng nàng ta tên là Chu Trường Luận. Hai người đều là công nhân viên của nhà máy nhiệt điện huyện Xuân Dương. Tuy rằng gia đình Chu Trường luôn khá đông anh em, thế nhưng Mã Minh Đào cũng đã tìm được đầy đủ tư liệu của từng người một, không thiếu một ai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi xem xong hết thảy những tư liệu Mã Minh Đào thu lượm được, điều đầu tiên Trương Dương làm đó là đến thẳng nhà máy nhiệt điện, thứ nhất muốn đám lãnh đạo ở đó gây áp lực lên đôi vợ chồng kia bắt họ phải dừng hành động phá rồi gây mất trật tự tại bệnh viện bằng không sẽ đuổi việc. Mà không chỉ có xử lý hai vợ chồng nhà kia, mà kể cả anh chị em gái gì Trương Dương cũng đều phải cho chúng một bài học thích đáng. Trương Dương cũng định dùng gã tóc dài thường thất cân kia xử lý mấy việc ngoài lề, đó chính là chiêu gậy ông đập lưng ông. Các người biết gọi người tới phá dối ông, chẳng nhẽ ông không biết hay sao. Quả như dự đoán, hai ngày sau đôi vợ chồng kia sợ bị đuổi việc ở nhà máy nhiệt điện nên chạy tới bệnh viện đồng ý giải quyết riêng. Trước kia chủ nhiệm phòng y tế Phó Hồng Lâm đã từng thay mặt bệnh viện nói lời xin lỗi cùng đưa ra bồi thường. Ngoại trừ việc miễn phí toàn bộ tiền viện phí thuốc men, bệnh viện còn bồi thường cho vợ chồng bọn họ 8 vạn đồng, nhưng cũng vì vợ chồng bọn họ nhất quyết đòi bệnh viện phải bồi thường 10 vạn nên vụ việc mới dây dưa đến tận bây giờ. Lần thứ hai đàm phán, vì có những hành động đúng đắn của tiểu Trương bí thư nên vụ việc mới nghiêng về phía bọn họ, nên Phó Hồng Lâm cũng tỏ ra cứng rắn hơn lần trước điều kiện bồi thường vẫn là miễn giảm viện phí, thế nhưng khoản tiền bồi thường thêm thì Phó Hồng Lâm lại không hề đề cập đến một chút nào. Cũng bởi nhẽ người nhà đôi vợ chồng kia gây rối đánh đập hành hung nhân viên bệnh viện, thứ nhất làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của bệnh viện, thứ hai, phá hỏng hình ảnh của bệnh viện trong mắt người dân. Phó Hồng Lâm viện vào lý do đó nên cuối cùng chỉ bồi thường cho đôi vợ chồng kia 5.000 đồng. Trương Dương cũng sớm biết kết quả cuối cùng cũng gần gần như vậy. Có lẽ sau lần này, cũng chẳng có mấy người dám đến vây rối trước cổng bệnh viện nữa. nhưng để chắc chắn, trương dương cũng đánh điện cho khương lượng một chút, ý muốn nhờ hắn có lời xuống đồn công an gần bệnh viện, kêu đám cấp dưới của hắn thường xuyên để mắt tới bệnh viện. dù sao bệnh viện cũng là nơi nhạy cảm, cũng là nơi nhiều tai tiếng nhất. tuy rằng bây giờ không có người đến gây rối, cũng không chắc là sau này sẽ không có. cứ phòng xa cho chắc. sau vụ việc vừa rồi. Danh tiếng của Trương Dương chẳng khác gì tiếng sấm giữa trời ở bệnh viện chăm sóc bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Chỉ có ba điều để hình dung thủ đoạn của vị tân bí thư trẻ tuổi kia, nhanh, mạnh, gọn gàng. Chưa đầy nửa tuần tiểu Trương bí thư có thể giải quyết sạch sẽ vụ việc đến cả viện trưởng cũng còn không giải quyết được, hơn nữa đó lại là người ta chủ động đến bệnh viện xin điều đình, bệnh viện nắm toàn quyền chủ động. Trước kia vì vẫn tưởng Trương Dương chỉ là một gã công tử bột ăn chỉ biết dựa hơi gia đình, nhưng qua vụ việc vừa rồi ánh mắt toàn thể công nhân viên bệnh viện từ hoài nghi cùng khinh thường chuyển thành kính sợ. Lại nói tới vị viện trưởng nghiêm thế đông, lúc hắn đang trên đường từ hội nghị về Xuân Dương, hắn đã được thông báo chuyện Trương Dương được bổ nhiệm là bí thư bệnh viện. Nói thực, từ đấy lòng hắn cũng thấy hơi khó chịu. Một tiểu tử còn chưa dứt sữa vậy mà được bổ nhiệm là bí thư đảng bộ một bệnh viện huyện. Chắc chắn chuyện này phần nhiều là do bối cảnh sau lưng hắn giản dựng. Gần đây hắn cũng có nghe chuyện đồn của thằng nhãi này với vị tân nữ chủ tịch huyện Tần Thanh. Hắn cũng biết cái chức bí thư bệnh viện này cũng chỉ là bàn đạp của thằng nhãi kia trên con đường làm quan, có lẽ thằng nhãi này ngồi còn chưa nóng đít là lại được chuyển đi chỗ khác rồi. Chỉ cần thằng nhãi này ngoan ngoãn làm cái chức bí thư của hắn, không can thiệp vào nội bộ bệnh viện thì Nghiêm Thế Đông cũng đồng ý chung sống hòa bình. Trên thực tế, theo như nguyên tắc của bệnh viện thì viện trưởng cùng bí thư có thẩm quyền khác nhau. Thế nhưng Trương Dương vừa đến lại áp dụng một loạt động thái mạnh mẽ cứng rắn, đây chẳng phải là biểu thị thằng nhãi kia không chịu ngồi yên một chỗ, muốn thâu tóm quyền lực hay sao? Điều này làm Nghiêm Thế Đông cảm thấy một sự uy hiếp chưa hề có từ trước đến nay. Lúc Nghiêm Thế Đông trở lại bệnh viện, thấy đa số các phòng ban đều đóng chặt cửa. Nghiêm Thế Đông cũng thấy hơi nao nao, rất nhanh hắn liền nghĩ ra chắc chắn mọi người đều ở phòng họp hội nghị. Đột nhiên nỗi lòng Nghiêm Thế Đông cảm giác sự mất mát khó tả đối với một người lãnh đạo như hắn mà nói thì họp chính là lúc hắn biểu hiện quyền lực của mình thế nhưng hiện tại thằng nhãi trương dương kia lại đang làm cái điều mà nhẽ ra chỉ có hắn mới được làm đây chẳng phải như muốn tát thẳng vào mặt hắn một cái hay sao từ giờ nghiêm thế đông cũng đặt trương dương vào phía đối địch hiển nhiên hắn không thể để thằng nhãi kia muốn làm gì thì làm được nghiêm thế đông lặng lẽ mở cửa đi vào phòng họp lúc này sự chú ý của mọi người đều tập trung vào tiểu trương bí thư nên rất ít người nhận ra nghiêm viện trưởng vừa vào. Phía trên bục hội trường, Trương Dương đang hào hứng diễn thuyết. Càng ở trốn quan trường này lâu, khả năng diễn thuyết cùng kích động quần chúng của thằng nhãi này càng được nâng cao. Bài phát biểu hắn hôm nay chủ yếu là đề cập về vấn đề mở rộng khuếch trương danh tiếng bệnh viện đồng thời nâng cao năng lực làm việc của cán bộ y bác sĩ bệnh viện. Nghiêm thế đông đứng một bên càng nghe càng thấy ngứa tai. Mẹ nó chứ, Vấn đề phát triển nghiệp vụ của bệnh viện thì liên quan chó gì đến ngươi? Đúng là vắng nhà gà mọc đuôi tôm, ngươi tưởng không có ta ở nhà là mình là đại vương có thể hô phong hoán vũ hay sao? Trương Dương vẫn đang nhập tâm vào bài diễn thuyết của mình, lúc tiểu Trương bí thư nói xong cả hội trường đều vỗ tay vang như sấm nổ. Một lúc sau tiếng vỗ tay lắng xuống, thế nhưng vẫn có một tiếng vỗ tay tuy nhỏ nhưng lại khá rõ ràng vẫn đang vang lên liên tục tất cả mọi người ở hội trường đều quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng vỗ tay kia. Liền nhận ra người đang vỗ tay là viện trưởng nghiêm thế đông đứng đó, trên mặt hắn vẫn còn nụ cười nhạt. Chuyện, y đạo quan đồ. Trương Dương cũng nhìn nghiêm thế đông, miệng tủm tỉm cười. Tuy rằng cự ly khá xa, thế nhưng từ tiếng vỗ tay với cái điệu cười nhạt kia của nghiêm thế đông, Trương Dương cũng đoán ra thằng nhãi đang có ý định bất thiện với mình. Trương Dương không phải là người thích chiến tranh, lại càng không ưa gì cái kiểu cán bộ tranh đấu lẫn nhau, bởi vậy Trương Dương cũng không có ý định coi nghiêm thế đông là thù địch. Tuy rằng là một người yêu hòa bình thật đó, thế nhưng từ trước tới giờ Trương Dương cũng không phải loại người an phận thủ thường, mặc cho kẻ khác nhào nặn ra sao. Nếu như thằng nhãi kia có bất kỳ động thái gì gây khó dễ cho mình, Trương Dương cũng chẳng ngại triệt hạ hắn như bao kẻ khác. Thấy viện trưởng tới, Mã Minh Đào cũng mấy gã cán bộ trung tầng trong bệnh viện đều cuống quyết đứng dậy chào, dù sao nghiêm viện trưởng mới đích thực là người có quyền lực lớn nhất ở đây nghiêm thế đông chậm rãi đi lên bục hội trường hắn gần như không thèm để ý đến mấy gã cấp dưới đang nhao nhao bên cạnh chỉ một mực nhìn trương dương lúc đến nơi hắn mới phát hiện ra thằng nhãi trương dương vẫn đang ngồi lì ở cái ghế viện trưởng không chịu nhường chỗ cho hắn không còn cách nào khác hắn đành phải ngồi xuống bên cạnh thằng nhãi trương dương kia đúng là trương dương cũng không có ý định nhường chỗ cho hắn Nói đi nói lại các người cũng đều là đảng viên, mà ông đây lại đại diện cho đảng bộ. Muốn ta nhường chỗ cho ngươi, cũng tức là muốn đảng nhường chỗ cho ngươi sao? Không có cửa đó đâu. Tuy rằng chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt, thế nhưng toàn thể mọi người có mặt ở hội trường hôm nay sao lại không nhìn ra được cơ chứ? Đây chẳng phải là Tiểu Trương bí thư tỏ rõ thái độ muốn đoạt quyền nghiêm viện trưởng sao? Bọn họ mới chỉ được biết Tiểu Trương bí thư là người dũng mạnh, một mình hạ gục gã cầm đầu băng đảng Du côn. Nhưng thực không ngờ, Tiểu Trương bí thư lại có bản lĩnh đối chọi cả với nghiêm viện trưởng như vậy. Một lúc sau Nghiêm Thế Đông mới mở miệng hờ hững nói, "Ta vừa mới về nên cũng không nắm rõ được tình hình bệnh viện dạo gần đây cho lắm." Thời gian trước quả thực đã là Tiểu Trương bí thư phải khổ cực nhiều rồi. Nói xong hắn quay sang nhìn Trương Dương, trên mặt là nụ cười hòa ái thân thiện. Thế nhưng nhìn kỹ lại thì cái điệu cười đó lại chẳng có chút gì gọi là thân thiện cả. Trương Dương cũng cười hùa theo, sao ngài lại nói lời khách khí như vậy? Bệnh viện này không phải của tôi, cũng không phải của ngài, tôi cũng chỉ làm công việc của đảng giao phó, giúp dân giúp nước thôi mà. Trương Dương vừa dứt lời là bên dưới từng đám răm ba người tụm lại bàn tán xôn xao. Mọi người ở đây ai cũng nghe ra, tiểu trương chủ nhiệm là muốn đối chọi với nghiêm viện trưởng. Y muốn nói ta với người cũng chỉ ngang hàng mà thôi. Nghiêm thế đông nghiêm mặt lại, giọng hơi lớn một chút, trách nhiệm của bệnh viện chúng ta chỉ là chữa bệnh cứu người, phải nghĩ tới lợi ích của người bệnh trước tiên. Toàn thể y bác sĩ, công nhân viên bệnh viện chăm sóc bảo vệ bà mẹ và trẻ em đều có một nguyên tắc. Đó là thà rằng để bệnh viện chịu thiệt, chứ nhất quyết không được để người bệnh bị thương tổn. Tà thằng chính mình chịu thiệt, chứ nhất quyết không được để bệnh viện bị tổn thất. Nghiêm thế đông còn chưa nói xong thì tiếng điện thoại di động lại vang lên. Trương Dương cười cười ái náy xin lỗi, thật ngại quá, là điện thoại của ta. Ta ra ngoài nghe một chút, nói xong hắn cũng chẳng cần biết nghiêm viện trưởng có đồng ý hay không, cứ thế xoay người ra đi ra cửa. nghiêm thế đông giận đến mặt xanh thấm cả vào, bị thằng nhãi kia làm cột hứng, hắn cũng chẳng buồn nói gì nữa, khoát tay áo nói tan họp. nói xong hắn mới nhớ ra buổi họp này cũng không phải do hắn chủ trì, dù sao người chủ trì cũng là thằng nhãi trương dương kia, hắn làm như vậy cũng không hay cho lắm thế nhưng rất nhanh hắn liền tìm được lý do cho mình. Ngươi dám lơ ta, ta phá cuộc họp của ngươi, xem ngươi làm gì được ta nào. Người ta đã không tới tìm, hiển nhiên Trương Dương phải tới tận cửa tìm hắn. Thực ra không phải vì Trương Dương sợ hắn là viện trưởng mà tới, mà bởi lẽ Trương Dương muốn được thực thi dự án mở thêm trung tâm thẩm mỹ ở bệnh viện của mình, thì bắt buộc phải có sự đồng ý của hắn. Nghiêm Thế Đông nghe Trương Dương trình bày xong dự án phát triển bệnh viện xong liền lập tức lắc lắc đầu, "Tiểu Trương bí thư à. Cậu thấy đó, công việc của bệnh viện chúng ta chủ yếu là chăm sóc bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, chứ đâu phải là cái trung tâm thẩm mỹ viện gì gì đó. Hơn nữa chắc cậu cũng biết tình hình thực tế bệnh viện chúng ta rồi đó, làm gì có tiền để mở cái này xây cái kia được." Trương Dương cười nói, "Tôi còn chưa nói xong mà. Nghiêm viện trưởng cứ yên tâm, tiền này đều không phải do bệnh viện chúng ta bỏ ra." mà là có người nguyện ý bỏ vốn đầu tư. Bệnh viện chúng ta không cần phải làm bất cứ việc gì, chỉ cần cung cấp mặt bằng cho họ, rồi thì hàng năm chỉ việc ngồi nhận phần trăm thôi. Như vậy vẫn không được, nói đi nói lại chúng ta cũng là tổ chức của nhà nước, hiển nhiên không thể để đám tư nhân kia làm bừa được. Mà nếu như sau này xảy ra chuyện thì ai sẽ gánh chịu trách nhiệm đây? Tôi cam đoan sẽ đứng ra gánh chịu mọi trách nhiệm." Trương Dương lớn giọng nói lại, Nghiêm Thế Đông nheo mắt nhìn lướt qua Trương Dương một lượt, chắc tiểu Trương bí thư cũng phải hiểu, làm việc thì không thể theo cảm tính như vậy được, muốn phát triển bền vững thì phải tính toán cẩn thận từng bước một, không nên hấp tấp vội vàng. Cái gì mà hấp tấp vội vàng, trước khi đưa ra bản dự án này tôi đã điều tra cẩn thận rồi. Hơn nữa, trước đây tôi cũng đã đọc qua không ít các bản điều tra phân tích thống kê nhu cầu của người dân. Tôi cũng đã trưng cầu ý kiến của nhiều trưởng khoa trong bệnh viện hầu hết mọi người đều đồng ý với bản dự án này ngài luôn miệng hô hào mọi người tăng thu giảm chi hiện giờ ta giúp bệnh viện mở hướng phát triển thì ngài lại nói không chỉ bằng vào mấy lối suy nghĩ cổ hủ của ngài thì đến bao giờ bệnh viện mới lớn mạnh được ngài có biết hiện giờ trong ngành y tế thì bệnh viện chúng ta là nơi có hiệu quả chữa bệnh cùng đồng lương công nhân vào loại thấp bậc nhất hay không thân làm lãnh đạo bệnh viện tôi cũng chỉ là lo cho bệnh viện lo cho mọi người trong bệnh viện mà thôi nghiêm thế đông nghe xong cả mặt mày liền trầm xuống trong lòng thầm mắng chửi mẹ nó chứ người mà là lãnh đạo sao lãnh đạo đích thực ở cái bệnh viện này là ta người chỉ là người ngoài mà thôi việc chó gì phải nhúng mũi vào chuyện của bệnh viện chúng ta tuy nghĩ vậy nhưng những lời này hắn cũng không thể nói ra miệng được chỉ lạnh lùng liếc nhìn trương dương một cái không chỉ vì một cái thẩm mỹ viện mà có thể thay đổi hiệu quả chữa bệnh cùng lương của mọi người trong bệnh viện được chỉ cần một phần lớn mạnh là sẽ kéo cả tập thể lớn mạnh theo dù sao cái thẩm mỹ viện này cũng chỉ là một nơi thí điểm. Nếu như nó có thể kiếm lời thì sau này chúng ta sẽ mở rộng hơn, tạo thêm nhiều chi nhánh hơn. Nếu như không thành, bệnh viện chúng ta cũng không có bất kỳ tổn thất gì. Vậy thì tại sao chúng ta lại không thử? Nghiêm thế đông cũng chẳng tìm được lời nào để tranh cãi lại với Trương Dương, đành lắc đầu hỡ hững nói, người muốn làm thế nào thì cứ làm như vậy đi. Ta chỉ có một câu, bệnh viện không có một xu nào đâu. Trương Dương cười nói, tôi cũng chỉ cần câu nói này của viện trưởng. Tuy rằng bệnh viện chúng ta không có tiền, thế nhưng người thì lại không thiếu. Ta nghĩ, đến lúc đó sẽ. Ngươi ngừng ngay, ta nhắc lại để ngươi biết, biên chế của tất cả mọi người đều ở bệnh viện này, bọn họ đều có công việc của mình. Ngươi lại sai bọn họ đi làm việc cho tư nhân, nếu như truyền đến tai lãnh đạo trên huyện thì ta cũng không biết ăn nói thế nào giúp ngươi đâu. Trương Dương cười cười thấp giọng nói, ngài cứ yên tâm. Chuyện này ta biết phải làm thế nào. Thực ra ý tưởng mở trung tâm thẩm mỹ ở bệnh viện chăm sóc bảo vệ bà mẹ và trẻ em của Trương Dương cũng đều do Sở Yên Nhiên gợi ý mà thành. Trước đó Trương Dương cũng đã hỏi qua ý kiến của Triệu Tân Hồng, nhưng Trương Dương cũng thực không ngờ, một người bảo thủ có tiếng như nàng ta lại nhiệt tình tán thành dự án này của mình. Triệu Tân Hồng nói, tuy người dân huyện Xuân Dương còn rất nghèo, thế nhưng sở thích làm đẹp của con gái thì chẳng kể giàu nghèo, vì vậy trung tâm thẩm mỹ chắc chắn sẽ không ít khách. Huống hồ trung tâm thấm mỹ này lại là của bệnh viện mở ra, hiển nhiên sẽ càng thu hút được nhiều khách hàng hơn, hiện giờ cũng không ít bệnh viện nhà nước áp dụng phương pháp này để phát triển lớn mạnh hơn. Càng ngày Trương Dương thấy bà chị Triệu Tân Hồng này nên bỏ quách cái công việc bác sĩ lương ba cọc ba đồng kia đi, mà đi làm kinh tế, chắc chắn chẳng bao lâu sau sẽ giàu lên nhanh chóng. Thực ra nàng ta thay đổi lối suy nghĩ, không còn cố chấp bảo thủ như trước kia nữa, cũng chính từ lúc Trương Dương cho nàng một cuộc sống mới, tươi trẻ, tràn đầy sức sống hơn. Buổi chiều thứ sáu, Sở Yên Nhiên cùng Lâm Tú tới Xuân Dương. Lần này nàng không có đi chiếc xe thể thao đỏ chót yêu quý của mình nữa, mà đổi thành một chiếc Toyota trang nhã hơn, hơn nữa nàng cũng không tự lái xe mà có tài xế riêng. Lâm Tú năm nay 42 tuổi Xuân, nhưng vì nàng vốn là bà chủ một trung tâm thẩm mỹ viện lớn nên việc chăm sóc nhan sắc nàng là người hiểu rõ hơn ai hết. Bởi vậy trông nàng mới chỉ như thiếu phụ 30 mà thôi. Vì hôm nay đi với dì Lâm nên sở yên nhiên ăn mặc rất lịch sự, da dáng thục nữ hơn mọi lần nhiều. Nàng mặc một chiếc váy ngắn bó sát người màu hồng, làm lộ ra những đường con chết người. Chiếc thắt lưng nhỏ xinh càng tôn cái eo thon nhỏ của nàng hơn. Cái khăn quàng bằng lụa trắng giúp nàng có vẻ trang nhã quý phái, thế nhưng đối nghịch lại điều đó là cặp đùi thon dài trắng muốt như tuyết kết hợp với chiếc giày cao gót bằng thủy tinh trong suốt, lại khiến nàng có vẻ quyến rũ phong tình đến lạ thường. Trương Dương chố mắt ngắm nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, rồi lại từ dưới lên trên một lượt nữa. Chẳng bỏ sót bất kỳ một chi tiết nhỏ nào trên người nàng ta. Sở yên nhiên thấy ánh mắt soi mói của hắn chẳng khác gì mấy gã sắc lang, nhịn không được gắt giọng mắng nhẹ, ngươi nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua con gái bao giờ hay sao? Trương đại quan nhân nuốt khan một ngụm nước bọt lắc lắc đầu tặc lưỡi nói, váy ngắn thế này thì chắc là bị người ta thấy hết rồi còn gì. Ngươi nói linh tinh cái gì vậy? thấy cái gì mà thấy, ta mặc vậy cũng là vì ngươi đấy. Tuy ngoài miệng thì lớn tiếng như vậy nhưng thực ra trong lòng nàng lại thấy ngọt ngào. Thấy gì lâm tới, sở yên nhiên cuốn quyết giới thiệu cho Trương Dương biết. Trương Dương cười cười vươn tay ra nói, bà chủ lâm, xin chào. Lâm Tú cười nói, tôi nào phải bà chủ gì chứ? Yên nhiên mới là bà chủ mà, cậu là Trương Dương phải không? Trước đây yên nhiên cũng đã không ít lần nhắc đến cậu đó hiển nhiên những lời này của Lâm Tú là ám chỉ những điều gì gì đó. Trương Dương tùm tìm cười nói, thực sự cháu cũng không còn biện pháp nào khác. Ai bảo trời tôi trời sinh đã được con gái yêu thích, có khen mấy lời cũng là hơi ít. Sở yên nhiên trợn mắt há mồm ngây ngốc nhìn hắn, ta thực không biết dây thần kinh xấu hổ của ngươi bị đứt từ bao giờ nữa đó. Lâm Tú mỉm cười, ta lại thấy thích tính tình của Tiểu Trương. Mà ngươi cũng đừng có gọi ta là bà chủ này bà chủ kia nữa, nếu như ngươi không chê, cứ gọi ta một tiếng Gì Lâm như Yên Nhiên là được rồi. Gì Lâm, thực sự là hai từ này cháu gọi không có được, người tuổi còn trẻ như vậy, thế nào cháu gọi hai tiếng Gì Lâm được cơ chứ? Lâm Tú tươi cười rạng rỡ quay sang nói với Sở Yên Nhiên, cái miệng dẻo như kẹo của tiểu Trương lúc nào cũng nói toàn lời dễ nghe, chả trách sao ngươi lại nhớ thương hắn đến vậy. Sở Yên Nhiên xấu hổ mặt xinh cũng hơi đỏ lên, âm thanh cũng nhỏ như muỗi kêu thỏ thẻ nói, ai thèm nhớ thương hắn chứ? nhìn bộ dạng hắn kia, chẳng khác gì một gã nông dân cả. Trương Dương cũng chẳng vì câu nói đó mà giận nàng ta. Nông dân thì sao, ta tự hào vì ta là nông dân, chẳng phải một danh môn khuê nữ như ngươi suốt ngày cũng đều bám theo gã nông dân này hay sao? Tuy cả buổi toàn nói chuyện cười đùa nhưng Trương Dương cũng không quên nhiệm vụ lần này của mình. Đầu tiên là đưa sở yên nhiên cùng Lâm Tú đến tham quan một vòng bệnh viện bảo vệ chăm sóc bà mẹ và trẻ em. Khuôn viên bệnh viện cũng khá rộng, Ngoài tòa nhà chính 3 tầng ra thì vẫn còn rất nhiều khu đất trống để mở rộng kinh doanh thêm, nhận thấy tiềm năng của bệnh viện khá cao, Lâm Tú cũng rất hài lòng cho khoản đầu tư của mình. Chuyện y đạo quan đồ. Lúc Trương Dương đang sơ lược tình hình của bệnh viện cho Lâm Tú nghe thì phó viện trưởng Triệu Tân Hồng chạy tới. Trương Dương liền giới thiệu chị Triệu cho hai người, bọn họ nghe rồi bàn giao hết lại cho chị Triệu, dù sao công việc cầu nối của hắn cũng coi như là đã hoàn thành. Còn Sở Yên Nhiên tuy tiếng là chủ tịch nhưng thực ra lần này tới đây chủ yếu cũng để gặp Trương Dương mà thôi. Nói ngay như khoản đầu tư mở trung tâm thẩm mỹ viện ở đây của nàng cũng không nhằm ngoài mục đích, sau này nàng có cơ chính đáng để tới Xuân Dương, để gặp hắn nhiều hơn. Trương Dương dẫn sở yên nhiên tới thăm quan phòng làm việc của hắn. Vừa rời khuất khỏi tầm mắt của dì Lâm và phó viện trưởng Triệu, là sở yên nhiên liền chộp lấy cánh tay của Trương Dương, hung hăn cắn mạnh lên bắp tay hắn một cái rõ đau. Trương Dương đau quá kêu thảm lên một tiếng, ái đau. Ngươi làm cái trò gì vậy? Bị điên rồi à? Sở yên nhiên vinh cái mặt nhỏ nhắn của mình lên đắc y nói, xem ngươi còn dám nói năng linh tinh nữa hay không? Trương Dương cẩn thận nhìn xung quanh một chút, tiểu nha đầu nhà ngươi bớt làm loạn một chút đi được hay không? Giờ ta là bí thư tri bộ, là đảng viên, phải chú ý giữ hình tượng, không thể như trước kia được. Không thấy người ta đang nhìn chằm chằm bên này hay sao? Sở yên nhiên nghiêng đầu nhìn nhìn một chút cô y tá trẻ đằng xa, cười nói, là cô y tá xinh đẹp kia nhìn chằm chằm ngươi sao? Trương Dương thở dài chán nản nói, giờ ta mới biết, một đảng viên trẻ tuổi tài cao đẹp trai người người như ta tới bệnh viện bảo vệ chăm sóc bà mẹ và trẻ em nhậm chức, chẳng khác gì dê non vào hang sói cả. Ngươi xem, mấy cô y tá trẻ tuổi ở đây đều nhìn ta như sói đói thấy mồi vậy. Giờ ta chẳng khác gì đang sống trong hang hùm ổ sói, ngày ngày đều sống trong nỗi sợ hãi bởi vì chỉ cần ta lơ là cảnh giác một chút thôi là bị các nàng ta bắt cóc ngay ngươi tự nhìn lại mình đi cái hạng người như ngươi chắc chỉ có mấy mẹ sói già khú đế mắt mù mới đi bắt cóc ngươi thế nhưng sở yên nhiên vừa dứt lời xong là một cô nữ y tá trẻ trung sinh đẹp lại cao giáo gợi tình đi tới thấy trương dương nàng liền đánh mắt đưa tình hơi khom người xuống nở nụ cười ngọt ngào nói xin chào trương bí thư hai mắt trương dương cũng sáng lên Ánh mắt hắn lướt một vòng từ đầu tới chân nàng ta, gật gật đầu liên lịa chào lại, xin chào. Xin chào. Nữ y tá trẻ tuổi kia không ngờ tiểu Trương Bí thư lại có hành động vô lại như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của nàng vì xấu hổ mà đỏ bừng lên cúi gằm mặt xuống nhanh chóng rời đi. Thế nhưng Trương đại quan nhân vẫn chưa chịu thôi, vội vàng quay đầu lại ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn bóng lưng kia xa dần. Sở Yên Nhiên đứng một bên trông thấy hết, máu ghen nổi lên, ánh mắt đầy tia lửa bắn thẳng vào người Trương Dương nàng khẽ giơ chân lên gót giày cao gót để lên bàn chân trương dương nàng nở nụ cười ngọt ngào rồi hung hăng dùng sức ấn mạnh xuống vẫn chưa thấy đỡ tức nàng còn di di thêm vài cái nữa mới chịu thôi bởi vì tâm trí trương đại quan nhân vẫn phiêu lãng ở chỗ bóng hồng kia nên không để ý tử thần ngay bên cạnh đến lúc cơn đau từ chân buốt đến tận óc hắn mới nhận ra hắn đau đến miệng thở dốc nói không ra thành tiếng cứ thế ôm bàn chân nhảy lò cò sở yên nhiên giận dỗi quay mặt sang chỗ khác lạnh lùng nói, trong cái bộ dạng sắc lang của trương bí thư kia. Ta không thèm ở đây nữa, ta về Kim Sơn, cái gì mà trung tâm thẩm mỹ gì gì đó ta cũng không mở nữa, mặc kệ nhà ngươi. Trương Dương vẫn ôm chân ngượng cười nói, sao đột nhiên ngươi lại tức giận như vậy? Ghen rồi sao, hay là đố kỵ? Cái gì cơ, ta mà phải ghen vì ngươi sao? Nằm mơ, một gã nông dân quê mùa như ngươi có cho ta cũng không thèm ừ đó ta là nông dân đó thì sao ngươi không thích ta thì cũng mặc kệ ngươi thôi ngươi không thích đầu tư nữa thì ta đi tìm người khác ngươi thích đi thì cứ việc sau này chắc cũng chẳng còn gặp nhau làm gì nữa sở yên nhiên quay đầu lại trợn mắt nhìn hắn nàng thực không ngờ thằng nhãi này lại tuyệt tình đến vậy nghẹn ngào nửa ngày trời mới thốt ra được một câu trương dương ngươi bắt nạt ta ta nào có bắt nạt gì ngươi ta yêu ngươi còn không hết Sao lại nói ta bắt nạt ngươi được? Căn bản là ngươi chẳng cho ta cơ hội nào thôi. Sở Yên Nhiên hờn dỗi mắng lớn, ngươi nói bậy bạ cái gì đó. Đến bao giờ ngươi mới đứng đắn được một chút vậy hả? Bên này Trương Dương với Sở Yên Nhiên vẫn đấu khẩu chưa dứt, bên kia phó viện trưởng Triệu Tân Hồng vừa dẫn Lâm Tú đi dạo vừa nói cho nàng biết tình hình thực trạng bệnh viện hiện nay. Thực ra lần đầu nghe Yên Nhiên nói muốn đầu tư mở một trung tâm thẩm mỹ viện ở Xuân Dương, nàng cũng kịch liệt phản đối bởi vì nàng vẫn tưởng rằng đứa cháu gái này chỉ nông nổi nhất thời nên mới quyết định như vậy. Thế nhưng lúc xuống tận nơi xem xét thực địa, nàng mới nhận ra nơi đây cũng có tiềm năng phát triển rất lớn. Lúc này nàng mới thực sự có ý định đầu tư vào Xuân Dương, mà cụ thể là bệnh viện bảo vệ chăm sóc bà mẹ và trẻ em. Trương Dương là chủ nhà nên hiển nhiên tối đó phải làm chủ trì mời cơm sở yên nhiên cùng Lâm Tú tại nhà hàng Kim Khải Việt. Thực ra lúc khảo sát thực địa và đưa ra quyết định cuối cùng xong, lâm tú cũng định trở lại kim sơn để bàn bạc lại với mọi người rồi đưa ra phương án cụ thể tiếp theo thế nhưng thấy ánh mắt buồn rầu của đứa cháu gái yên nhiên nhìn trương dương lúc này nàng mới nhận ra hóa ra tất cả mọi điều đứa cháu gái này làm cũng đều là vì tiểu trương lấy việc công làm việc tư tuy nói là cháu gái nhưng nàng lại chăm sóc yên nhiên từ lúc lọt lòng đến lúc lớn thành thiếu nữ trong lòng nàng yên nhiên chẳng khác gì con gái mình bây giờ thấy đứa con gái mình si tình như vậy nàng cũng chẳng còn cách nào khác đành nhận lời ở lại dùng cơm với Trương Dương. Như Văn Cường nghe nói Trương Dương mở tiệc chiêu đãi khách quý nên đặc biệt dành một phòng VIP trên lầu cho hắn. Tối đó ngoại trừ mỗi mình Như Văn Cường là người ngoài ra, Trương Dương cũng chỉ mời thêm hai chị em Triệu Tân Hồng cùng Triệu Tân Vĩ đến. Trước đó hắn cũng có ý muốn kêu Tần Thanh tới, thế nhưng lại nhớ tới nàng ta đang chiến tranh lạnh với mình, lúc nào cũng làm ra vẻ hờ hững lạnh nhạt như người dưng nước lã với nhau, mời nàng ta tới thì càng tổ làm mất mặt mình thêm mà thôi. Mà điều quan trọng nhất là cô nàng sợ Yên Nhiên kia có máu ghen không nhỏ, giả như Tần Thanh tới chỉ sợ cái bình giấm chua kia dậy mùi thì chuyện đầu tư xây dựng trung tâm thẩm mỹ viện cũng tiêu tùng theo. Trương đại quan nhân dù sao cũng là người biết nặng nhẹ, trước khi hợp đồng được chính thức ký kết thì điều quan trọng nhất là lấy lòng vị Sở tiểu thư kia. Ngưu Văn Cường để ý thấy cả buổi vị Sở tiểu thư xinh đẹp kia lúc nào cũng chỉ quấn lấy mình Trương Dương, trong lòng hắn thầm chửi thằng nhãi đào hoa kia. Mẹ nó chứ! tiền thì ông đây nhiều hơn nó chẳng biết gấp bao nhiêu lần còn đẹp trai sao thằng nhãi kia chẳng đáng sách xếp cho ông nhưng chẳng hiểu sao mấy tiểu mỹ nữ da trắng toàn bu quanh người hắn như vậy như văn cường cũng chỉ còn biết thở dài lắc đầu chán nản coi bộ mấy tiểu mỹ nữ kia con mắt có vấn đề hết cả rồi chán nản con đường tình cảm như văn cường liền dồn hết tâm trí vào sự nghiệp kinh doanh của mình biết được lâm tú là bà chủ lớn của vài salon ô tô cùng mấy thẩm mỹ viện to đùng ở kim sơn Nhiêu Văn Cường liền lấn ná làm quen rồi đưa danh thiếp của mình ra. Lâm Tú cũng là người lăn lộn trên thương trường nhiều năm, danh tiếng của nàng cũng không phải là nhỏ. Tuy rằng từ trước tới giờ nàng không thèm để mắt tới cái huyện Xuân Dương nghèo rất mồng tơi này. Thế nhưng đã là thương nhân thì điều quan trọng nhất là lợi nhuận, chỉ cần ở đâu thu được nhiều lợi nhuận là đổ vốn đầu tư ngay. Lâm Tú cũng chú tâm lắng nghe Nhiêu Văn Cường ba hoa chào hàng. Lại nói Triệu Tân Vĩ cũng là một người nhanh nhạy, biết nắm bắt thời cơ. Vừa nghe thấy người ta là bà chủ lớn chuyên kinh doanh về ô tô, trong đầu hắn cũng có ý niệm hợp tác làm ăn. Buổi tối hôm đó mọi người hầu hết toàn nói chuyện buôn bán làm ăn. Sở Yên Nhiên mang tiếng là đại cổ đông thật đó, nhưng nói thực nàng chẳng chút hứng thú nào với công việc buôn bán kinh doanh này cả. Nàng tới Xuân Dương cũng chỉ vì muốn gặp Trương Dương, động cơ của nàng rất đơn giản. Nhưng chính sự đơn giản này làm nên tính ngây thơ đáng yêu của nàng. Tuy Lâm Tú coi hành động của nàng là ngu dại, nhưng nói đi thì phải nói lại, thử hỏi con gái trên đời có ai là không có những lúc ngu dại vì tình như vậy không chứ? Những người khác thì toàn nói chuyện làm ăn, Trương Dương cũng chỉ còn biết bắt chuyện với mỗi mình cô nàng sợ yên nhiên. Cũng vì mục đích muốn lấy lòng nên cả buổi Trương Dương trổ phát thần uy, luôn miệng pha trò trêu chọc nàng ta. Sở yên nhiên cứ khanh khách cười mãi không thôi. Lúc Lâm Tú vừa ra khỏi toilet lại gặp ngay người quen cũ. Người quen cũ này chẳng phải ai xa lạ mà chính là Cục trưởng Cục Công an huyện Xuân Dương, Thiệu Vệ Giang. Nói ra thì Thiệu Vệ Giang cũng khá thân thiết với vị ta trí quốc Cục Phó Cục Công an thành phố Kim Sơn là chồng nàng, bởi vậy hắn mới quen biết Lâm Tú. Nhưng hắn thực không ngờ ở Kim Khải Việt này lại có thể gặp nàng ta. Thiệu Vệ Giang nheo nheo mắt nhìn kỹ lại xem có phải nhầm người không, sợ rằng có tí men nên hoa mắt nhìn nhầm thì mất mặt lắm. Lúc chắc chắn rằng là người quen Lâm Tú hắn mới vui vẻ cười nói, em gái. Sao tới lúc nào mà cũng chẳng thèm báo ta một tiếng vậy? Chí quốc có tới cùng em không? Lúc này Lâm Tú mới thành thực kẻ đầu đuôi chuyến công tác ở Xuân Dương này của nàng cho Thiệu Vệ Giang nghe. Nghe xong Thiệu Vệ Giang cũng ngỏ ý muốn tới phòng của nàng ta mời rượu mọi người. Tuy rằng Thiệu Vệ Giang không chỉ một hai lần qua lại với Trương Dương, thế nhưng ngồi uống rượu chung thì đây là lần đầu tiên. Có lẽ Thiệu Vệ Giang là người duy nhất ở đây hiểu rõ bối cảnh sau lưng tiểu tử Trương Dương hiển nhiên hắn cũng phải nể trọng trương dương vài phần hắn cũng khá tò mò về thân phận của cô nàng sở yên nhiên lại càng tò mò không biết trương dương với cô nàng xinh đẹp này đến tột cùng là có quan hệ gì mà bọn họ lại ngồi sát nhau đến vậy hắn quay sang nhỏ giọng hỏi lâm tú lúc này mới biết thân phận của sở yên nhiên nguyên lai nàng ta lại là cháu gái của sở trấn nam trước đây nguyên tổng tư lệnh quân đội quân khu bắc nguyên nói ra thì thiệu vệ giang hắn trước đây đã từng phục vụ trong quân đội mà sở chấn nam lại là thủ trưởng của hắn. Tuy hắn không thân thiết với thủ trưởng như tạ trí quốc, thế nhưng lòng kính trọng của hắn dành cho thủ trưởng lại không kém gì người khác. Lúc biết được thân phận của sở yên nhiên, hắn chủ động nâng chén rượu lên cười cười nói với sở yên nhiên, thực không ngờ lại được gặp sở tiểu thư ở đây. Nói ra thì trước đây ta là cấp dưới của sở thủ trưởng, từ lúc người giải ngũ đến giờ ta cũng chưa có cơ hội được gặp lại. Bao giờ cô về thì nhất định phải chuyển lời hỏi thăm của ta đến sở thủ trưởng đó. Chuyện, y đạo quan đồ. Sở yên nhiên cũng vui vẻ cười theo, nâng cốc nước hoa quả của mình lên chạm cốc với hắn. Sau khi chào hỏi với nói chuyện phiếm vài câu với mọi người xong, thiệu vệ Giang cũng ngỏ lời cáo từ rời đi. Vốn hắn định sắp xếp chỗ ngủ cho hai dì cháu Lâm Tú, thế nhưng không ngờ Trương Dương đã đặt phòng cho bọn họ ở khách sạn Minh Châu rồi. Thiệu vệ Giang cũng đành thôi, trước khi đi hắn cũng nhờ Lâm Tú nhắn lại với lão bạn già tạ trí quốc, lúc nào rãnh rỗi thì tới Xuân Dương chơi nghe thấy tên tạ trí quốc trương dương lại nhớ tới lần đầu tiên gặp cô nàng sở yên nhiên lần đó tạ trí quốc vì muốn tìm đứa cháu gái bị mất tích mà điều động cả tiểu đội cảnh sát trên tỉnh về thế nhưng tại sao hắn lại không đánh tiếng nhờ thiệu cục trưởng giúp đỡ chắc hẳn là hắn sợ rằng nếu như làm lớn chuyện này sẽ kinh động đến người nhà của cô nàng sở yên nhiên kia nên chỉ lặng lẽ tìm kiếm một mình người đang nghĩ cái gì vậy sở yên nhiên thấy trương dương đột nhiên trầm tư suy nghĩ nên nhỏ giọng hỏi thăm Trương Dương hơi ghé sát vào tai nàng thấp giọng nói, "Bỗng nhiên ta lại nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Sở Yên nhiên cắn cắn môi dưới nói, "Ta cứ ở bên cạnh ngươi là chẳng có gặp chuyện gì tốt lành cả. Đầu tiên là bị ngã xuống vực, rồi thì đến bắt cóc tống tiền, chưa kể mấy lần bị người khác ám hại nữa. Ngươi thử nghĩ xem, đã hại ta bao nhiêu lần rồi." Thế nhưng thằng nhãi Trương Dương lại làm như không hề hiểu ra cái gì, cứ cười cười một cách vô sỉ nói, "Ta nói cho ngươi nghe." Con người được chia làm bốn loại, loại thứ nhất là cho vay từ nhỏ, loại thứ hai là phải trả nợ từ nhỏ, loại thứ ba là báo ân từ nhỏ, còn loại thứ tư chính là báo thù từ nhỏ. Chắc chắn kiếp trước người nợ ta không ít, thế nên kiếp này người mới trả nợ ta nhiều như vậy. Sở yên nhiên bĩu môi xì một tiếng kinh miệt, ta thèm vào. Dựa vào cái gì mà ta phải trả nợ ngươi chứ? Tại ngươi mà ta gặp bao chuyện như vậy, ta còn chưa tính nợ với ngươi nữa đó đôi trái gái trẻ bên này cứ thủ thì trò chuyện với nhau, mặc kệ những người khác. Lâm Tú lắc lắc đầu cười nói, ta thấy chúng ta cũng nên mau mau chóng chóng ăn cho xong rồi đi chỗ khác, chứ ở đây lại làm kỳ đà cản mũi hai người bọn họ. Sở yên nhiên thẹn thùng đỏ bừng mặt biếu môi nũng nịu nói, gì Lâm, người đừng nói lung tung nữa. Lúc gần tan tiệc rượu, như Văn Cường vội vàng đứng dậy đề xuất mời mọi người đi hát. Dù sao những chuyện như thế này hắn đã làm thành quen rồi, luôn là hắn chủ động kêu mọi người đi chơi tiếp, chỉ có điều lần nào cũng như lần nào, chỗ đi chơi tiếp lại là quán karaoke ái thần của hắn. Cũng do ở cái huyện Xuân Dương nho nhỏ này cũng chẳng còn chỗ nào chơi bời ngoài đi hát cả. Bởi vì câu nói vừa rồi của dì Lâm nên sở yên nhiên cũng không dám có ý định đi chơi riêng với Trương Dương, vội vàng đồng ý cùng đi hát với mọi người. Cả đám người lũ lượt kéo nhau sang quán karaoke ái thần phía đối diện. Thấy ông chủ cùng khách tới, Đám nhân viên quán karaoke liền vội vàng sắp xếp một phòng, rồi mang lên một khay hoa quả to tướng cùng một đầu đĩa DVD mới cứng. Lâm Tú trước kia từng là ca sĩ trong đoàn văn công bộ đội bởi vậy mà một bài "Vọng Tinh Không" của nàng đi vào lòng người. Tất cả mọi người ở đây đều nghe đến thất thần, quả thực không ai ngờ một nữ doanh nhân có tiếng như nàng ta lại có thể hát hay chẳng khác gì mấy ca sĩ chuyên nghiệp cả. Lời ca vừa dứt, tất cả mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay hoan hô. Ngưu Văn Cường lớn tiếng khen ngợi thực sự không ngờ Lâm Chủ tịch lại hát hay đến như vậy. Giờ chắc chẳng còn ai trong đám bọn ta dám múa rìu qua mắt thợ nữa rồi. Lâm Tú cười nói, đó là các ngươi chưa từng nghe yên nhiên hát đó thôi. Ta mà là chuyên nghiệp thì cháu gái ta còn trên cả chuyên nghiệp nữa đó. Tuy quen biết cô nàng sợ yên nhiên lâu như vậy nhưng quả thực Trương Dương cũng chưa lần nào được nghe nàng ta hát cả. Trương Dương cười cười trêu đùa, người cứ hát một bài cho mọi người nghe đi nếu như nếu hát không có được thì có bọn ta ở đằng sau vỗ tay lắp liếm dùm ngươi. Yên tâm đi, không ai cười đâu. Sở yên nhiên vươn bàn tay nhỏ bé cầm lấy một chiếc micro gõ gõ nhẹ mấy cái thử mic, người mới không biết hát thì có. Nàng kêu Ngưu Văn Cường chọn giúp bài, khuôn mặt ánh trăng. Theo tiếng nhạc du dương, giọng hát nhẹ nhàng sâu lắng của nàng nhẹ nhàng rót vào nội tâm mỗi người ở đây, ai cũng nhập tâm nghe đến thất thần. Lần đầu tiên Trương Đại Quan Nhân ngẩn ngơ ngồi nhìn sở yên nhiên hát, một lúc sau sở yên nhiên chuyển ánh mắt về phía trương dương bất chợt ánh mắt hai người bắt gặp nhau hai người cứ thế chăm chú nhìn nhau đôi mắt đẹp của nàng toát ra muôn vạn tình cảm yêu thương nàng vẫn hát nhưng dường như những lời ca này nàng chỉ dành riêng cho một mình trương dương lúc này tất cả mọi người ở đương trường đều nhận ra tình cảm của sở yên dành cho trương dương thế nhưng hai hàng lông mày của lâm tú lại cau chặt lại nàng biết vị bí thư thành ủy thành phố tĩnh an Tống Hoài Ngọc cực kỳ yêu mến đứa con gái cưng này. Với địa vị hiện giờ của Trương Dương, hiển nhiên không thể xứng với yên nhiên được. Mà tính tình của nàng ta lại cực kỳ giống ông ngoại. Nhà đầu kia đã không thích ai thì đến nhìn mặt cũng không thèm. Nhưng nếu như đã thật lòng thương yêu thì chẳng có gì ngăn cản được nàng ta. Mà điểm quan trọng nhất, Lâm Tú lại cảm thấy Trương Dương dường như không có tình ý gì với đứa cháu gái của mình. Ấn tượng của nàng về Trương Dương là một gã láo cá dẻo miệng hắn có thực lòng với yên nhiên hay không đây? Sở yên nhiên hát xong một lúc lâu rồi mà mọi người vẫn còn trong trạng thái mê mẩn chưa tỉnh lại. Trương Dương là người đầu tiên vỗ tay lớn tiếng khen ngợi, hay. Quá hay luôn, thực sự là từ nhỏ tới giờ ta mới nghe được giọng ca tuyệt vời như vậy. Nếu như cho đi thi thì chắc chắn phải đoạt giải nhất chứ chẳng chơi. Sở yên nhiên cười nói, người đó, bất nói lung tung lại đi. Vừa rồi là ai luôn mồm nói ta hát không được vậy đó chẳng qua là ta muốn khích lệ ngươi nên mới nói như vậy có áp lực mới tạo lên động lực mà không có ta khích lệ ngươi thử hỏi ngươi có hát hay được như vậy hay không sở yên nhiên chu mỏ lên hờn dỗi nói ta hát hay hay giờ đâu liên quan gì tới ngươi ai nói không liên quan lúc ngươi hát chẳng phải là nhìn chằm chằm vào mặt ta đó sao nếu như không phải khuôn mặt ta như ánh trăng thử hỏi làm sao ngươi có thể hát có hồn đến như vậy được Mọi người nghe thấy Trương Dương nói xong đều che miệng cười trộm. Sở yên nhiên giận quá hóa thẹn, hung hăng cầm cái mít gõ lên đầu Trương Dương một cái. Tuy tay đánh nhưng ánh mắt nàng lại toát ra tình ý mãnh liệt, mà cú đánh cũng nhẹ hều, tỉ như đôi tình nhân hờn dỗi đánh yêu nhau vậy. chương 72, Mộng Huyền Ương Qua buổi nói chuyện bàn bạc tối hôm qua, Lâm Tú cùng Triệu Tân Hồng đã cơ bản thỏa thuận xong vấn đề dự án xây dựng thẩm mỹ viện trong bệnh viện bảo vệ chăm sóc bà mẹ và trẻ em. Sau khi hát hò xong, Trương Dương Sung Phong nhận trách nhiệm đưa Lâm Tú cùng Sở Yên Nhiên về khách sạn Minh Châu nghỉ ngơi. Lúc tới cửa khách sạn, Lâm Tú muốn nói chuyện riêng với Trương Dương nên lấy lý do muốn bàn bạc với Trương Dương một chút về dự án xây dựng thẩm mỹ viện nên đuổi Sở Yên Nhiên về phòng trước. Từ vẻ mặt của Lâm Tú, Trương Dương cũng đoán ra, bà cô này giữ mình ở lại, hẳn không phải muốn nói về chuyện công việc. Quả nhiên đúng như dự đoán của Trương Dương, Lâm Tú giữ Trương Dương lại nói chuyện riêng đúng là không phải vì công việc, mà về Sở Yên Nhiên. Mắt thấy Yên Nhiên cũng đi khá xa, nàng mới nhẹ giọng nói, "Trương Dương, ta hỏi thật, ngươi thấy cháu gái ta, Yên Nhiên thế nào? Chuyện y đạo quan đồ." "Rất tốt." Trương Dương gióng dặc trả lời ngay, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều. Lâm Tú ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Trương Dương rồi thở dài nói, "Đứa nhỏ Yên Nhiên này số mệnh khổ cực từ nhỏ. Mẹ mất sớm, cha thì lại như vậy." từ nhỏ đến lớn đều theo ông nội sống trong quân đội. Nói thực, ta với trí quốc đều coi nàng như con ruột của mình. Trông nó bên ngoài thì có vẻ mạnh mẽ quật cường như vậy thôi, chứ thực ra nó cũng chẳng khác gì mấy đứa con gái nhỏ khác là bao đâu, ngoài lạnh trong ấm. Tất cả bọn ta đều tận lực che chở cho nó, nhất quyết không được để nó bị tổn thương thêm một chút nào nữa. Nghe được mấy lời này, Trương Dương cũng thấy chút nao nao bà cô này đầu tiên là nhấn mạnh tuổi đời bất hạnh của cô nàng sợ yên nhiên kia sau cùng lại như có vẻ uy hiếp đe nẹt mình thế nhưng từ trước tới giờ thằng nhãi này nào có biết hai từ khiếp sợ viết như thế nào đâu trương dương vẫn coi như không đảm nhiên cười nói yên nhiên xinh đẹp lại tốt bụng như vậy hơn nữa nàng ta lại được nhiều cô gì chú bác bảo vệ che chở nào có ai dám khi dễ nàng ta cơ chứ người có biết điều con gái sợ nhất là gì không đó chính là yêu nhầm người trương dương à ta thực sự không biết ngươi hồ đồ thật hay chỉ giả vờ hồ đồ tình cảm của yên nhiên dành cho ngươi như vậy lẽ nào ngươi lại không nhận ra hay sao chứ trương dương ho khan hai tiếng thấp giọng nói bọn ta chỉ là anh em bạn bè mà thôi tuy nói vậy nhưng đến hắn cũng chẳng tin vào mấy lời này là anh em thì cũng được là bạn bè thì cũng chẳng sao nhưng nói đi thì phải nói lại ta cứ thấy hiện trạng của hai người các ngươi bây giờ lại không đơn giản chỉ là anh em bạn bè một chút nào. Trương Dương à, ta nói thực, nếu như ngươi thực sự có lòng thích nó, thì ta sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ các ngươi. Ta cũng chỉ mong ngươi đối xử tốt với nó là được rồi. Nhưng mà nếu như ngươi không có tình ý gì với nó, thì ta xin ngươi, nói rõ ràng với nó để nó biết. Đừng để quá muộn rồi lại làm tổn thương con bé. Ngươi biết đó, yêu càng đạm, đau khổ càng nhiều nàng ngừng một chút, rồi ánh mắt nàng lạnh lùng quét qua người trương dương, nhỏ giọng nói tiếp: người cũng nên suy nghĩ cẩn thận lại đi. nếu như người cố tình trêu đùa yên nhiên thì đừng trách ta vô tình. với tu vi không sợ sóng gió hiểm nguy của trương dương như vậy, thế nhưng nghe được mấy câu sau của lâm tú, trương dương cũng không khỏi dùng mình một chút. đến lúc ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy lâm tú khuất dần sau cảnh cửa kính đại sảnh khách sạn minh châu. trương dương hít sâu một hơi đưa tay mở cửa xe rồi chậm rãi chui vào trong xe ngồi hai tay hắn dùng sức vỗ vỗ lên vô lăng xe hai hàng chân mày cau chặt lại khuôn mặt đầy vẻ đăm chiêu suy nghĩ thực lòng mà nói hắn cũng có chút cảm tình với cô nàng sở yên nhiên kia thứ cảm tình này cũng giống như cảm tình của hắn đối với tả hiểu tình với hải lan hay như với tần thanh thực tế trong số những người đó thì sở yên nhiên lại là người đối tốt với hắn nhất những lúc ở cùng với nàng ta cũng là lúc hắn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc yêu đời nhất Thế nhưng thực tế cho thấy, hắn không thể buông bỏ bất kỳ người nào trong số bọn họ. Trương Dương lắc lắc đầu cố gắng loại bỏ hết mấy cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu, giọng điệu có vẻ buồn bực tự mắng, ta đúng là một gã tồi tệ. Trong lúc Trương Dương đang suy nghĩ, bỗng nhiên lại có người gõ gõ lên cửa kính xe. Người đó chẳng ai khác ngoài cô nàng sợ yên nhiên. Trương Dương vừa hạ cửa sổ xe xuống, sợ yên nhiên liền ném một hộp quà nho nhỏ vào bên trong. Bên trong là chiếc dao cạo dâu nàng mua tặng cho hắn sở yên nhiên cười nói người chồng người kia dâu ria mọc tùm lum hết lên rồi nếu như sau này mà còn lôi thôi như vậy ta sẽ không thèm để ý ngươi nữa đâu đó nhìn đôi má núm đồng tiền dễ thương của sở yên nhiên trong lòng trương dương ngập tràn ấm áp trương dương cứ chân ngốc lặng im nhìn sở yên nhiên mấp máy môi một lúc sau mới thốt thành lời xin ngươi đừng đối tốt với ta như vậy ta sợ rằng sẽ yêu ngươi mất mặt cười sở yên nhiên cũng đỏ bừng lên nhẹ cắn cắn môi dưới Mãi sau mới dám nói một câu, ta, ta cũng là muốn, muốn ngươi yêu ta. Được sự đồng ý của nghiêm viện trưởng, dự án xây dựng thẩm mỹ viện trong bệnh viện bảo vệ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em rất nhanh được thực hiện. Tuy rằng trong lòng Nghiêm Thế Đông vẫn có ý chống đối lại Trương Dương, thế nhưng thấy đại đa số lãnh đạo các khoa ngành trong bệnh viện đều đồng ý với dự án này, thế nên hắn cũng đành gật đầu đồng ý thông qua. Nguyên vật liệu xây dựng cùng trang thiết bị của thẩm mỹ viện đều do bên đối tác lo liệu. Nghiêm Thế Đông cũng không muốn bị dính vào phiền phức nên chỉ lặng lẽ ngồi im quan sát, không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, mặc kệ thằng nhãi Trương Dương kia muốn làm gì thì làm. Chỉ cần thằng nhãi kia không động chạm gì tới lợi ích của hắn, thì hắn cũng nguyện cùng Trương Dương chung sống hòa bình. Điều Nghiêm Thế Đông quan tâm nhất hiện nay đó là việc xây dựng nâng cấp tòa nhà trung tâm bệnh viện. Từ lúc Lý bí thư còn tại chức, huyện ủy cũng đã đồng ý phê duyệt dự án cải tạo nâng cấp tòa nhà trung tâm bệnh viện bảo vệ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Thế nhưng nhân quý huyện lúc đó hơi ít nên dự án vẫn bị treo tới tận bây giờ. Hiện tại ngân hàng nông nghiệp quyết định cho bệnh viện vay 1.000 vạn đồng, bởi vậy dự án đến giờ mới được triển khai. Bên Cục Vệ sinh Môi trường của huyện cũng khá quan tâm tới dự án này của Bệnh viện Bảo vệ chăm sóc bà mẹ và trẻ em, bởi vậy căn cứ theo chỉ thị của huyện ủy, dự án xây dựng lần này sẽ được đấu thầu công khai lựa chọn các đơn vị có năng lực tham gia thi công nói là đấu thầu công khai chứ thực ra cũng chỉ là vẽ ra để bàn dân thiên hạ đỡ dị nghị mà thôi, chứ bên trong nghiêm thế đông cùng đám lãnh đạo huyện cũng đều đã có toàn tính riêng rồi. Cũng bởi vì lần này thằng nhãi Trương Dương kia tính mở trung tâm thẩm mỹ trong bệnh viện, nên hắn mới vội vàng tiến hành dự án xây dựng tòa nhà trung tâm như vậy. Sắp tới đây Trương Dương chuẩn bị đi Đông Giang một chuyến. Chẳng là trường đại học sư phạm Đông Giang sắp khai giảng, Trương Dương cũng đã đáp ứng đưa cô em gái Triệu Tĩnh đến trường mà công tác xây dựng trung tâm thẩm mỹ trong bệnh viện vẫn diễn ra suôn sẻ chỉ còn chờ đến ngày khai trương nữa thôi mà công việc bí thư ở bệnh viện trương dương cũng chẳng phải làm gì nhiều nên trương dương đánh tiếng báo cho nghiêm thế đông biết là mình xin nghỉ ít hôm đi có công chuyện đối với nghiêm thế đông mà nói thằng nhãi này chẳng khác gì ôn thân đuổi đi được càng xa càng tốt cho dù thằng nhãi này có đi một lèo không quay trở về nữa thì hắn càng vỗ tay hoan hô nữa là đằng khác qua đầu mối là Triệu Tân Vĩ, Trương Dương lần thứ hai được sở hữu một chiếc xe Jeep Bắc Kinh đời cũ. Tuy rằng loại xe này tiêu thụ dầu khá lớn, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy lái xe Jeep dễ hơn mấy loại xe khác. Hơn nữa lái xe Jeep lại khá an toàn, không gian bên trong xe cũng rộng rãi thoáng đáng. Dừng lại nghỉ ở Giang Thành một đêm, sáng sớm hôm sau Trương Dương mới đưa cô em gái Triệu Tĩnh đi Đông Giang. Hai anh em trên đường đi nói chuyện cũng khá vui vẻ. Đột nhiên Trương Dương nhớ tới cô bé Trần Tuyết, quay sang hỏi triệu tính tình hình nàng ta thế nào lúc này mới biết cô nàng đã tới trường đại học thanh hoa ở bắc kinh nghe xong trương dương không khỏi tấm tắc khen ngợi nhà đầu kia thực sự là thông minh chẳng trách lần đó cứ một mực cự tuyệt cái danh ngạch tuyển thẳng lên đại học của ta triệu tính cười nói không chỉ thông minh mà còn rất xinh đẹp nữa đúng không mà anh có thích nàng ta không đó nếu như thích thì để em làm bà mối giới thiệu cho Trương Dương ha hả cười lớn, "Tiểu nha đầu ngươi nói bậy bạ gì đó. Trong mắt ta các ngươi chỉ là mấy cô bé vị thành niên, căn bản là ta không có hứng thú." "Vậy anh thích người như thế nào? Như chị Hải Lan sao?" Triệu Tĩnh hỏi bâng quơ một câu. Bỗng nhiên Trương Dương thấy nao nao người, thời gian trước, hắn đã phải lao đầu vào công việc, thậm chí định bụng tìm người con gái khác cũng chỉ vì muốn mau chóng quên đi cái tên Hải Lan. Thế nhưng hôm nay Triệu Tĩnh lại nhắc tới, đột nhiên những hình ảnh Giáng điệu đó, giọng nói, nụ cười quyến rũ đó lại hiện lên trong tâm trí hắn. Những thứ đã khắc cốt ghi tâm, những thứ mà cho đến chết hắn cũng sẽ không thể quên được. Triệu tĩnh thấy anh trai mình bỗng nhiên lại ngồi thất thần, dè giặt lay lay cánh tay hắn, thấp giọng nói, anh à, ta thấy chị Hải Lan cũng là người tốt mà. Thì làm sao, định làm mối cho ta nữa sao? Tiểu tĩnh à, em có thể chú tâm vào việc học tập được hay không vậy? Sắp là sinh viên đại học rồi, mà đầu óc cứ nghĩ đến mấy việc này được. Anh cũng chỉ nhắc nhở một câu, bà mối là một nghề không kiếm được nhiều tiền đâu. Triệu Tĩnh khanh khách nở nụ cười duyên, anh nói gì vậy? Em cũng chỉ định làm bà mối cho mình anh thôi mà. Dường như nhớ ra điều gì, Triệu Tĩnh lại thấp giọng nói, kỳ thực chị Hải Lan vẫn rất quan tâm anh lắm. Từ lúc rời gian thành, chị ấy vẫn viết thư liên lạc với em suốt, mà chủ yếu toàn nói về anh không à trương dương cười khổ lắc lắc đầu nói tiểu nha đầu nhà ngươi đó để cái miệng được nghỉ ngơi một chú có được hay không vậy phía trước là hồ thanh bình rồi ta nghỉ lại đó ăn cơm đi nghe nói mấy món hải sản ở đó ngon lắm triệu tĩnh thấy anh trai vẫn cứ lảng tránh chuyện về chị hải lan cũng biết ý không tiếp tục gặng hỏi nữa lúc quay mặt nhìn lại thì đã thấy mặt nước mênh mông của hồ thanh bình ngay phía trước hồ thanh bình là hồ tự nhiên có chữ lượng nước ngọt lớn nhất toàn tỉnh bình hải Hồ Nam cũng có một phần nhỏ thuộc tỉnh Vân Giang, nơi này cũng được coi là khu kinh tế phát triển nhất Bình Hải. Diện tích hồ Thanh Bình khá rộng lớn, kéo theo sự phát triển của ngành nghề đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản. Ngành nông nghiệp trồng lúa nước ở đây phát triển cũng khá mạnh. Trương Dương cho xe đỗ vào một chỗ có tên đập của Lưu gia, ven hồ được dựng lên khoảng 7-8 ngôi nhà tranh. Bãi đỗ bên này cũng có hơn chục chiếc ô tô đang đỗ. Trương Dương đánh xe dừng ở một ngôi nhà tranh xe vừa dừng lại là triệu tính nhanh nhẹn mở cửa nhảy xuống. Vừa xuống xe, triệu tính đã thấy một cột đá dựng trước nhà tranh, bên trên viết mấy chữ bằng sơn đỏ trói, hồ đã có chủ. Nhìn thoáng qua bảy ngôi nhà tranh của quán cơm, triệu tính không khỏi nhíu mày lắc đầu, anh à, em thấy chỗ này cũng chẳng có vẻ gì là tốt lành cho lắm. Trương Dương khóa cửa xe cẩn thận xong đi tới cười nói, đừng võ đoán như vậy. Nhìn thử xem, xung quanh đỗ nhiều xe như vậy, chắc hẳn quán này phải có điểm đặc sắc lúc nãy Trương Dương cũng đã để ý đến mấy chiếc xe đỗ gần đó. Cũng toàn thuộc dạng cao cấp, hơn nữa biển số xe hầu hết đều của tỉnh Đông Giang. Nơi đây cách Đông Giang cũng phải trên dưới 100 km, vậy mà người ta lại lặn lội tới tận đây ăn. Hiển nhiên quán này phải có gì đặc biệt hơn người. Lúc vào quán, đại sảnh đều chật cứng người ngồi. Tiểu nhị đành kê tạm một chiếc bàn nhỏ ngoài sân cho hai anh em bọn họ. Trương Dương gọi hai cân cua luộc, một suất cá hấp, một suất cá sốt chua ngọt cùng một đĩa ốc xào chỉ một chốc sau đồ ăn đều được mang đầy đủ lên thủy hải sản ở đây đều được nhà hàng nuôi ở cái ao nhỏ phía sau hiển nhiên đồ ăn sẽ tươi ngon lạ thường hai anh em trương dương ăn mà khen không dứt miệng lúc hai anh em trương dương đang ăn tiểu nhị lại kê bên cạnh họ hai cái bàn nhỏ nữa một bàn trong đó là của bốn thanh niên trẻ tuổi một nam ba nữ chỉ là từ cách ăn mặc của bọn họ có thể nhận ra chắc hẳn cũng toàn là con nhà danh giá Gã thanh niên thì khoảng 25-26 tuổi, tướng Mạo Anh Tuấn, dáng vẻ đĩnh đạc, giơ tay hay nhấc chân đều lộ ra khí chất cao quý. Ba cô gái đi theo hắn cũng đều thuộc loại sắc nước hương trời, đẹp đến mê mẩn. Những người thuộc đẳng cấp như vậy hiển nhiên sẽ toàn chọn những món đắt tiền. Chỉ có bốn người mà họ chọn tới hơn 10 món, thức ăn bầy la liệt trên bàn. Rượu cũng thuộc loại hảo hạng không kém. Còn chiếc bàn kia của mấy gã hán tử cao lớn thô kệch, có thể nhận ra hắn là một gã tài xế của công ty vận chuyển hàng hóa. Đồ ăn cũng chỉ là loại tầm thường, rượu thì cũng chỉ là rượu sái 5 đồng một chai, thế nhưng bàn họ cũng là bàn ồn ảo nhất. Con người cũng thực kỳ lạ, chỉ cần tranh lệch hơn kém là lại sinh lòng ghen ghét đố kỵ. Mấy gã tài xế kia thì cứ chốc chốc liếc nhìn ba mỹ nữ xinh đẹp bàn bên cạnh, trong lòng họ đều thầm chửi ruột tiểu tử thối da trắng, mặt mày nhẫn nhụi có số đảo hoa kia. Còn triệu tính cũng nhịn không được, liếc mắt nhìn thoáng qua ba mỹ nữ ngồi kế bên song, bĩu môi nhỏ giọng nói với Trương Dương, kể ra mấy nàng kia cũng đẹp thật đó. Thế nhưng cũng còn kém xa chị Hải Lan. Trương Dương lắc đầu cười cười nói, bớt nói tầm bậy đi. Sắp phải sống xa nhà rồi đó, phải biết giữ mồm giữ miệng, không lại rước họa vào thân. Anh không thể lúc nào cũng ở bên giúp đỡ được em đâu. Thế nhưng trên đời này có rất nhiều người chẳng bao giờ biết giữ mồm giữ miệng, tỉ như mấy gã tài xế xe tải kia uống vài chén rượu, người có tí men là bọn chúng lại càng không thèm kiêng nể điều gì nữa, ánh mắt cứ thế xăm soi nhìn ba mỹ nữ xinh đẹp bàn bên cạnh. Trong đó một gã đã ngà ngà say, mặt mũi đỏ bừng lớn giọng nói, mẹ nó chứ. Tính chơi ông đây phải không? Cải trắng gì mà giống như rau lợn thế này? Trương Dương hơi nhíu nhíu mày. Từ điệu bộ cũng ngữ điệu của mấy gã tài xế kia, Trương Dương cũng đoán chừng bọn họ sắp sửa định gây rối. Gã thanh niên trẻ tuổi bàn bên kia cũng nghe ra ý tứ khiêu khích của gã tài xế kia, thế nhưng hắn lại không có bất kỳ động thái gì. Vẫn bình thản nâng chén rượu lên uống, rồi nói chuyện cười đùa với ba mỹ nữ cùng bàn, cứ như chưa hề nghe thấy gì. Một lúc sau, một mỹ nữ trong ba người ngồi cùng bàn gã thanh niên nọ đứng dậy định đi toilet. Lúc đi ngang qua bàn mấy gã tài xế kia, không biết là người nào trong số bọn họ, vươn tay sờ soạn mông nàng ta. Tiểu mỹ nữ kia bị người khác sàm sỡ liền giật mình hét lên chói tai. Khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ bừng lên phẫn nộ nói: "Các ngươi làm cái trò gì vậy?" Mấy gã tài xế không trả lời mà đều cười rộ lên. Gã thanh niên trẻ tuổi ngồi cùng bàn tiểu mỹ nữ nọ thấy vậy liền đứng dậy đi tới bên cạnh nàng ta thấp giọng hỏi: "Là ai vừa sàm sỡ em?" Ngón tay vị tiểu mỹ nữ nọ chỉ thẳng mặt gã tài xế mặt đỏ lúc nãy nói kháy. Gã thanh niên trẻ tuổi kia nghe xong cũng gật gật đầu. Bỗng nhiên ánh mắt hắn xẹt qua một tia hàn quang, liền đó hắn vung cái điện thoại di động trong tay lên đập thẳng vào đầu tên tài xế mặt đỏ kia. Đến cả Trương Dương cũng không ngờ, một tiểu tử trông đường hoàng đạo mạo như vậy mà ra tay lại tàn nhẫn hơn cả mình. Gã tài xế kia căn bản cũng không biết tiểu tử kia dám hành động như vậy nên cũng không hề phòng bị gì nên lãnh đủ. Bị một cú trời giáng giữa đầu, máu me văng tung tóe khắp nơi tiểu mỹ nữ kia thấy máu liền sợ hãi kêu lên thất thanh rồi vội vàng lùi nhanh về phía sau. Bị người khác khi dễ đồng bạn, bảy tên tài xế ngồi cùng bàn liền đồng loạt đứng dậy. Không chỉ có thế, trong nhà một bàn tám gã đại hán to lớn khác cũng đi ra. Chắc hẳn cũng là tài xế đồng bọn với đám người này. Gã thanh niên điển trai nọ lúc ra tay cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều. Thế nhưng lúc thấy đối phương có nhiều người như vậy, hiện giờ cũng thấy có chút sợ hãi mà ba cô gái đi cùng hắn lại càng sợ đến mặt trắng bệch hết cả trong đó một cô gái vội vàng móc điện thoại ra ý định gọi người tới giúp thế nhưng di động lại bị một gã tài xế khác phò tới giật mất tuy tình thế dở nghiêng hẳn một phái nhưng gã thanh niên điển trai kia vẫn lớn tiếng nói lại các người định làm gì ta nói cho các người biết đây là tỉnh bình hải nếu như các người định dở trò gì ta sẽ cho các người một đi không trở lại gã tài xế mặt đỏ kia bị một đòn đau rượu cũng tỉnh lại tám chín phần một tay hắn bưng vết thương thế nhưng máu vẫn chảy ròng ròng hắn nghiến răng nghiến lợi cả giận mắng lớn cái con mẹ ngươi chứ một tiểu tử thối miệng còn hôi sữa như ngươi mà cũng dám đả thương ông đây sao được lắm ngươi thích đánh đúng không ông đây chiều vừa dứt câu xong hắn liền vọt lên trước một quyền nện thẳng vào ngực gã thanh niên điển trai kia vừa nhìn là đã biết gã thanh niên kia là công tử nhà giàu chỉ biết dựa hơi gia đình chứ nào biết võ vẽ gì mới một quyền ngay ngực thế thôi mà hắn đã đau đến mặt mày tái mét đi, ngồi bệt xuống đất cứ thế ôm ngực thở hổn hển. Gã tài xế kia giờ chẳng khác nào bò điên bị chọc tiết, hai mắt hắn đỏ ngầu lên. Thấy thằng nhãi con kia vẫn còn sống, hắn liền với tay cầm lấy cái ghế bên cạnh, giờ cao lên nhắm đầu thằng nhãi kia phang xuống. Trương Dương vốn định không quản chuyện đời, thấy tiểu tử thư sinh tay chói gà không chặt kia bị cả đám quây đánh, Trương Dương cũng đã không nhịn được rồi. Giờ tình thế lại khẩn cấp, nếu như không ra tay chỉ sợ hắn sẽ bị đánh đến tàn phế mất mắt thấy chiếc ghế sắp đập xuống đầu gã thanh niên trẻ tuổi kia thế nhưng bỗng nhiên một cước ở đâu vào tới đá chiếc ghế vỡ tan thành thế nhưng lực đạo một cước kia vẫn chưa dứt cứ thế một đường quét thẳng vào ngực gã tài xế nọ gã tài xế kia rú lên một tiếng đau đớn rồi cả người bay vọt về đằng sau rơi xuống làm vỡ tan thành cái bàn ăn cơm của bọn chúng bát đúa thức ăn rơi tung tóe khắp nơi tràng cảnh bây giờ trông chẳng khác gì một mớ hỗn độn Trương đại quan nhân đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì phải kinh thiên động địa như vậy mới đáng. Tất cả mọi người ở đây đều không tưởng được tiểu tử ngồi bên cạnh nãy giờ đột nhiên lại xuất thủ ra tay. Sau một lúc giật mình, hơn 10 gã tài xế còn lại định xông vào trả thù cho đồng bọn. Trương Dương quét mắt nhìn cả bọn một lượt, ngón tay chỉ gã tài xế đang nằm dài trên đất, lạnh lùng nói các người cũng đều là du côn như thằng nhãi này phải không? Được, nếu đã vậy ta cũng không ngại thay bố mẹ các ngươi dạy dỗ lại các ngươi một bài học. Thằng nào thích thì ra bên ngoài, ta không muốn đánh nhau ở đây làm phiền người khác dùng cơm." Triệu Tĩnh có chút lo lắng nhỏ giọng kêu lên một tiếng, "Anh." Trương Dương quay lại cười cười với Triệu Tĩnh rồi thản nhiên bước ra bên ngoài cửa. Hơn 10 gã tài xế nào thấy đồng bọn bị một cước mà nằng thẳng cẳng như vậy cũng có chút hơi do dự, nhưng rồi bọn chúng cũng đều lũ lượt kéo nhau ra bên ngoài không ít người thích xem náo nhiệt cũng vội vàng ra ngoài xem. Gã thanh niên điển trai vừa bị đánh vừa rồi giờ cũng ổn lại một chút. Chật vật từ dưới đất đứng lên, định cùng ra ngoài xem thế nào thì một tiểu mỹ nữ trong ba người đi cùng hắn kéo tay hắn lại lắc lắc đầu nói, Minh Kiệt, bỏ đi. Gã thanh niên kia lắc đầu nói, em mau chóng gọi điện cho Trương Đức, kêu hắn gọi mấy người nữa tới đây. Về phần Trương Dương, vừa bước ra ngoài cửa quán cơm thì một gã tài xế trong đám gã vác một chiếc ghế dài nhanh chóng vọt tới bên người Trương Dương. Trương Dương cũng chẳng cần quay đầu lại nhìn, vừa xoay người vừa tung một cước như vũ bão đá bay tên tài xế kia lại phía sau. Không đợi đồng bọn của hắn kịp phản ứng, Trương Dương như mãnh hổ xuống núi, gầm lên một tiếng vọt nhanh tới đám người bọn họ. Hai quyền như chấp giật nữa nện thẳng vào ngực hai gã tài xế to con khác. Chỉ mới mấy chục giây đồng hồ mà đã ba gã tài xế to con ngã gục xuống đừng nói là đứng dậy mà ba gã kia sống hay chết cũng chẳng ai biết nữa cũng có mấy gã học tập tên tài xế kia định vác ghế phang trương dương thế nhưng thấy đồng bọn như vậy tên nào tên nấy vội vàng bỏ hết ghế xuống cũng chẳng còn kẻ nào có gan dám xông lên thử tài với trương dương bởi vậy trận đấu cũng kết thúc nhanh chóng nói thực mấy gã tài xế này cũng chỉ vì làm cùng nghề nên quen biết nhau cho vui chứ làm gì có hai chữ nghĩa khí gì cơ chứ thấy đồng bọn bỏ bọ đánh thì có thể sẽ giúp sức thế nhưng đối phương lại quá cường hãn như vậy, hiển nhiên bọn chúng cũng chẳng nguyện ý vì người Dương mà tự tìm chết. Còn Trương Dương ra tay, mục đích cũng để giải vây cho tiểu tử kia mà thôi, bởi vậy cũng chẳng cần phải chu sát cả đám tài xế kia làm gì. Chỉ cần đạt được mục đích, Trương Dương cũng chẳng nhất thiết phải xử thêm thằng nào để mang cái tiếng xấu thất đức. Lúc mọi việc xong xuôi rồi, gã thanh niên trẻ tuổi kia mới cầm một chiếc ghế vội vàng chạy vọt ra, Thấy vậy Trương Dương cũng thầm khen ngợi tiểu tử có lương tâm, hắn biết đối phương người đông thế mạnh, lại chỉ có mình Trương Dương đứng ra khiêu chiến, vậy mà vẫn có gan cầm ghế ra giúp đỡ, điểm này cũng chứng minh tiểu tử này là người có nghĩa khí, dám làm dám chịu. Lúc đám tài xế xe tải kia chuẩn bị kéo nhau rời đi thì một chiếc xe cảnh sát kéo còi inh ỏi đang chạy nhanh tới. Chiếc xe cảnh sát dừng ngay trước đám người chưa kịp giải tán hết. Một viên cảnh sát phóc người cao lớn khôi ngô đĩnh đạc mở cửa xe bước xuống phía sau viên sảnh sát nọ còn hai gã cảnh sát cũng nhanh nhẹn mở cửa xe đi ra cùng. Có thể người ở đây không biết viên cảnh sát kia, thế nhưng ông chủ quán cơm này lại cực kỳ quen thuộc. Đây chẳng phải là Trương Đức Phóng, nguyên cục phó cục công an huyện Bảo Hòa hay sao? Hắn năm nay mới 30 tuổi, tuy chỉ là cục phó, thế nhưng danh tiếng của hắn còn vượt ra cả ngoài địa phận huyện Bảo Hòa, lan rộng tới cả thành phố Đông Giang. Thực ra hắn nổi tiếng như vậy, nguyên bản cũng do thân phận là cháu ngoại của bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Chi. Ông chủ quán cơm thấy trương cục phó đích thân chạy tới là biết sự tình sẽ không đơn giản rồi, vội vàng bước lên mấy bước, cười cười kiểu lấy lòng ân cần chào hỏi trương cục phó. Trương Đức Phóng cũng chẳng thèm để ý tới hắn, hừ lạnh một tiếng rồi tới thẳng chỗ gã thanh niên trẻ tuổi vừa bị đánh kia hỏi Minh Kiện có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Gã thanh niên tên Minh Kiện kia đưa tay chỉ đám tài xế chưa kịp rời đi lạnh lùng nói là bọn chúng dở trò sàm sỡ như bình vừa nghe xong hai hàng lông mày rậm rạp của trương nước phóng dựng ngược cả lên ánh mắt hắn toát lên vẻ giận dữ mãnh liệt nhìn quét qua một lượt đám tài xế đang đứng đằng kia một tay đưa xuống hông trái rút khẩu súng lục ra lớn giọng quát tất cả các ngươi giơ hai tay lên đầu ngồi xổm hết xuống cho ta cả đám tài xế sợ đến hoảng hồn bụng bảo giả dạ toán loạn chạy trốn thế nhưng trương nước phóng không do dự giơ súng bắn xuống nền đất ngay bên cạnh một gã tài xế. Tiếng súng vừa nổ ra, cả đám tài xế không một ai dám chạy trốn nữa, tất cả đều ngồi thụp xuống, mắt nhắm nghiền, hai tay giơ quá đỉnh đầu. Trương Đức Phóng nghiến răng nghiến lợi quát lớn, là thằng nào vừa rồi dở trò sàm sỡ em gái ta. Khôn hồn thì đứng dậy, bằng không đừng trách ta súng đạn vô tình. Ông chủ quán cơm thấy chuyện càng lúc càng rắc rối hơn. Ở cái huyện Bảo Hòa này, mà ngay cả thành phố Đông Giang, ai mà chẳng biết Trương Cục Phó là người bá bạo. Chỉ trách mấy gã tài xế có mắt không chồng kia, thiếu người để trêu hay sao lại đi trêu ngay em gái gã ác thần này cơ chứ. Chắc chắc Trương Cục Phó sẽ không bỏ qua cho cả đám tài xế kia. Lão chủ quán cơm, hắn chỉ sợ Trương Cục Phó lại giận cá chém thất, đem hắn ra xử tử một lượt thì xong. Thấy Trương Cục Phó như có ý muốn giết người, hắn vội vàng chạy lại cười cười hòa ái nhẹ giọng khuyên nhủ Trương Cục Phó. Trương Cục Phó có chuyện gì thì cứ từ từ giải quyết. trước tiên ngài cứ cất súng đi đã. ngài thấy đó, súng đạn không có mắt, lỡ như có án mạng thì thật không hay cho lắm. ngài nói có phải không? trương nước phóng giận dữ liếc mắt sang bên cạnh nhìn hắn, lạnh lùng nói: người cút sang một bên cho ta. mẹ nó chứ, cái quán con con của ngươi căn bản là không biết bảo đảm an toàn cho khách. người dọn dẹp một chút đi, sáng sớm ngày mai mau chóng cút khỏi chỗ này cho ta. Thấy diễn biến tình cảnh từ nãy tới giờ, Trương Dương cũng hiểu ra một số chuyện. Viên cảnh sát vừa mới tới tên Trương nước phóng này chắc hẳn là người có máu mặt ở đây. Còn gã thanh niên trẻ tuổi vừa bị ăn đòn khi nãy, sợ rằng bối cảnh còn đáng sợ hơn hắn nhiều. Bằng không, việc gì chỉ một cú điện thoại đơn giản mà hắn phải ngoan ngoãn chạy tới nhanh đến vậy? Nhưng Trương đại quan nhân cũng chẳng có ý muốn dây dưa ở đây làm gì nữa, cơm nước thì cũng đã xong, cũng nên mau chóng đưa Triệu Tĩnh rời khỏi đây. Thế nhưng gã thanh niên trẻ tuổi kia lại cười cười đi tới chỗ hai anh em Trương Dương, "Xin chào. Ta tên Minh Kiệt, cảm ơn ngươi lúc nãy đã cứu ta." Trương Dương cũng lễ phép bắt tay chào lại, "Ta là Trương Dương, lần này tới Đông Giang có chút việc riêng." Hiển nhiên Trương Dương nào có biết, người hắn đang bắt tay tên đầy đủ là Cố Minh Kiệt, nguyên cậu ấm của bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Hải, Cố Doãn Chi. Nói ra thì Minh Kiệt hôm nay cũng gặp xui xẻo, chả là hôm nay hắn dẫn ba cô gái nữa đi ăn hải sản chủ yếu là vì trương đức phóng thế nhưng đúng lúc trương cục phó lại có việc bận nên tới trễ không ngờ trùng hợp lại xảy ra chuyện này hơn nữa lần này là đi chơi ăn uống với cục phó cục công an huyện nên hắn mới không dẫn theo người bằng không chắc cũng không đến nỗi bị ăn đòn như vậy cố minh kiện vẫn cố sức bắt tay trương dương cười cười nói thân thủ của ngươi rất khá chắc là có học võ phải không trương dương chỉ nhoẻn miệng cười nhạt lắc lắc đầu khiêm tốn trả lời cũng chỉ học võ vẽ qua mấy đường thôi mà không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Lúc này Trương Đức Phóng cũng đã dẫn được gã lúc nãy giờ trò sàm sỡ với em gái hắn đi tới. Ánh mắt Cố Minh Kiện cũng chuyển đến nhìn hắn ta, gặp lại kẻ suýt chút nữa đánh hắn thành tàn phế, Cố Minh Kiện cũng không kìm nổi mình nữa. Ánh mắt hắn dán chặt vào gã tài xế kia, miệng nhếch lên nửa nụ cười lạnh tanh, chậm rãi tiến tới. Lúc tới gần gã tài xế kia, hắn vươn tay chộp cái ghế bên cạnh rồi lao tới hơn, miệng gầm lên, cái con chó chết này, vừa rồi có phải mày định đánh ông như thế này phải không chiếc ghế nện thẳng xuống đầu tên tài xế cái dâm gã tài xế ôm đầu ngã dài ra đất miệng kêu oai oái thế nhưng cố minh kiện vẫn chưa hả cơn giận hắn nhấc chân hung hăng dẫm lên bàn tay phải của gã tài xế đang nằm dưới đất giọng găng từng chữ một cái con mẹ ngươi chứ là bàn tay này lúc nãy sờ soạn phải không trương dương thấy cảnh trước mắt không khỏi nhíu nhíu mày trông cố minh kiện cũng ra dáng vẻ công tử nhà giàu vậy mà không tưởng hắn lại tâm ngoan thủ lạt độc địa đến vậy nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ trương dương cũng chẳng có ý mở lời xin cho gã tài xế kia vẫn lẳng lặng đứng xem một bên một lúc sau ba cô gái đi cùng cố minh kiện cũng đi ra cảm ơn trương dương lúc nãy ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ ba nàng đều là sinh viên học viện nghệ thuật đông giang còn cô nàng tên như bình kia là em gái của trương đức phóng hai cô kia là bạn học cùng trường của nàng và cũng đều là người mà cố công tử đang theo đuổi nói thực, trương dương cũng chẳng mấy hảo cảm gì với ba cô nàng này, cũng bởi lẽ mấy cái thứ son phấn lòe loẹt kia, một người đến từ quá khứ, cổ hủ theo nghĩa đen như trương dương hiển nhiên là không thích mấy thứ phụ kiện như vậy rồi. Hơn hết, mấy nàng ta vẫn còn là sinh viên, không chịu lo ăn học mà cứ ăn chơi đua đòi như vậy là không được. chỉ có điều, vị cố công tử kia cũng thật lợi hại, một lúc cua cả ba cô nàng xinh tươi như hoa, mà hơn người ở chỗ, hắn dám ngang nhiên dẫn cả ba nàng cùng đi chơi vẫn âu âu yếm yếm cười nói vui vẻ với nhau mới đáng sợ chứ. Trương Dương thầm nghĩ, có cơ hội nhất định phải thỉnh giáo tiểu tử này một phen mới được. Trương Đức Phóng đưa tới hơn 10 người cảnh sát, bắt toàn bộ đám tài xế, thu giữ toàn bộ xe. Trương Đức Phong từ trước cho tới bây giờ đều là loại người không chịu buông tha ai. Em gái hắn bị người ta sảm sỡ, cục tức này dù thế nào cũng nuốt không trôi. Chờ tới khi đám tài xế bị đưa đi, ông chủ quán lại đi tới, hắn phải ra để Trương Đức Phong xả cho một trận, bằng không sợ rằng mình không thể tiếp tục làm ăn ở đất này nữa. Trương Đức Phóng thấy ông chủ quán đi tới, mở ta hai mắt, cả giận nói, ta thấy quán ăn của ngươi không biết bảo vệ tính mạng của khách hàng. Tốt nhất là ngươi nên thu xếp một chút đi, sáng sớm ngày mai cút khỏi đây cho ta. Cố Minh Kiện lúc này mới nói, anh họ, em thấy nên quên chuyện này đi, không liên quan tới bọn họ, hơn nữa người ta làm ăn nhỏ cũng không dễ dàng. Hắn biểu hiện rộng lượng như vậy, khiến cho Trương Dương nhất thời sinh ra chút cảm tình. Trương Đức Phóng lúc này mới gật đầu, "Đi, đổi chỗ khác ngồi, chuyện này anh lo." Cố Minh Kiện cười nói với Trương Dương, "Trương Dương, cùng đi nhé." Trương Dương lắc đầu nói, "Không được, tôi còn có chuyện phải làm." Cố Minh Kiện cũng không ép, đưa số điện thoại của mình cho Trương Dương, "Chuyện hôm nay hắn nợ Trương Dương một cái nhân tình không nhỏ, nhưng Trương Dương vốn không có ý định để hắn trả lại, cũng đưa số điện thoại di động của mình cho Cố Minh Kiện. Lái xe đưa Triệu Tính đi khỏi. Trường Đại học Sư phạm Đông Giang cũng không nằm trong nội thành Đông Giang, là tỉnh lỵ của tỉnh Bình Hải, Đông Giang là thành phố có trình độ quy hoạch vượt lên đầu cả nước, từ những năm đầu 90 đã bắt đầu phân chia khu vực hành chính, thương nghiệp, công nghiệp, các khu vực giáo dục, khu vực giao lâm là khu đại học của Đông Giang, ở phía nam của Đông Giang, ở đây phong cảnh rất đẹp, phân tán các loại trường cao đẳng trên cả nước, 16 trường cao đẳng trong đó nổi tiếng nhất là trường Đại học Công nghiệp Bình Hải và Đại học Công nghiệp Đông Giang. Hai trường đại học này cũng các trường cao đẳng cùng loại luôn xếp hàng đầu, danh tiếng của Học viện Nghệ thuật Đông Giang cũng không bằng hai trường này, bởi vì Học viện Nghệ thuật Đông Giang là nơi rất nhiều người đẹp, nơi có nhiều người đẹp cho nơi thị phi. Đôi mắt của Triệu Tĩnh rất hưng phấn khi nhìn thấy tất cả sự mới mẻ, nàng sẽ ở chỗ này sống cuộc sống 4 năm đại học. Trương Dương chụp cho Triệu Tính một tấm ảnh ở trước cổng trường Đại học Sư phạm Đông Giang, ảnh chụp này để cho mẹ xem. Sau khi đưa tin, trực tiếp dẫn Triệu Tính vào khu ký túc xá nữ, điều kiện ăn ở trong Đại học Sư phạm Đông Giang rất tốt, chăn đệm đều được phân phối, đệm giường mà Triệu Tính vốn chuẩn bị từ trước cũng chỉ có thể để Trương Dương đưa trở về. Khi bọn họ đi vào ký túc xá, chỉ có hai cô gái đang ngồi dưới giường nói chuyện phiếm, hai nàng đều là bạn học với Triệu Tính trong thời gian tới, cô gái gầy tông tâu gọi là khổng lệ cô gái có dáng người hơi béo gọi là Cát Viên Viên, hai người đều là người bạn địa ở Đông Giang. Đều hoan nghênh triệu tính, Trương Dương thi triển đầy đủ công phu mồm miệng của mình, chỉ trong chốc lát khiến cho hai cô gái này cười khanh khách liên hồi. Trương Quan Nhân biết, bất cứ ở nơi nào quần chúng cơ sở cũng rất quan trọng, em gái một mình sống ở bên ngoài, phải nhanh chóng để nàng hòa nhập, hòa đồng với những người bạn ở xung quanh là quan trọng nhất, nhưng triệu tính cũng không thiếu cách để kết bạn, rất nhanh chóng trong 3 giờ đồng hồ ba cô gái đã trò chuyện đến khí thế ngất trời, ngược lại loại Trương Dương ra ngoài. Trương Dương nhìn đồng hồ một chút, chuẩn bị đưa Triệu Tính ăn trưa sau đó sẽ rời khỏi trường học. Hắn đưa ra lời mời bạn cùng phòng của Triệu Tính đi ăn, khổng lệ và các viên viên vui vẻ đáp ứng. Triệu Tính cũng không vội vã như vậy, nhìn ra ngoài cửa sổ một chút nói, chờ một chút nữa đi. Trương Dương nhìn điện thoại di động, 12 giờ rồi, buổi chiều anh còn có việc phải làm nữa. Triệu tĩnh lúc này mới có chút không tình nguyện đứng dậy, bốn người bọn họ ra khỏi ký túc xá ra bên ngoài cửa lớn, thấy một chiếc ao tô màu vàng lao về phía họ, ao tô đi tới bên cạnh thì dừng lại, cửa xe mở ra, một chiếc đùi đẹp thon dài trắng nõn bước xuống, đường cong duyên dáng này đối với Trương Dương mà nói là cực kỳ quen thuộc, tim hắn bỗng nhiên đập nhanh hơn, bây giờ mới ý thức được triệu tĩnh đang chờ đợi cái gì. Hải lan tóc ngắn gọn gàng, áo t-shirt màu đỏ nhạt, quần jean ngắn, một chiếc kính dâm thật to che khuất đi hơn phân nửa khuôn mặt cười của nàng có vẻ thanh xuân động lòng người sức nóng bắn ra bốn phía đôi mắt trương dương lưu luyên chiếc đùi đẹp chuyển lên nhìn khuôn mặt của nàng đôi mắt hải lan cách một lớn kính dâm gặp ánh mắt hắn con tim giống như con nai nhỏ nhảy loạn xạ từ khi chia tay ở xuân dương chưa phát giác đã qua mấy tháng thế nhưng hải lan lại phát hiện dù thế nào mình cũng không thể quên được hắn đã không thể quên hắn ở trong lòng mình theo thời gian càng ngày càng chiếm vị trí sâu đậm càng ngày càng rõ ràng, khi lại một lần nữa gặp lại hắn, Hải Lan nhất thời hiểu ra, trước đây bản thân mình trốn tránh chỉ phí công, thằng nhãi này từ lâu đã chiếm được trái tim mình. Biết được triệu tính sẽ tới trường đại học sư phạm Đông Giang, Hải Lan mấy ngày nay luôn thấp thỏm lo nghĩ, định chờ sau khi triệu tính khai giảng, Trương Dương rời khỏi Đô Ninh Giang mới tới thăm triệu tính, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể chế trụ được khát vọng muốn được gặp Trương Dương, cho nên mới đi tới đây. Triệu tính vui vẻ đi tới đó, thân thiết ôm lấy cánh tay hải lan chị hải lan em còn tưởng rằng ngày hôm nay chị sẽ không tới đó hải lan dịu dàng cười nói chuyện em nhập học lớn như vậy chị làm sao có thể không đến chứ nàng đưa cái túi ở trong tay cho triệu tính bên trong là một là một cái túi dành cho triệu tính trương dương từ từ đi tới trước mặt hải lan đã lâu không gặp gần đây khỏe không đôi lông mày đen nhánh của hải lan cúp xuống trong hơi thở khẽ ừ mặt cười trắng nõn hiện lên hai đám mây hồng nàng có thể đối mặt với hàng nghìn hàng vạn ánh mắt của nhân dân Bình Hải mà không nao núng. Thế nhưng nhìn thấy Trương Dương trong lòng sinh ra một một ngọn sóng cao ngất. Nàng từng nghĩ quan hệ giữa mình và Trương Dương đơn thuần chỉ là quan hệ sao sao. Thế nhưng bây giờ lại phát hiện mình giao thân xác cho Trương Dương, đồng thời cũng bị thằng nhãi này trong yên lặng tiến nhập vào tâm linh của mình, đặt mầm mống nhớ nhưng vào thật sau trong cơ thể mình. Chuyện Y Đạo Quan đồ Trương Dương lúc đầu đi tới Đông Giang nên không rõ ràng nhiều lắm vẫn do Hải Lan dẫn đường, đi tới quán cơm nằm cửa đông của Học viện Nghệ thuật Đông Giang, quán ăn trong khu đại học cũng không nhiều, quán ăn này tồn tại trước khi xây dựng khu đại học này, là một quán ăn nổi tiếng nhất trong khu đại học này, năm người bọn họ lên ao tâu của Hải Lan đi tới nơi này, đang là khi gần tới lúc khai giảng, việc làm ăn của nơi này cực kỳ bận rộn, hơn nữa bọn họ chỉ đến muộn một chút, cho nên toàn bộ phòng đã hết. Chỉ có thể ngồi ở lầu 2, Hải Lan kiên trì làm chủ, Trương Dương cũng không tranh với nàng trong bữa ăn khổng lệ và các viên viên đều nhận ra hải lan đối với bọn họ đây là một việc vui mừng ngoài ý muốn biết quan hệ giữa triệu tính và hải lan không như bình thường hai cô bạn cùng học cũng nhìn triệu tính cao thêm vài phần trương dương nhìn mà trong lòng không khỏi thầm than đây là hiệu ứng người nổi tiếng mình khua môi múa mép cả nửa ngày không bằng hải lan lộ mặt trong bữa ăn trương dương và hải lan nói chuyện rất ít đa phần đều là ba cô gái chiếu tính nói chuyện bữa cơm trưa cũng rất nhanh nửa giờ đã xong khi Hải Lan ăn xong gọi người tới thanh toán, người phục vụ cười nói có một vị tiểu thư đã thanh toán cho các vị rồi. Hải Lan nao nao, nàng theo ánh mắt người phục vụ nhìn lại, đã thấy bốn người con gái ngồi ở vị trí cửa sổ, trong đó có một cô gái mặc áo liền váy mỉm cười phất tay về phía bên này, Hải Lan có chút kinh ngạc, nàng không nhận ra cô gái này, nhưng chuyện này xảy ra với nàng cũng là bình thường, dù sao sau khi Hải Lan vào được đài truyền hình tỉnh thì rất nhanh đã nổi tiếng trong một thời gian ngắn đã nghiễm nhiên thành công thay thế bà chị trong chuyên mục tin tức, hiện tại nàng ra khỏi cửa đều phải ngụy trang một chút. Không thì sợ rằng sẽ bị người khác nhìn ra. Hải Lan thì không nhận ra, thế nhưng Trương Dương đã từng gặp qua nàng ta, nên mới nhận ra. Cô nàng mặc chiếc váy liền áo màu trắng đang ra sức vẫy vẫy tay kia như bình, là em gái của Cục Phó Cục Công an huyện Bảo Hòa. Có lẽ Như Bình trả tiền cơm cho họ chắc cũng vì muốn cảm ơn lần trước Trương Dương ra tay nghĩa hiệp cứu giúp mấy người bọn họ ở quán hải sản nọ. Trương Dương điềm đạm tươi cười đi đến chỗ Như Bình cảm ơn. Chuyện y đạo quan đồ Trương Như Bình thấy Trương Dương vẫn nhận ra mình, liền tươi cười đáp lời, thực trùng hợp quá đi, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được mấy người các ngươi. Trương Dương cười nói ta vừa đưa em gái tới trường bởi vậy tiện thể ăn cơm ở đây luôn. Trương Dương cũng không phải dạng người hay sĩ diện háo, nếu như người ta đã có ý tốt thì cung kính không bằng tuân mệnh. Nghe Trương Dương nói vậy, Trương Như Bình càng tươi cười niềm nở hơn, vội vàng giới thiệu, mấy người bọn ta cũng đều là sinh viên học viện nghệ thuật Đông Giang cả. Trương Dương gật gật đầu, quả không hổ danh là trường nghệ thuật, mỹ nữ nhiều vô số kể. Cứ nhìn Trương Như Bình cùng ba cô bạn đi cùng nàng ta thì biết, tất cả cũng thuộc vào loại sắc nước hương trời chứ chẳng chơi mấy nàng ta đẹp thì có đẹp thật đó, thế nhưng so với tiểu hồ ly phát thanh viên xinh đẹp Hải Lan bên cạnh, thì mấy nàng ta vẫn còn thiếu một chút quyến rũ phong tình. Hải Lan tự như chén rượu ngàn năm, bất kể hương thơm, màu sắc, dư vị, đều khiến bao gã đàn ông phải thèm thuồng khát khao. Sau khi đưa mấy cô nàng kia về học viện nghệ thuật xong, Trương Dương với Hải Lan một trước một sau lái xe rời đi. Hải Lan đi ở phía trước, Trương Dương cũng lặng lẽ bám theo sau bỗng nhiên chiếc điện thoại di động bên hông vang lên, Trương Dương thò tay với chiếc di động mở ra nghe. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở quen thuộc của Hải Lan. Nàng ta cũng không có nói gì, trầm ngâm mãi một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi, người đi theo ta một chút có được không? Đột nhiên Trương Dương lại thấy nội tâm mình sao động một cách lạ thường. Môi mấp máy môi một lúc mới thành tiếng, ta vẫn theo sau ngươi. Trong thang máy khách sạn, khi bỏ lại sau tất cả mọi thứ trên đời, khi chỉ còn hai người bọn họ trong không gian chật hẹp thì bao ký ức bao cảm xúc mà cả hai tưởng chừng như đã lãng quên, lại một lần nữa dâng trào mãnh liệt. Trong thang máy, họ cứ đứng nhìn nhau, cứ lặng lẽ lắng nghe hơi thở quen thuộc của nhau, cứ lặng lẽ cảm thụ hơi ấm từ đối phương truyền đến. Dường như, hai thân thể cứ quấn chặt lấy nhau, ma chảo của Trương Dương theo thói quen lại lần tới chỗ ẩm ướt kia. Lúc tay hắn gần chạm tới nơi, cơ thể Hải Lan theo phản ứng hơi co lại. Trương Dương ngừng hôn, dùng ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn thật sâu vào mắt Hải Lan. Khuôn mặt cười của Hải Lan bị Trương Dương nhìn chằm chằm vì e thẹn mà đỏ bừng lên, lại càng khiến nàng quyến rũ đến lạ thường. Nàng thẹn thùng cúi cúi mặt nhỏ giọng nói, ta, ta vẫn chờ ngươi, chỉ cho mình ngươi, mình ngươi thôi. Chuyện, y đạo quan đồ. Trương Dương cười cười nhẹ hôn lên chán nàng một cái. Hải Lan cũng cảm thấy chỗ kia của hắn đang không ngừng bành trướng lớn hơn, càng lúc càng nóng rực hơn. Yêu em. Vừa dứt câu xong, cả người Trương Dương liền thụp xuống phía dưới. Hải Lan vì quá đỗi ngạc nhiên mà hét lớn một tiếng, rồi lại thở dốc liên tục. Hai hàng lông mi thanh tú nhăn chặt lại, khuôn mặt nàng thể hiện sự thống khổ đến tột cùng. Thế nhưng trong sự thống khổ đó lại là niềm hạnh phúc cùng sung sướng khó tả. Hải Lan tóc tai rối bời nằm trong vòng tay rắn chắc của Trương Dương. Cách xa nhau nhiều ngày, lần thứ hai nàng mới cảm nhận được sự ấm áp cùng yên bình khi ở bên hắn hải lan cũng không biết có phải vì bao nhớ thương khi xa hắn hay vì vui sướng khi được gặp lại hắn không mà hai hàng lệ đột nhiên lại lăn dài trên má nàng ngẩng đầu ngắm nhìn khuôn mặt hắn đưa tay vuốt ve mái tóc hắn đôi mắt hắn chiếc mũi cái miệng quen thuộc của hắn nàng lại nhẹ đặt nụ hôi lên đôi môi hắn với trương dương nàng chưa hề nói từ yêu thế nhưng trương dương lẳng lặng nhìn hải lan một lúc sau mới thấp giọng nói vì sao phải bỏ ta ra đi cho tới tận bây giờ hắn vẫn muốn hỏi nàng câu này điều vẫn ám ảnh hắn từ lúc nàng rời đi hải lan dừng không vuốt ve khuôn mặt trương dương nữa suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời đừng hỏi ta những chuyện quá khứ nữa bây giờ ta chỉ biết một điều từ giờ trở đi ta là của ngươi vĩnh viễn là của mình ngươi mà thôi cánh tay trương dương hơi dùng sức một chút đem cái thân thể mềm mại kia ôm chặt vào lòng mình hơn trương dương cúi xuống nhẹ hôn lên trán hải lan một cái Thấp giọng nói, "Đồng ý ta, sau này đừng bỏ ta đi mà không nói một lời nào như vậy nữa. Nhất thiết không được rời khỏi tầm nhìn của ta nữa." Hải Lan Dương Dương nước mắt gật gật đầu lia lịa, vòng tay ôm chặt lấy thân thể Trương Dương, lẩm bẩm nói, "Ta đồng ý, ta đồng ý." Lúc Trương Dương cùng Hải Lan hai người rời khỏi khách sạn thì cũng đã là 8 giờ tối. Chẳng biết vì lâu ngày không làm chuyện ấy hay không, mà khuôn mặt cười của Hải Lan vẫn chưa thôi ửng hồng hải lan làm vẻ mặt giận dỗi chừng mắt nhìn trương dương trương dương liền hiểu ý cười cười thấp giọng nói được rồi được rồi chúng ta tới quán nào đó ăn chút gì đi cái đồ tham ăn như quỷ sao ta lại thấy tham ăn là ngươi mới phải chứ chẳng phải ngươi nói hôm nay ngươi ăn hơi ít sao hải lan sao lại không hiểu ý tứ trong câu nói của hắn cơ chứ khuôn mặt xinh đẹp vì xấu hổ lại càng đỏ bừng hơn vội vàng lấy tay bưng tai lại lớn tiếng mắng đáng ghét ta không nghe, ta không nghe. Trương Dương ha hả cười lớn, theo Hải Lan leo lên xe của nàng ta. Hải Lan cười cười nói, ta dẫn người đi ăn hải sản. Quán đó cũng khá gần đây, chạy xe một tí là tới liền. Chuyện, y đạo quan đồ. Trương Dương gật đầu đồng ý, vậy cứ tới đó đi. Bây giờ ta theo ngươi, nhưng tối nay ngươi phải theo mọi sự yêu cầu của ta đó. Hải Lan chu cái miệng đỏ hồng của mình lên hờn dỗi nói, đáng ghét người còn chưa thấy đủ hay sao? ăn nhiều là khó tiêu lắm đó. Trương Dương thở dài lắc lắc đầu cảm thán nói: người nào có biết? người đi bao ngày, ta đều phải tự cung tự cấp bấy ngày hay không? người có biết ta phải khổ cực lắm nó mới chịu ra hay không? Bao nhiêu vốn liếng hôm nay ta phải đòi lại cho bằng được mới thôi. Hải Lan nợ nụ cười quyến rũ đầy yêu mị, tay phải nàng bỏ ra khỏi vô lăng, nhẹ nhàng lần tới chỗ giữa hai chân Trương Dương xoa xoa một chút rồi lại dùng sức nhéo nhéo một chút, nhỏ giọng nói, ngoan. Đừng hư nữa, đêm nay ta sẽ cho ngươi ăn no. Về vấn đề kiềm chế dục tính bản thân thì trương đại quan nhân vẫn chưa có chút thành tựu gì. Vừa mới bị kích thích một chút là nó lại bành trướng hết cả lên. Nhìn từ ngoài cũng nhận ra cái đó đang cố gắng ngóc đầu phá quần chui ra. Thấy tình cảnh trương dương chật vật như vậy, Hải Lan khanh khách nở nụ cười, giọng điệu nũng nịu nói, ngươi hư lắm. Phải đi ăn cơm trước đã chứ, ta không muốn chiến đấu cả đêm với cái bụng đói meo đâu. Bọn họ đặt một bàn trên tầng 3 ở nhà hàng hải sản. Từ chỗ bọn họ ngồi có thể thấy cây cầu huy hoàng ở đằng xa xa. Từ trên cao nhìn xuống, ánh đèn lung linh từ cầu, các ngôi nhà xung quanh trong đêm tối, tựa như các vì sao trên bầu trời đêm vậy. Hải Lan biết Trương Dương không thích rượu ngoại, nên chỉ gọi một chai rượu nếp trắng. Nhẹ rót cho hắn một chén, rồi cũng tự rót đầy cho mình một chén nhỏ. Trương Dương nâng chén rượu mình lên, tươi cười nói, nào. Vì sự cám dỗ bởi lâu ngày không gặp lại của đôi ta, cụng ly. Hải Lan đỏ mặt nhẹ giọng mắng, Trương Dương ơi là Trương Dương. Mới một thời gian không gặp, cái tốt người không học thì thôi, trái lại, càng ngày càng trở nên tha hóa biến chất hơn trước. Người nhìn lại mình đi, nào có viên cán bộ nhà nước lại giống người không cơ chứ. Lưu manh vẫn hoàn lưu manh. Trương Dương ý vị thâm trường tủm tỉm cười nói, cái này chứng minh ta là người thẳng thắn. Có gì là nói nấy, hiển nhiên sẽ có những chỗ thẳng thắn, mãnh mẽ, mẽ, to lớn hơn người khác rồi. Ra mặt ngươi cũng dày thực đó, Hải Lan cũng không dám đôi co với thằng nhãi này nữa, cũng ly với hắn xong ngửa đầu uống cạn chén rượu. Trương Dương cũng ngửa cổ uống cạn chén rượu, Hải Lan chậm rãi bóc vỏ tôm rồi đưa tới tận miệng hắn, giọng điệu ôn nhu nói nghe nói ngươi xin nghỉ ở ban kế hoạch đầu tư và phát triển công tác hiện giờ vẫn thuận lợi chứ mặc dù nàng không còn ở xuân dương nữa thế nhưng vẫn luôn theo dõi từng bước đi từng việc làm của trương dương những chuyện xảy ra với hắn nàng cũng đều biết rõ tường tận trương dương cười nói vẫn tốt cái ban đó được lập ra cũng vì mục đích kêu gọi an lão đầu tư hiện giờ đã chính thức ký kết hợp đồng xây dựng khu du lịch sinh thái núi thanh thai Ta ở chỗ đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mà cái chức bí thư bệnh viện bảo vệ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em kia cũng chẳng khá hơn là mấy. Ta cũng chỉ định ở đó học hỏi thêm kinh nghiệm quản lý điều hành. Nói trắng ra thì cũng chỉ là một chỗ nghỉ chân mà thôi. Hải Lan cũng nghe ngóng được lý do vì sao Trương Dương lại rơi vào tình cảnh như bây giờ. Thế nhưng nàng cũng là một người phụ nữ hiểu chuyện, những chuyện như thế này thì chỉ được phép nghe, hiểu chứ không được nói ra bằng không cũng chỉ càng làm hỏng mối quan hệ của hai người hiện giờ. Suy nghĩ một chút rồi nàng nhẹ giọng nói, bất kể là công tác ở đâu đi chăng nữa, chỉ cần vui vẻ là được. Người vui vẻ, cũng là ta vui vẻ. Trương Dương lại nhấc chén, uống cạn chén rượu rồi gióng giặc đáp lời, ta từ trước đến nay không phải là người chỉ biết cam chịu. Cho dù là ở chỗ nào đi chăng nữa, nhất định ta phải làm nên việc lớn để mọi người nhìn vào. Để mọi người biết năng lực thật sự của ta đến đâu. Hải Lan dịu dàng cười nói, "Ta biết ngươi là người mạnh mẽ. Thế nhưng lúc nào cũng cứng rắn như vậy thì cũng không hẳn là chuyện tốt. Hiện tại trong tay ngươi còn rất nhiều mối quan hệ, vì sao ngươi không biết sử dụng chúng hợp lý một chút? Ta chắc chắn, với những mối quan hệ đó của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể vươn cao hơn nữa." Câu này của Hải Lan cũng là ám chỉ mối quan hệ của Trương Dương với Lý Trường Vũ. Hiện giờ Lý Trường Vũ đã leo lên cái chức phó thị trưởng thành phố Giang Thành chỉ cần hắn ta nguyện ý giúp đỡ thì con đường làm quan của trương dương sẽ rộng mở thanh thang chắc chắn chỉ một thời gian ngắn trương dương sẽ có những bước nhảy vượt bậc nhưng hải lan vẫn không sao hiểu được đến giờ trương dương vẫn không chịu sử dụng những lợi thế của mình vẫn cam chịu làm một gã bí thư bệnh viện quèn ở huyện trương dương lắc đầu cười nói hiện giờ ta không có dự định rời khỏi xuân dương căn bản là ta không muốn nhờ vào người khác vì sao ta là một người thích tự tay Chương 73, kẻ đứng sau hậu trường. Có rất nhiều cách để người ta thể hiện tình yêu của mình với đối phương, và Trương Dương cùng Hải Lan đang dùng cách thể hiện tình yêu của mình một cách trực tiếp nhất. Hải Lan cũng không nhớ rõ đêm nay là lần thứ mấy Trương Dương đòi làm chuyện ấy tiếp. Chẳng biết hắn có phải là người nữa hay không mà chẳng hề biết mệt mỏi, đến lần thứ N rồi mà vẫn cuồng nhiệt cùng mạnh mẽ đến vậy. Hai tay Trương Dương ôm chặt eo của Hải Lan, phần hạ thể cứ trùng kích mãnh liệt. Hải Lan cũng không ngừng đạt đến đỉnh điểm của khoái lạc, vẫn không ngừng rên rỉ mãi không thôi. Lúc hai người đang đến hồi cao trào nhất thì đột nhiên của phòng bị đá văng ra, từng luồng ánh đèn pin sáng trắng lởn vởn xung quanh phòng, rồi bốn gã cảnh sát từ bên ngoài xông vọt vào trong phòng. Trương Dương trong lòng thầm mắng mấy gã cảnh sát chết tiệt, ta không có làm gì phi pháp, thế sao 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 nào lại xông vào phá đám sự sung sướng của lão tử. Thế nhưng Trương Dương cũng thuộc dạng lì có tiếng, cả đám cảnh sát đột nhiên ập vào, Tuy rằng bất ngờ thật đó nhưng Trương Dương cũng chẳng mảy may sợ hãi chút nào. Trương Dương không sợ, cũng không có nghĩa là Hải Lan cũng không sợ. Đột nhiên thấy cảnh sát xông vào như vậy, theo bản năng nàng lấy tay che phần trên lại, cơ thể nàng cũng hơi co thắt lại một chút. Cũng vì Trương Dương đang trong vài giây thất thần nên cảm giác kiềm chế từ nãy tới giờ cũng bị thả lỏng một chút, đột nhiên phần bên dưới lại cảm giác mót chặt hơn, rốt cuộc Trương Dương cũng không kiềm chế được nữa mà xuất sao 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 hải lan cũng cảm thấy bên dưới có một dòng nước nóng bỏng đang không ngừng phóng vào trong người mình nàng vội vàng nhắm chặt hai mắt lại tận hưởng cái cảm giác vừa sợ hãi lại vừa hạnh phúc đó một nỗi niềm phức tạp đến khó tả mà từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ cảm thấy tuy vẫn còn rất sợ hãi nhưng nàng vẫn chậm rãi vươn tay ôm chặt lấy thân thể trương dương vào lòng tự nhủ chỉ cần được ở bên hắn thì cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa nàng cũng không sợ một gã cảnh sát mặt đen xì lạnh lùng nhìn lướt qua đôi nam nữ đang ôm chặt nhau trên giường, lớn giọng nói, nhanh chóng mặc quần áo vào rồi lăn ra đây cho ta. Con mẹ nó chứ, đến cả không khí ở đây cũng bị đám bại hoại các ngươi làm ô nhiễm hết rồi. Ba gã cảnh sát còn lại cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Trương Dương cùng Hải Lan ở trên giường. Hải Lan vẫn lấy chăn che kín khuôn mặt mình, chống ngực thì cứ đập thình thịch mãi không thôi. Thấy Hải Lan lo lắng như vậy, Trương Dương đưa tay xoa nhẹ gò má nàng, nhỏ giọng nói, đừng sợ, còn có ta ở đây nữa. Tuy giọng điệu hắn nhỏ nhẹ như vậy, nhưng trong lòng hắn lại đang tràn ngập lửa giận một trời. Trời đánh còn tránh miếng ăn, mà lâu lắm rồi thằng nhãi này mới được ăn đã đời như vậy, thế mà lại bị người khác phá rồi đúng lúc quan trọng nhất, thử hỏi hắn không giận, không điên cuồng được cơ chứ. Trương Dương vẫn trần như nhộng đứng thẳng dậy, chậm rãi bước xuống giường. Tuy thân thể vẫn còn đang lõa lồ, lại bị tám con mắt nhìn chằm chặp vào người, Thế nhưng Trương Dương cũng chẳng có chút cảm giác gì gọi là mất tự nhiên cả, cứ như thể bốn gã cảnh sát kia không hề có mặt ở đây vậy. Đối với mấy gã cảnh sát kia, thì hiện trạng bây giờ của Trương Dương mà nói, cũng không phải lần đầu bọn họ được thấy. Thế nhưng điều khác trước đây là, trong tình huống như vậy mà thằng nhãi kia vẫn bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ. Mà đây không phải là bình tĩnh, mà nói đúng ra thì đó là kiêu ngạo cùng phẫn nộ đến cực điểm. Trương Dương liếc mắt nhìn lại cả bốn gã cảnh sát một lượt rồi lạnh lùng nói, tất cả các ngươi đều cút hết ra ngoài cho ta. Chờ ta mặc quần áo xong sẽ tính sổ từng thằng một sau. Mấy tên cảnh sát cũng xứng cả người, không dám tin vào lỗ tai mình nữa. Chẳng biết thằng nhãi kia thuộc cái dạng người gì nữa. Bị cảnh sát bắt quả tang đang làm việc phi pháp, thế mà lại còn dám dở cái giọng đe dọa đó ra nữa chứ. Nói thực, từ trước tới giờ Trương Dương chưa bao giờ thấy tức giận như bây giờ đến lúc tê âm trùng lên não rồi thì hắn cũng chẳng cần biết cái gì mà công danh lợi lộc, cái gì mà tiền đồ, cái gì mà nỗ lực phấn đấu bấy lâu nay. Mẹ nó chứ, vất con bà nó hết cả đi. Trong đầu Trương Dương lúc này chỉ một ý nghĩ, phải đánh cho mấy thằng nhãi cảnh sát này thừa sống thiếu chết. Thậm chí Trương Dương cũng từng nghĩ qua nếu giết mấy gã này thì sẽ làm gì tiếp theo. Gã cảnh sát mặt đen thấy Trương Dương hỗn láo như vậy, càng tức giận hơn, cả giận mắng, ra đây mặc quần áo vào cho ta những lời này của hắn hiển nhiên là nói với hải lan vẫn còn đang nằm trong chăn trương dương nhếch mép cượt nhạt một tiếng rồi lắc mình một cái đã đến bên cạnh gã cảnh sát mặt đen kia một tay tóm cổ nhấc bổng hắn lên rồi ném bịch hắn xuống đất không đợi hắn đứng dậy trương dương cho tiếp một cước nữa ngay mặt thằng nhãi con đó sau một loạt đòn hiểm như vậy gã cảnh sát mặt đen nằm dài trên đất không thấy nhúc nhích chút gì nữa chắc hẳn là đã hôn mê bất tỉnh mấy gã cảnh sát thấy thằng nhãi kia đột nhiên không nói không rằng dám ra tay đánh cảnh sát lúc này mới cuống quyết lần mò cái rùi cui bên hông trương dương đã quyết định ra tay thì sao lại để bọn họ có cơ hội phản công được cơ chứ vừa hạ xong gã cảnh sát mặt đen trương dương liền nhanh chóng lao đến chỗ ba gã cảnh sát còn lại chỉ đơn giản mỗi thằng một quyền ngay ngực là nằm thẳng cẳng cả lũ chưa đầy mấy cái nháy mắt mà cả bốn gã cảnh sát đều nằm im bất tỉnh nhân sự Trương Dương nhanh chóng khéo bốn gã cảnh sát nhét hết vào trong toilet, vừa dọn dẹp mọi thứ vừa thấp giọng mắng cảnh sát cái mẹ gì chứ. Đều là một lũ lưu manh không hơn không kém. Lại nói về Hải Lan, vì sợ hãi mà vẫn trùm chăn kín mít từ đầu tới chân, tuy rằng nghe thấy tiếng Trương Dương đánh đấm với mấy gã cảnh sát kia nhưng nàng Thủy Trung vẫn không dám ngó đầu ra. Đến lúc mọi thứ yên tĩnh trở lại, mới rụt rè hé hé chăn từng chút một ra quan sát tình hình bên ngoài. Lúc Trương Dương đã dọn dẹp xong bãi chiến trường, đóng cửa phòng lại nhỏ giọng nói nhanh mặc quần áo vào ta đưa ngươi rời khỏi đây thấy không còn ai ở trong phòng nữa hải lan mới dám thỏ hẳn khuôn mặt xinh xắn của mình ra ngoài làm khuôn mặt trẻ con thè lưỡi trêu đùa trương dương lúc nãy cũng do sợ hãi quá nên nàng mới quên mất rằng trương dương là một võ lâm cao thủ chính hiệu thế nhưng dù võ công cao tới đâu đi chăng nữa thì cũng không được đánh cảnh sát như vậy tình hình hiện giờ thì nên nhanh chóng rời khỏi đây là tốt nhất còn hậu quả thế nào thì sau này từ từ giải quyết cũng không muộn. Hai người vội vàng mặc quần áo vào, chuẩn bị mau chóng rời khỏi đây. Trương Dương cũng biết, khách sạn đã để công an tự tiện phá cửa sông vào như vậy, chắc hẳn mục đích là nhắm vào mình. Chỉ sợ chuyện này vẫn chưa dừng ở đây, đoạn sau không biết còn cạm bẫy gì không nữa. Vừa bước ra khỏi cửa, Hải Lan liền bảo Trương Dương đợi một chút. Trương Dương hiếu kỳ quay lại xem chuyện gì xảy ra, liền thấy Hải Lan đang cặm cụi lau lau cái gì đó ở bắp đùi. Thấy Trương Dương đang nhìn mình chầm chập, Hải Lan đỏ mặt hắng giọng mắng cũng đều là của ngươi chảy ra đó. Trương Dương liền hiểu ý, nở nụ cười đầy ám muội. Thang máy đến đại sảnh khách sạn, vừa bước ra khỏi thang máy, Trương Dương liền thấy ô tô cảnh sát đã đỗ đầy bên ngoài khách sạn, trong đại sảnh cũng đã có 6 gã cảnh sát khác đứng đợi từ trước. Thấy hai người Trương Dương cùng Hải Lan đi tới, bọn họ liền nhào lên vây bắt. Lúc này Trương Dương mới biết, đám cảnh sát lúc nãy xông vào phòng cũng không phải chỉ là kiểm tra đơn giản như vậy. Thế nhưng ngẫm lại, ở tỉnh lỵ mình cũng không có đắc tội với người nào, thế nào có người lại giáp tâm hãm hại như vậy. Thấy đám cảnh sát đang không ngừng xuống lại đây, khuôn mặt xinh đẹp của Hải Lan cũng tái nhợt cả đi. Đột nhiên lúc này điện thoại di động của nàng lại kêu lên. Hải Lan vội vàng mở túi sách lấy ra điện thoại, đến lúc thấy một dãy số của người gọi đến hiện lên trên điện thoại, Thân thể nàng lại hơi run rẩy một chút. Nàng lặng lẽ bước qua một bên, mở điện thoại ra, run run giọng trả lời, "Alo." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông, "Xin chào. Tại sao ngươi lại cứ hết lần này tới lần khác trốn tránh ta?" Hải Lan quay đầu lại nhìn Trương Dương ở phía sau, rồi lại bước thêm mấy bước ra xa hơn, nhỏ giọng nói, "Chuyện này không liên quan tới hắn, vì sao ngươi lại muốn hại hắn? Tất cả cũng đều từ ngươi mà ra." Ngươi nên nhớ một điều, ta có thể cho ngươi tất cả, thì ta cũng có thể tước bỏ tất cả mọi thứ của ngươi. Ta sẽ làm hắn cả đời này không được siêu sinh. Ánh mắt Hải Lan trở nên kiên định hơn, nàng lớn giọng đáp trả lại, ta yêu hắn. Ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào trên đời này có thể làm hại đến hắn. Nếu ngươi dám động tới hắn, ta với ngươi sẽ ngọc đá cùng nát đồng quy vô tận. Ha ha ha, điện thoại truyền đến tiếng cười điên cuồng của gã kia, một lúc lâu sau hắn mới thôi cười giọng điệu lạnh lùng đầy thách thức, người cứ thử xem. Trương Dương liếc mắt nhìn một lượt sáu gã cảnh sát xung quanh, nhếch mép nở nụ cười nhạt, được lắm, các ngươi định bắt ta phải không? Nào, đến đây. Sáu gã cảnh sát cũng không có động tính gì, vẫn đứng yên bất động nhìn chằm chằm Trương Dương. Sát khí trên người Trương Dương tỏa ra càng lúc càng nồng đậm, hiển nhiên thằng nhãi này bị chọc giận tới cực điểm, bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tay hạ sát người khác. Audio điện tử võ tấn bền Nghe điện xong, Hải Lan lặng lẽ trở lại bên cạnh Trương Dương, đưa tay nắm chặt bàn tay to bè của hắn nói, đừng. Trương Dương, ta sẽ cùng ngươi làm rõ ràng chuyện tối hôm nay. Nàng thực sự đã hạ quyết tâm, lần này cho dù nàng có phải hy sinh hình tượng của mình đi chăng nữa, thì cũng phải bảo vệ bằng được tiền đồ chính trị của Trương Dương. Thế nhưng lại nhớ tới mối nguy hiểm tiềm tàng phía sau, Hải Lan không khỏi khẽ run ngồi một cái. Thực sự nàng có năng lực bảo vệ được Trương Dương hay sao? đột nhiên trương dương lại nhớ tới một người cố minh kiện có lẽ tiểu tử kia cũng thuộc dạng có máu mặt tại tỉnh đông giang này dù rằng hải lan đã nói hắn không phải lo tới hậu quả phía sau thế nhưng bất kể chuyện này đi tới đâu chăng nữa hiển nhiên sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới con đường làm quan của hắn ảnh hưởng tới danh tiếng của nữ phát thanh viên hải lan dù rằng dùng vũ lực có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề trước mắt thế nhưng với tình hình như hiện nay làm vậy chỉ sợ càng làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn mà thôi. Cho dù Trương Dương không sợ nhưng cũng không thể không nghĩ tới Hải Lan. Mà đã là một cán bộ nhà nước thì phải biết sử dụng cái đầu, phải biết dựa theo luật pháp mà phản kháng, chứ không nên dùng nắm đấm như mấy gã du côn đầu đường xó chợ. Nghĩ đến đây Trương Dương liền nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Cố Minh Kiệt. Từ lần gặp gỡ ở quán hải sản, Trương Dương cũng nhận thấy tiểu tử này có quan hệ ít nhiều với đám cảnh sát ở đây, bởi vậy chuyện này tốt nhất là nên nhờ hắn giải quyết hộ. Cố Minh Kiện cũng không ngờ Trương Dương lại sớm gọi điện cho mình như vậy. Cũng do nợ Trương Dương một món nợ ân tình nên biểu hiện của hắn hiển nhiên là nhiệt tình niềm nợ Trương Dương đó à? Có chuyện gì vậy? Trương Dương cũng uyển chuyển đem sự việc vừa xảy ra nói lại cho Cố Minh Kiện nghe. Nghe xong, Cố Minh Kiện nhíu nhíu mày, thấp giọng nói hiện giờ ngươi đang ở đâu? Không phải sợm ta sẽ nhanh chóng tới đó. Sau một lúc lâu, người ta cũng tìm ra bốn gã cảnh sát đang bất tỉnh nhân sự trong phòng tắm. Bốn gã cảnh sát bị thằng nhãi kia hạ gục mà bên dưới này lại không hề hay biết một chút gì, thấy tình cảnh như vậy, đám cảnh sát còn lại cũng không dám có những hành động thiếu suy nghĩ, tính chất sự việc càng lúc càng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trương Dương cùng Hải Lan tạm thời bị giam lỏng ở một phòng khách dưới đại sảnh. Lúc này Trương Dương cũng bình tâm lại được một chút, còn Hải Lan cũng bị đám cảnh sát kia nhận ra. Thực ra ngày hôm nay bọn họ cũng chỉ được lệnh của cấp trên đến đây thanh tra lúc này mới nhận ra người bị bắt quả tang lại là nữ phát thanh viên nổi tiếng này, bọn họ liền ý thức được chuyện này không phải chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Cảnh sát cấp tỉnh hiển nhiên phải khác mấy tên cấp huyện, xã Tép Siêu kia, làm việc gì cũng phải nhìn sắc mặt lãnh đạo mà hành sự. Bởi vì chuyện lần này có dính dáng tới vị nữ phát thanh viên Hải Lan, nên trước khi có chỉ thị tiếp theo của cấp trên, bọn họ cũng không dám làm điều gì quá đáng, vẫn cứ khiêm nhường với Trương Dương lẫn Hải Lan. Tổng chỉ huy lần ra quân lần này là Loan Thắng Văn, nguyên cục phó phân cục khu Bạch Sa. Lúc hắn nghe báo cáo lại bốn gã cấp dưới bị người ta đánh hôn mê bất tỉnh, hơn nữa lần đột kích này lại nhắm vào vị nữ phát thanh viên Hải Lan nổi tiếng kia, hắn liền hiểu ra, chuyện này không đơn giản chỉ là thanh tra kiểm tra bình thường, có lẽ lần này hắn bị người ta lợi dụng cho một âm mưu to lớn nào đó. Hắn vẫn đang suy nghĩ xem có nên trang xin chỉ thị của cấp trên rồi mới hành động tiếp, thế nhưng sự tình trước mắt lại cực kỳ phức tạp. Suy nghĩ một lúc, hắn liền quyết định, trước tiên cứ xử lý sơ bộ một chút, đầu tiên là đưa bốn gã cấp dưới đang hôn mê bất tỉnh kia đi bệnh viện, sau đó hắn mới chậm rãi tới phòng khách đang giam lỏng Trương Dương cùng Hải Lan. Trương Dương cùng Hải Lan bị người ta bắt quả tang đúng lúc đang làm chuyện đó, hiển nhiên cả hai đều biết, chắc chắn có người dở trò sau lưng, cố ý hãm hại hai người bọn họ. So với Trương Dương, Hải Lan biết rõ nội tình chuyện này hơn, thế nhưng nàng lại không thể nói ra. Nói cho cùng, vì nàng mà Trương Dương bị liên lụy. Thế nhưng từ sự việc lần này, nàng mới nhận ra Trương Dương quan trọng với nàng đến nhường nào. Vì hắn, nàng có thể không màng công danh sự nghiệp, không sợ nguy hiểm, sẵn sàng đối mặt với gã khốn khiếp đê tiện kia. Sau khi xem xét kỹ lưỡng tài liệu về Trương Dương, Loan Thắng Văn liền không thèm để vào mắt thằng nhãi bí thư của một bệnh viện cấp huyện kia, hắn chỉ thực sự kiêng kỵ mỗi mình Hải Lan. Những người nổi tiếng như nàng ta là cái dạng không nên dây vào nhất nói không chừng phía sau nàng ta lại có một đại nhân vật chống lưng cũng không chừng huống chi lần xuất quân này chỉ thị của cấp trên cũng chỉ là thanh tra kiểm tra khách sạn mà thôi nói cho cùng hai người người bọn họ cũng chỉ là có làm việc ấy trong khách sạn thế nhưng bọn họ đều trên tuổi vị thành niên luật pháp cũng đâu có cấm họ làm cái chuyện ăn cơm trước kẻng đó cơ chứ tuy là người làm pháp luật thế nhưng lúc này loan thắng văn lại tha thiết mong muốn trương dương cùng hải lan hãy mau chóng tìm cảnh giải quyết chuyện này không nên làm liên lụy mấy đại nhân vật phía sau, chỉ sợ đến lúc đó một gã cục phó như hắn cũng bị vạ lây không chừng. Là người trong nghề, Loan Văn Thắng cũng thừa biết cú điện thoại vừa rồi của Trương Dương chính là gọi tiếp viện. Đã có ý định muốn làm yên vụ này, hiển nhiên Loan Văn Thắng không những ngăn cản mà trong lòng còn thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt việc nên làm là ngồi yên chờ đợi, chờ tiểu tử Trương Dương cùng vị nữ phát thanh viên kia mau chóng gọi đại nhân vật tới giải vây, có như vậy hắn mới phủi tay cho qua chuyện được nhưng nếu như hai người bọn họ chỉ gọi tới một tiểu nhân vật còn con, thì Loan Văn Thắng hắn sẽ không cố kỵ điều gì nữa, sẽ hành xử theo công lý, theo luật pháp. Quả nhiên sự thực liền chứng minh, Loan Văn Thắng đã có những hành động sáng suốt. Ngay lúc Cố Minh Kiện cùng Trương Đức Phóng cùng chạy tới khách sạn, lòng bàn tay của Loan Văn Thắng cũng nhẽ nhại mồ hôi lạnh. Chưa cần nói đến ác danh của Trương Đức Phóng trong nội bộ ngành cảnh sát tỉnh Đông Giang, chỉ cần một mình Cố Minh Kiện ra mặt, cũng đủ làm khiếp sợ một gã cục phó nhỏ nhoi như Loan Thắng Văn Hắn. Thực ra Trương Đức Phóng cũng không muốn quản mấy chuyện vặt vãnh này, chỉ là lúc Trương Dương gọi điện cầu cứu, hắn cũng ở cùng chỗ với Cố Minh Kiện, mà Cố Minh Kiệt lại nợ Trương Dương một món nợ ân tình, nên hắn cũng tiện đây ra tay giúp đỡ, coi như là trả ơn. Một người như Trương Đức Phóng thì chỉ một gã cục phó phân cục còn con, hiển nhiên hắn không thèm để vào mắt. Vừa vào tới cửa là hắn liền quát lớn, các người đang làm cái trò gì ở đây vậy? bạn ta đã phạm tội gì mà các ngươi dám bắt giữ hắn? các ngươi giỏi lắm, các ngươi tưởng mình là cảnh sát thì được phép vì tiện kiểm tra phòng riêng của người ta hay sao? đó là quấy nhiễu dân chúng, các ngươi có biết hay không? bị người ta quát mắng té tát trước mặt bao nhiêu cấp dưới như vậy, Loan Văn Thắng cũng thấy hơi khó chịu, nhưng cũng chỉ dám nhỏ giọng đáp lời. bọn tôi nhận được thông báo ở đây có người làm trái luật pháp mua bán dâm trái phép, bởi vậy. lúc này Trương Dương mới lên tiếng cười lạnh một tiếng nói, có mà mẹ người bán thì có. Bọn ta làm chuyện đường đường chính chính, định đặt điều hãm hại người tốt phải không? Đến giờ Trương Đức Phóng mới nhận ra người đứng bên cạnh Trương Dương là Hải Lan, hắn liền cảm thấy chuyện này chắc hẳn còn nội tình sâu xa gì nữa. Hắn vỗ vỗ vai Loan Thắng Văn, ý bảo đi sang một bên nói chuyện. Trương Đức Phóng thấp giọng nói, Loan Cục Phó, nói cho ta biết, rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy. Cứ cho là thanh tra kiểm tra đi chăng nữa, cũng chưa đến lượt ngươi phải tự thân xuất mã như vậy. Chắc hẳn phải có nguyên do gì chứ. Thực ra Loan Văn Thắng cũng chỉ là người làm theo mệnh lệnh chẳng biết gì ngoài việc chấp hành chỉ thị của cấp trên, mau chóng chạy tới đây kiểm tra. Thấy Trương Đức Phóng hỏi như vậy, hắn cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, là người trong nghề, chắc người cũng hiểu những kẻ làm cấp dưới như bọn ta chứ. Người cũng biết đó, cấp trên đã có chỉ thị xuống tận nơi, ta cũng chỉ biết đâm đầu mà làm thôi, chứ có biết cái khỉ gì nữa đâu tuy rằng xưa nay trương nước phóng có tiếng là người chỉ biết dùng cường thế thế nhưng để leo lên được cái chức như hiện nay hiển nhiên hắn sẽ không phải là loại hữu dũng vô mưu như lời đồn đại nói thực hắn cũng là người biết suy tính biết nặng nhẹ lúc mọi việc vẫn còn mập mờ như thế này thì tốt hơn hết là nên giải quyết êm đẹp từ trong trứng nước chứ có để lâu đêm dài lắm mộng suy nghĩ một chút hắn ho khan một tiếng rồi nói loan cục phó lần này ngươi nể chút mặt mũi của ta chuyện này coi như là chưa từng xảy ra đi Loan Văn Thắng nghe xong cũng không trả lời ngay mà rút điện thoại ra, bấm một dãy số. Trương Nước Phóng cũng biết một gã cục phó phân cục như hắn hiển nhiên không có quyền làm chủ vụ này, chắc hẳn hắn phải gọi điện xin ý kiến cấp trên. Trương Nước Phóng cũng hiểu ý, lùi sang một bên để hắn gọi điện. Sau khi gọi điện xong, Loan Văn Thắng liền tỏ ra thái độ của mình, "Trương lão đệ, thực tình ta rất xin lỗi. Chuyện này ta cũng không làm chủ được." không phải ta không muốn nể mặt ngươi thế nhưng cấp trên cứ ép tới ta đành phải tuân theo chỉ thị vậy trương đức phóng không đáp trả mà chỉ gật gật đầu như đã hiểu người có thể làm loan thắng văn có gan đối chọi lại mình hiển nhiên sẽ không thuộc loại tầm thường rồi cũng chẳng biết tiểu tử trương dương kia đã đắc tội với dạng nhân vật gì nữa đã ra mặt như vậy nhưng cũng không giải quyết được gì lúc này trương đức phóng cũng thấy có chút khó chịu hắn thấy vội vàng không phải vì sợ nhân vật đứng đằng sau giật dây kia mà hắn chỉ cảm thấy vì một người xa lạ như trương dương nếu cứ tiếp tục đối chọi với người ta như vậy liệu có thỏa đáng hay không hắn ra hiệu gọi cố minh kiện tới thấp giọng nói minh kiện ta sợ chuyện này không giải quyết dễ dàng cho lắm chẳng biết bọn họ đã đắc tội với ai đêm nay người ta nhất quyết đem chuyện này phanh phui ra ngoài nghĩ lại một người cao ngạo như cố minh kiện hắn đầu tiên thì bị một đám tài xế cho ăn đòn suýt chút nữa thì thành tàn phế. Đến giờ ân nhân có nhờ chút chuyện mà cũng không xong. Đã đích thân đến đây rồi mà cái lũ cảnh sát kia cũng không thèm nể mặt, coi khinh mình, vậy thì mặt mũi hắn từ nay mất sạch rồi còn gì. Cố Minh Kiện lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương Đức Phóng, không phải thường ngày ngươi thích dùng quyền thế lắm hay sao? Có cái chuyện còn con này mà cũng không lo liệu được à? Trương Đức Phóng bị nói móc, mặt cũng hơi nóng lên, giọng hơi ấp úng, Minh Kiện. Cố Minh Kiện cũng có tính nỏng nảy như bao gã công tử đại gia khác, thấy đồng bạn không giải quyết được, hắn liền rút điện thoại ra, định gọi thẳng trực tiếp cho cha hắn. Thế nhưng suy nghĩ lại một chút, hắn không vội kinh động tới cha, mà trước tiên gọi cho ông bác Hạ Bá Đạt, nguyên chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy. Trước đây cũng có rất nhiều việc, nhờ ông già hắn còn không bằng cứ gọi thẳng cho ông bác Hạ Bá Đạt này. Lúc Hạ Bá Đạt nghe điện xong cũng thấy hơi giật mình, Phóng mắt cả cái tỉnh Đông Giang này cũng chẳng có mấy người không dám nể mặt Cố công tử như vậy. Một gã cục phó phân cục mà cũng ngang nhiên chống đối lại Cố công tử, điều này chứng tỏ phía sau lưng hắn còn có vị đại nhân vật chống lưng. Hạ Bá Đạt cũng chỉ lo lắng cho đứa cháu Cố Minh Kiện này, từ nhỏ được nuông chiều, hơn nữa cha hắn lại làm lớn như thế, hiển nhiên tính khí hắn cao ngạo không thèm để ai vào mắt. Với tính khí như vậy, hắn lo tiểu tử này chỉ toàn làm hỏng việc hơn mà thôi. Thế nhưng dù đứa cháu này có gây ra chuyện gì đi chăng nữa thì vẫn còn cha hắn, Bí thư tỉnh ủy Cố Duẫn Trí đứng ra xử lý. Tuy mọi lần Cố Duẫn Trí không ra mặt xử lý mấy vụ lộn xộn của con trai, thế nhưng Hà Bá đạt lại là người biết rõ tính khí hắn nhất. Trông thì lạnh lùng hờ hững thế thôi, chứ thực ra tính khí Cố Duẫn Trí lại chẳng khác gì con trai hắn, đều là người chẳng bao giờ biết chịu thiệt. Người nào động đến con hắn cũng có nghĩa là động đến hắn. Người nào để con hắn chịu thiệt cũng đồng nghĩa bắt hắn chịu thiệt vừa cúp điện thoại cái là Hạ Bá Đạt lại nhấc điện thoại lên gọi cho cục trưởng cục công an tỉnh Đông Giang, Phương Đức Tín. Hắn quan hệ của hắn với Phương Đức Tín cũng không tệ, bởi vậy người đầu tiên hắn tìm đến chính là vị cục trưởng cục công an này. Lúc Phương Đức Tín nhận được điện của ông bạn già Hạ Bá Đạt, hắn cũng thực sự thấy ngạc nhiên. Từ những lời Hạ Bá Đạt nói, hắn liền biết lão ta đang nhắc đến vụ gia quân lần này, thế nhưng hắn thực không ngờ, chuyện này thế nào lại kinh động tới cả vị chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Hạ Bá Đạt như vậy. Điều này càng chứng tỏ tiểu tử Trương Dương kia cũng không phải dạng dễ trêu vào, đến cả người của bí thư tỉnh ủy hắn còn nhờ vả được, thì không biết quan hệ của hắn còn đến đâu nữa. Nghĩ đến đây sau lưng Phương Đức Tín cũng nhễ nhại mồ hôi. Hắn thầm tự mắng, mẹ nó chứ, chẳng hiểu vì sao lần này mình lại không điều tra chân phận thằng nhãi Trương Dương kia mà lại vội vang ra chỉ thị như vậy. Nhưng mà việc thì cũng đã rồi, hắn cũng chỉ còn biết chấp thận sự thực trước mắt. Hạ bá đạt cũng là người sâu sắc, hắn biết với vị trí hiện giờ của phương đức tín hiển nhiên hắn sẽ không ngu xuẩn đến độ ngang nhiên tỏ ý chống đối cố công tử nói rông dài một lúc lâu hạ bá đạt mới đi thẳng vào vấn đề đức tín ta hỏi thật là ai muốn làm khó trương dương phương đức tín hơi do dự một chút cuối cùng cũng thấp giọng trả lời là hứa chủ tịch tỉnh đích thân gọi điện thoại tới cũng phải hạ quyết tâm lắm phương đức tín mới nói ra danh tính vị hứa chủ tịch này nếu như người gọi điện tới không phải là hạ bá đạt nếu như không phải đằng sau Hạ Bá Đạt là vị bí thư tỉnh ủy Cố Duẫn Trí kia thì hắn cũng không bị bức bách đến phải nói ra như vậy. Nghe thấy tên của Hứa Thường Đức, Hạ Bá Đạt hơi nhíu nhíu mày. Hắn liền nhớ ra, tiểu tử Trương Dương kia cũng từ Xuân Dương tới, mà Giang Thành vừa vặn lại là nơi làm giàu của Hứa Thường Đức. Lẽ nào chuyện này liên quan đến ân oán trước kia của bọn họ? Hạ Bá Đạt cẩn thận suy nghĩ, cân nhắc những điều lợi hại một chút, rồi cũng quyết định gọi điện thoại cho Cố Duẫn Trí bởi vụ việc lần này có liên quan tới vị chủ tịch tỉnh tân nhiệm hứa thường Đức, nên hắn không dám tự ý quyết định xử lý. Tuy bây giờ cũng khá muộn, thế nhưng hạ bá đạt nắm rất rõ giờ rất sinh hoạt của cố bí thư, trước 12 giờ hắn sẽ không đi ngủ. Hiện giờ mới là 12 giờ kém 15, cố bí thư vẫn còn chưa ngủ, vậy cũng không tính là quấy rối. Quả nhiên cố bí thư vẫn chưa ngủ, nghe hạ bá đạt kể đầu đuôi sự việc một lượt, liền thở phào nhẹ nhõm, chuyện lần này không hề liên quan tới con trai hắn vừa cảm thấy may mắn xong hắn lại thấy tức giận thầm mắng thằng con ngỗ ngược này hết việc để làm rồi hay sao lại đi dây vào mấy việc không ra gì như vậy lại nhớ tới gã hứa thường đức kia hai hàng lông mày hắn không khỏi nhíu chặt lại cớ gì mà một chủ tịch tỉnh mới tân nhiệm như hắn lại đi dùng cái loại thủ đoạn của trẻ con này để đối phó với hai tiểu nhân vật như trương dương cùng hải lan thực là buồn cười nếu như hắn cũng chỉ đến vậy thì chẳng biết hắn có cái số sao 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 chó gì mà leo được lên tới cái chức chủ tịch tỉnh như bây giờ. Thế nhưng suy nghĩ sâu xa một chút, cố dẫn trí liền biết nguyên do tại sao hứa thường đức lại làm như vậy. Chắc chắn mục đích của hắn là nhắm vào cô nữ phát thanh viên xinh đẹp Hải Lan kia. Vị nữ phát thanh viên xinh đẹp nổi tiếng cả một tỉnh như nàng ta, phải chăng có quan hệ mở ám gì tới vị hứa chủ tịch tân nhiệm này? Bởi nhẽ, có hai điều có thể làm người đàn ông mất đi phương hướng thứ nhất là quyền lực tuyệt đối, thứ hai chính là đàn bà. Chắc có lẽ cũng vì Hải Lan mà hứa thường Đức mất đi lý trí, đi làm mấy cái việc thiếu suy nghĩ như vậy. Nói thực cố dẫn chí hắn cũng có chút thành kiến với vị hứa chủ tịch tỉnh Tân nhiệm kia. Bởi nhẽ hứa thường Đức vừa nhậm chức liền đưa ra dự án biến khu vực Bắc Bộ Bình Hải trở thành khu kinh tế trọng điểm. Là người công tác ở đây lâu năm, cố dẫn chí biết rõ hơn hắn, nơi đó thoạt nhìn thì có vẻ dễ phát triển thế nhưng xem xét kỹ lại thì khu đó lại rất khó mang lại lợi ích kinh tế chắc có lẽ là do mới được giữ một chức vụ cao như vậy nên hứa thường đức mới rơi vào tình trạng suy nghĩ quả đoán thiếu tính sáng suốt từ lâu cố duẫn trí cũng có ý muốn chỉnh hứa thường đức một trận hiện giờ cơ hội tự dưng lại đến trước mặt cũng nên nhân cơ hội này thuận nước đẩy thuyền luôn suy nghĩ xong xuôi cô bí thư chỉ bỏ lại một câu cụt ngủn rồi cúp máy luôn, Trương Dương là cháu trai của ta, người biết phải làm thế nào rồi đó. Hạ bá đạt vẫn chờ đợi lắng nghe cô bí thư nói nãy giờ. Nghe cô bí thư nói xong, hắn nhịn không được nở nụ cười nhạt. Hắn thừa biết, cô bí thư làm gì có đứa cháu trai nào tên là Trương Dương, đây cũng chỉ là ngụ ý của cô bí thư, lần này cô bí thư là muốn ra mặt xử lý nên mới nói như vậy. Chỉ một chuyện còn con thế mà hai đại nhân vật của tỉnh đều xuất đầu lộ diệt, xem ra tỉnh lỵ sắp có sóng gió nổi lên rồi đây. Phương Đức Tín vẫn một mực chờ điện thoại của Hạ Bá Đạt gọi lại. Lúc nghe những lời của cô Bí Thư được Hạ Bá Đạt chuyển nguyên văn lại, sắc mặt Phương Đức Tín cũng tái nhợt cả đi. Hắn biết, Hạ Bá Đạt chẳng việc gì phải đặt điều lừa hắn, đến cả cố công tử cũng đích thân chạy tới hiện trường, chuyện này thực sự đã trở nên phức tạp đến đáng sợ mà đầu sỏ vụ việc lần này cũng đều do phương cục trưởng cục công an hắn ra chỉ thị kiểm tra khách sạn rồi bắt quả tang Trương Dương cùng Hải Lan trên giường. Hắn tự giận mình đến độ hận không thể cầm cái ống nghe một phát đập mình chết tươi cho rồi. Hắn thừa biết, lần này hắn chỉ là con tốt thí trong cuộc phân tranh của hai vị đại nhân vật của tỉnh, sự việc đã đến nước này, hắn cũng phải cắn răng xử lý cho xong. Đầu tiên phải thả người, xong còn phải nghĩ cách để dễ bề ăn nói với hứa chủ tịch tỉnh. Chuyện, y đạo quan đồ. Nghĩ đến đây, Phương Đức Tín liền đánh điện gọi cho hứa chủ tịch tỉnh, thuật lại những lời vừa rồi của cố bí thư cho hắn biết. Hứa thường Đức nghe xong tức giận đến tím mặt lại, lúc này hắn mới biết, cái chức chủ tịch tỉnh này của hắn, căn bản chẳng là gì so với vị cố bí thư kia. Quả thực tuy là chủ tịch tỉnh, nhưng quyền lực hiện giờ trong tay hắn lại không bằng vị cố bí thư tại vị đã lâu năm kia. Nhưng hắn thực không biết, thằng nhãi trương dương kia, thế nào lại có thể thỉnh được vị cố bí thư phải ra mặt giúp đỡ ngẫm lại hứa thường nước liền nhận ra có lẽ cố duẫn trí là nhân chuyện lần này cố ý lập uy trước mặt mình là hắn muốn nói cho mình biết tại cái tỉnh này ai mới là vương giả thực sự lúc hiểu ra vấn đề hứa thường nước giận đến sôi máu hắn hận không thể thanh trừ một lượt tất thảy những chướng ngại trên con đường làm quan của hắn tuy rằng hiện giờ hắn đã vươn lên được cái chức chủ tịch tỉnh to thực đó nhiều người phải khiếp sợ thực đó thế nhưng hắn cũng phải kiêng rẻ nhiều thứ rồi có nhiều chuyện hắn có muốn cũng không làm được Tỉ như bây giờ vậy. Lại nghĩ tới đôi cầu nam nữ kia gian díu với nhau, hứa thường đức cảm giác uy nghiêm của mình bị bọn chúng phá hoại một cách thê thảm. Rồi thì gã cho chết cố dẫn trí kia thừa cơ sát thêm muối vào vết thương nữa. Vì tức giận quá độ nên hắn cảm thấy trước ngực đau bốt như búa bổ, hô hấp cũng có vẻ khó khăn hơn. Một tay hắn che trước ngực, túm chặt lấy áo, một tay vội vàng kéo ngăn kéo ra, lục tìm lọ thuốc con nhộng. Cho hai viên vào miệng, một lúc sau hắn mới thấy dễ chịu hơn được một chút. Đột nhiên điện thoại lại vang lên tiếng của gã cấp dưới thân tín Phương Đức Tín, giọng điệu hắn lại có vẻ lo lắng, "Hứa chủ tịch, Hứa chủ tịch." Hứa Thường Đức chậm rãi cầm lại ống điện thoại lên, giọng điệu chậm chạp trầm thấp hơn trước nhiều, "Đức Tín, chúng ta cũng là bạn bè lâu năm, ta sẽ không làm khó ngươi." Nói xong hắn liền cúp điện thoại luôn. Đến lúc Loan Văn Thắng biết được kết quả cuối cùng thì trời cũng đã hửng sáng. Qua một đêm khổ sở, sắc mặt hắn cũng ảm đạm đi rất nhiều chậm rãi đi tới trước mặt trương nước phóng cố gượng cười nói lão đệ thực không phải là bọn tôi có chút nhầm lẫn từ biểu hiện của loan văn thắn trương nước phóng cũng nhận ra người thắng ván cờ lần này là cố bí thư hắn thừa biết cú điện thoại vừa rồi của cố minh kiện đã đánh động đến cha hắn thế nhưng chỉ vì một tiểu tử mà cố bí thư phải đích thân ra mặt như vậy nghe cũng hơi gượng gạo cho lắm trừ phi lần này cố bí thư là muốn nhân cơ hội dạy dỗ cho kẻ đứng sau màn kia trương đức phóng liếc mắt nhìn lại trương dương một chút coi bộ vận khí tiểu tử này cũng không nhỏ chút nào tuy sự việc đã được giải quyết ổn thỏa thế nhưng từ trước tới giờ trương đức phóng luôn đặt sĩ diện của mình lên hàng đầu thế mà lần này gã cục phó loan thắng văn kia lại không thèm nể mặt hắn một chút nào hiện giờ quyền chủ động nằm trong tay phía của hắn hiển nhiên hắn cũng nhân đây lấy lại chút uy nghiêm của mình Trương Đức Phóng giả lơ như không nghe thấy, hư lạnh một tiếng, người không việc gì phải xin lỗi ta. Hình như ngươi xin lỗi nhầm người rồi thì phải. Loan Văn Thắng cũng biết thằng nhãi kia vẫn còn di hận trong lòng, cố ý gây khó dễ cho mình. Tuy trong lòng thầm mắng chửi thằng nhãi tiểu nhân, thế nhưng ngoài mặt hắn vẫn phải giữ nụ cười lấy lòng. Loan Thắng văn vỗ vỗ vai Trương Đức Phóng cười nói, lão đệ à. Người cũng biết đó, ta cũng chỉ là một người thi hành lệnh của cấp trên, có gì đắc tội, cũng mong người bỏ quá cho. Trương Đức Phóng thấy hắn ta đã thực lòng xin lỗi như vậy, oán hận trong lòng cũng vơi bớt đi chút ít, rồi dẫn hắn tới chỗ Trương Dương cùng Cố Minh Kiện đằng xa. Thấy Loan Thắng Văn lại tới, Cố Minh Kiện tức giận mắng, thế nào? Lại muốn bắt người nữa sao? Loan Thắng Văn gượng cười nói, bọn ta đã điều tra rõ, là do sự nhầm lẫn ở khâu thông tin. Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Trương Dương vẫn cứ lặng thinh như trước, cũng chẳng biểu hiện ra chút gì gọi là tức giận hay bất mãn cả. Sở dĩ Trương Dương chọn phương án ẩn nhẫn như vậy, mục đích cũng vì Hải Lan. Dù sao nàng ta cũng là con gái, chuyện vừa rồi quả thực là một sự đả kích nghiêm trọng tới tâm hồn nàng ta. Trương Dương hiểu điều đó, nên cũng không muốn sự việc kéo dài hơn nữa, như vậy chỉ càng làm vết thương lòng của nàng ta nhói đau hơn mà thôi. Một lúc sau, Trương Dương mới lạnh nhạt nói, hiểu nhầm là chuyện đương nhiên rồi. Ta cũng không mong muốn sau này sẽ phát sinh những chuyện như vậy nữa. Được Trương Dương tha chết, Loan Thắng Văn gật đầu liên lịa như gà mổ thóc. Tuy đã qua được cửa ải của Trương Dương, thế nhưng hắn cũng không dám rời đi ngay mà vẫn đứng lại, chờ vị cố công tử kia xử lý tiếp. Nếu như Trương Dương đã không muốn truy cứu thì cố minh kiện hắn cũng không có lý do gì phản đối lại. Thế nhưng cũng không thể bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy. Cố minh kiện liếc mắt nhìn Loan Thắng Văn lạnh lùng nói, loan cục phó, người nói thử xem. Tối nay cả đám các ngươi chạy tới khách sạn, phá dối bạn ta nghỉ ngơi, thực sự đã phá hỏng hết hình tượng người cảnh sát mẫu mực trong lòng dân chúng. Suốt cục, chuyện này người tính giải quyết như thế nào đây? Các vị cứ yên tâm, ta đảm bảo chuyện này sẽ là tuyệt mật, không để lộ ra bên ngoài nửa lời. Loan Thắng Văn cũng là người biết thức thời, chuyện lần này liên quan trực tiếp tới danh tiếng của vị nữ phát thanh viên xinh đẹp kia, nếu như truyền ra ngoài, chỉ sợ phiền phức lại ồ ạt à kéo đến như sóng lũ. trương dương chẳng muốn nghe mấy lời dám thối của thằng nhãi kia nữa, lạnh lùng phất tay áo nói: nếu như các ngươi đã biết phải làm thế nào, thì nhanh chóng cút hết đi cho ta. ta không muốn nhìn thấy mặt cả đám các ngươi nữa. tuy khó chịu nhưng loan thắng văn vẫn phải lặng lẽ rút quân rời đi. tuy rằng là người thắng cuộc thật đó, thế nhưng trương dương lại chẳng thấy vui mừng chút nào, trái lại lại càng thấy lo lắng u sầu hơn trước. chẳng biết sau chuyện này sẽ còn tiếp diễn chuyện gì nữa đây? Cố Minh Kiện cùng Trương Đức Phóng cũng là người hiểu chuyện, nếu như chuyện tình đã được giải quyết xong, bọn họ cũng không nên ở lại lâu, liền cáo từ Trương Dương rời đi. Trương Dương cũng đích thân tiến bỏ họ ra tận ngoài đại sảnh. Tuy rằng từ đầu chí cuối, Trương Dương cũng không có nói tiếng cảm ơn hai người bọn họ, nhưng những lời đó Trương Dương lại để sâu trong lòng. Món nợ ân tình lần này, Trương Dương sẽ nhớ kỹ. Qua chuyện lần này, Trương Dương mới biết được thân phận thực sự của Cố Minh Kiện Nghĩ không ra, chỉ vẩn vơ thế mà hắn lại cứu được cả con trai của vị bí thư tỉnh ủy tỉnh Đông Giang này. Ra đến ngoài đại sảnh, Cố Minh Kiện liền xoay người, vỗ vỗ vai Trương Dương cười nói, nếu như mai ngươi vẫn chưa đi, thì chưa mai, ta làm bữa xả xui cho ngươi. Thế nào, nói là ngày mai chứ thực ra bây giờ cũng đã là dạng sáng, sắp đến bữa trưa rồi. Thực ra Trương Dương cũng định trưa này rời Đông Giang, nhưng tối qua Cố Minh kiện đã cố sức giúp đỡ mình như vậy, Trương Dương cũng không tiện từ chối. Ngẫm lại, giờ có về Xuân Dương đi chăng nữa, thì cũng chẳng có việc gì trọng yếu phải làm, tha rằng cứ nán lại thêm nửa ngày, bồi đắp thêm cảm tình với vị Cố công tử này, kết thêm người bạn mới, chắc chắn sau này còn phải nhờ hắn nhiều. Mà trên hết, chuyện tối qua thực sự đã làm tổn thương Hải Lan, Trương Dương cũng phải nán lại an ủi vỗ về nàng ta mới phải. Chuyện y đạo quan đồ Trái với những suy nghĩ của Trương Dương, Hải Lan không thuộc dạng đàn bà nhu nhược mềm yếu như vậy. Quả thực chuyện tối qua là một sự đả kích cực kỳ to lớn với nàng, nó chẳng khác gì cơn đại hồng thủy hủy diệt tất cả mọi thứ của nàng. Danh vọng, sự nghiệp, danh tiếng, sợ rằng sau này sẽ chẳng còn lại gì. Hải Lan cũng thuộc loại người không cam chịu như vậy, đến giờ nàng mới nhận ra, cho dù đến Đông Giang, những cuộc tranh đấu quyền lực vẫn không ngừng diễn ra, thực sự là không ở đâu có hai từ hòa bình vĩnh viễn cả chỉ tội cho Trương Dương, vì nàng mà cũng bị cuốn vào cuộc tranh đấu lần này. Để ta đưa ngươi về nhà, giọng nói trầm ấm của Trương Dương lại nhẹ nhàng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Hải Lan Nhu thuận gật gật đầu, chậm rãi ngồi lên xe. Trương Dương vừa đóng cửa xe lại, nàng liền ôm trầm lấy hắn, tuy trong bóng tối nhưng hai bờ môi vẫn chính xác đến được với nhau. Cảm nhận thấy khuôn mặt xinh đẹp kia đã đẫm lệ từ lúc nào, Trương Dương xót xa ôm chặt Hải Lan vào lòng hơn, nhẹ giọng nói yên tâm, sẽ không việc gì nữa đâu, mọi chuyện đã qua rồi. Lúc này Hải Lan cũng không khống chế nổi bản thân nữa, cứ muốn nằm im trong lòng Trương Dương mãi, rồi lại khóc nức nở hơn. Trương Dương lặng lẽ ôm nàng chặt hơn, nhẹ vuốt ve mái tóc ngắn của nàng, cố gắng dùng hơi ấm của mình, an ủi nàng được phần nào. Mãi một lúc lâu sau, Hải Lan mới ngừng khóc, hai mắt nàng cũng đỏ sóng lên nhìn chầm chập Trương Dương, vì sao không hỏi ta tại sao lại xảy ra như vậy trương dương thản nhiên cười nói nếu như ngươi muốn cho ta biết thì tự khắc ngươi sẽ nói ra ngươi đã không muốn nói thì ta cũng chẳng muốn cưỡng cầu hải lan cắn chặt môi dưới cố gắng lấy hết dũng khí của mình ngươi hẳn đã biết sự việc đêm nay chính là nhắm vào ta chuyện này với ngươi không có quan hệ gì trương dương lắc lắc đầu đã là chuyện của ngươi cũng có nghĩa là chuyện của ta bất kể là kẻ nào đi chăng nữa dám động đến nữ nhân của ta nhất định ta sẽ không tha cho kẻ đó toàn mạng. Đôi mắt đẹp của Hải Lan lại ươn ướt, nàng lại nhào vào lòng Trương Dương một lần nữa, Trương Dương. Ta cầu xin ngươi, ngươi đừng nên đối tốt với ta như vậy. Ta không đáng, thực sự không đáng. Trương Dương dùng bàn tay to bè của mình, chậm chậm lâu đi vệt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Hải Lan, giọng điệu đầy kiên định nói, đáng. Vì ngươi, mọi chuyện ta làm đều đáng giá. Nỗi lòng thầm kín của Hải Lan lần thứ hai lại bị Trương Dương xuyên thủng, nước mắt cứ chảy xuống như mưa. Nằm trong lòng Trương Dương, nàng cảm nhận rõ sự ấm áp cùng vững chắc mà từ trước nay nàng hằng ao ước. Hải Lan nhẹ giọng thủ thỉ, ta chỉ là một người đàn bà hư hỏng. Thế nhưng tâm hồn ta, thể xác ta, mãi mãi cũng chỉ thuộc về mình ngươi. Chỉ một mình ngươi mà thôi. Chương 74 tỷ, ngươi chạy không thoát đâu. Trương Dương khẽ hôn lên trán của nàng. Hải Lan nói, trong nhà ta phát sinh biến cố lớn. Người kia đã từng giúp đỡ ta nhiều, không có hắn ta đã không vào làm tại đài truyền hình Giang Thành, không có hắn ta cũng không có cuộc sống hiện tại. Không cần nói nữa, trong nội tâm Trương Dương cảm thấy một trận khó chịu. Hải Lan nắm chặt bàn tay Trương Dương, ta ham hư vinh, ta ham giàu sang cho nên ta mới nhận sự giúp đỡ của hắn, mà khi bản thân ý thức được đây là một sự sai lầm, muốn thoát khỏi hắn nhưng Thủy Trung không thể nào hắn tựa như một cơn ác mộng cứ quấn lấy ta, lúc gặp ngươi là thời gian tâm tình ta vô cùng bối rối và suy sụp. Thế nhưng sự xuất hiện của ngươi khiến ta cho minh bạch được thể nào là tình yêu thật sự, ta sợ ta không thoát được ra khỏi cơn ác mộng kia, ta sợ sẽ làm tổn thương ngươi cho nên ta mới chọn cách trốn chạy. Trương Dương ôm thật chặt vào ngực mình, chán hắn chạm vào chán nàng tỷ, ngươi trốn không thoát đâu. Ta sẽ giữ ngươi thật chặt, để một đời này ngươi sẽ ở bên ta. Hải Lan Dương Dương nói, ta sẽ không trốn nữa. Sẽ không. Đông Giang Phúc Đức Lâu có thể nói là một trong những nhà hàng hàng đầu tại tỉnh này. Cố Minh Kiện đặt một phòng tại lầu 3, căn phòng này quay mặt ra sông, từ nơi này có thể nhìn ra một mảng trời mây sông nước bao la. Bởi vì lo lắng đến những chuyện khác có thể xảy ra nên hắn cũng không mời nhiều người. Chỉ có Trương Đức Phóng, ba cô gái từ học viện nghệ thuật, Trương Như Bình còn có hai người nữa là Trình Tú Tú và Triệu Nhị Văn trương dương đi siêu thị mua một ít đặc sản giang thành người ta giúp hắn như thế hắn cũng nên biểu hiện thái hộ một chút tặng một ít lễ vật cũng không có tính là gì cũng may đông giang là tỉnh lỵ của tỉnh bình hải ở đây cái gì cũng có nên mua một ít đặc sản giang thành cũng không khó mà ngẫm lại cũng buồn cười hắn là từ giang thành tới mà lại phải đi mua đặc sản giang thành đi biếu nếu như để người ngoài biết chắc người ta cười tới vỡ bụng mất trương dương mua một ít đặc sản núi Cố Minh Kiện tuy rằng đối với chuyện này cũng chẳng quan trọng lắm, hắn còn cảm thấy phiền hà rắc rối. Nhưng Trương Đức Phóng thì khác, qua điều này ấn tượng với Trương Dương có chút cải biến, không quan trọng là ít hay nhiều, nhưng một người trẻ tuổi làm như vật cũng có thể nhận thấy được hắn là người có quy củ. Trương Đức Phóng cũng có phần lễ vật, bất quá ba vị cô nương này thì Trương Dương không có chuẩn bị gì, hắn cười nói thật là không có ý tứ quá. Thôi thì chờ các người tới Xuân Dương, ta sẽ dân các người tới Thanh Thai Sơn Du Ngoan một chuyến, Trời bời vô tư và hoàn toàn miễn phí. Trương Như Bình Khanh khách cười, Trương Dương, nhớ đó nha, hôm đó anh trai mới đáp ứng cho ta đi du lịch một chuyến xong. Nếu không có vấn đề gì thì tầm ngày một tháng người ta sẽ tới chỗ của ngươi. Trương Dương sảng khoát gật đầu, không có vấn đề gì. Chuyện này cứ định như vậy, xuống tới nơi đảm bảo ta sẽ hảo hảo tiếp đón. Cố Minh Kiện cười nói, trước đó vài ngày ta cũng nghe lão gia tử nói đám thương nhân Hồng Kông đầu tư khai thác du lịch tại Thanh Thai Sơn, nếu như vậy thì sau này nơi đó sẽ nhanh chóng phát triển trở thành khu kinh tế trọng điểm của khu vực Bắc Bộ cũng như tỉnh Bình Hải. Người lại nhiệt tình mời như thế ta cũng động tâm a, à, ta sẽ không khách khí đau, tầm một phần người ta sẽ điện thoại cho ngươi. Chuyện, y đạo quan đồ. Lúc này nhân viên phục vụ vào hỏi dùng rượu gì. Cố Minh Kiện nói ngay không cần suy nghĩ, hai bình phi thiên mao đài 15 năm. Như bình, mấy người các người uống gì nào? Trương Như Bình gọi nước trái cây. Trương Đức Phóng cười nói, ta hôm nay cũng uống nước trái cây thôi, chiều nay tỉnh có cuộc họp, ta không thể uống được. Gần đây hệ thống công an đối với tư cách đạo đức nghề nghiệp rất khắt khe, Trương Đức Phóng dù rất phóng túng cũng phải thu liếm. Cố Minh Kiện mắng một câu, người thật là thiếu sảng khoái A. À. Lúc nãy không nói sớm, biết ngươi không uống thì ta đã chẳng thèm gọi ngươi tới làm gì. Trương Nước Phóng nói, tình huống đặc biệt thì phải đặc biệt xử lý. Nếu tối nay Trương Dương chưa đi, thì tiệc rượu tối nay ta mời, coi như bồi tội với Trương Huynh đệ có được hay không? Từ những lời này có thể thấy hắn coi như đã thành tâm giao tiếp với cái tên cán bộ cấp phòng tới từ một tiểu thị trấn này rồi. Trương Dương cười nói, chúng ta đều là có duyên cả, sao lại nói là cái gì bồi tội với không bồi tội? Như vậy đi, Trương Cục cứ uống nưa cầm chúng ta uống rượu mọi người có bao nhiêu tử lượng cứ xuất ra, ai cũng đừng giấu nhé. Cố Minh Kiện tuy rằng lớn lên như một thư sinh văn nhược, nhưng trong cốt cách cũng có một chút ngạo khí biêu hãn giang hồ, điều này đối với sự cương chiều của phụ mẫu hắn đương nhiên là có quan hệ, nhưng sự chiều chuộng này không có làm hư hắn mà lại hình thành nên cho hắn một chút tính cách như vậy, thật sự là khác hẳn những tên công tử thế ra ham ăn ham chơi khác. Sau mấy chén lót bụng, Cố Minh Kiện cùng Trương Đức Phóng đều minh bạch trước mắt chính là một tên hải lượng. Đừng nói Trương Đức Phóng không uống rượu, cho dù là hắn có uống thì cả hắn lẫn Cố Minh Kiện cộng lại cũng không hơn nổi một mình Trương Dương. Trương Dương uống rượu cực kỳ sản khoái và thoải mái, vô luận Cố Minh Kiện nã rượu, Trương Đức Phóng nã nước, ba cô nương kia nã nước trái cây, hắn đều là trăm phần tâm. Hai bình Phi Thiên Mao Đài 15 năm đa phần đều vào bụng Trương Dương cả, bất quá thằng nhãi này vẫn thản nhiên vô tư, vui vẻ trò chuyện, ăn nói hài hước, không có chút cảm giác nào có chút hơi men cả. Chuyện Y Đào Quan Đồ Từ lúc bắt đầu, ngoại trừ Trương Như Bình, Trình tú Tú và Triệu Nhị Văn tự đáy lòng có chút khinh thường Trương Dương chỉ là một tên cán bộ tép siêu ở tiểu thị trấn. Tới sau thấy biểu hiện của Trương Dương rất hào sảng và hài hước thu hút, ánh mắt nhìn Trương Dương có chút rực rỡ thanh quang, đây chính là mị lực. Mị lực của nam nhân biểu hiện ra ngoài không chỉ có dựa vào bề ngoài, mà quan trọng hơn chính là cử chỉ, lời nói, tính cách. Trương Đức Phóng lúc 2 giờ thì xin cáo từ, hắn kiên trì mời Trương Dương ở lại, nói tối nay Trương Dương không thể đi. Tối nay hắn làm chủ mời khách, cố minh kiện tiến Trương Đức Phóng ra ngoài cửa, Trương Đức Phóng cười nói tiểu tử này cũng là một nhân vật đấy. Cố minh kiện có chút không hiểu nhìn Trương Đức Phóng, hắn chỉ mình bạch tiểu tử trong lời Trương Đức Phóng chính là Trương Dương. Trương Đức Phóng vừa bước đi vừa nói, sáng nay ta đã điều tra một chút, công tác thu hút đầu tư và cả vụ an lão đầu tư tại Thanh Thai Sơn đều là một tay hắn đối phó hắn trước đây chính là phó chủ nhiệm ban đầu tư thuộc sở thương mại huyện Xuân Dương. Có thể thấy là năng lực của hắn rất lớn a à. lão đệ à, con mắt ngươi tốt thật đó, nhân tài như hắn, đáng để kết giao. Ngừng một chút rồi nhắc nhở cố mình kiện, cẩn thận một chút, mấy nhà đầu kia bị hắn hấp hồn rồi. Cẩn thận không bị bắt về Xuân Dương luôn đó. Ha ha, chuyện, y đạo quan đồ. Cố Minh Kiện cười mắng, cái miệng thối của ngươi không khá được. Trương Dương đối với mấy nữ sinh học viện nghệ thuật này thì chẳng có chút hứng thú nào, Trương Đại Quan Nhân chú trọng nhất chính là trí tuệ cũng dung mạo của nữ tử. Ba nha đầu này khuôn mặt có thể nói là cũng được, nhưng rất thiếu tự nhiên cứ như là chỉ có xác mà không có hồn. Con gái như vậy vĩnh viễn không thể trở thành cực phẩm nữ nhân được, có thể nói con mắt nhìn của Trương Đại Quan Nhân cũng rất là khắt khe. Lúc cố minh kiện trở lại, Trương Dương đã lặng lẽ thanh toán xong, một bữa ăn hết hơn 2.800 hết hơn nửa kinh phí công tác lần này của trương đại quan nhân cố minh kiện vừa nghe trương dương đã thanh toán xong xuôi sắc mặt lập sức có chút không vừa lòng trương dương người như thế là sao vậy coi thường ta a à? trương dương cười nói sao lại phải nói như vậy chứ tất cả đều là bằng hữu ai trả tiền mà chẳng như nhau cố minh kiện lắc đầu nói tới xuân dương khác tới phần của ngươi tại đông giang này ta là chủ nha hắn kiên trì gọi phục vụ ra kêu trả lại toàn bộ tiền vừa nãy, sau đó ký tên mình xuống dưới hóa đơn thanh toán. Trương đại quan nhân đối với cố minh kiện cũng sinh ra không ít hảo cảm đồng thời hâm mộ không ngớt. Không biết tới bao giờ bản thân mới có thể đạt đến được như vậy, vùng bút một cái có thể coi như thanh toán xong xuôi. Con mẹ nó chứ, thực sự là quá oai phong mà. Có thể tưởng tượng muốn đạt được như thế thì thực lực phải là rất lớn. Trương Dương cũng rõ ràng, bản thân hắn tại Xuân Dương cũng có thể coi là một đại nhân vật nhưng tới đây rồi thì cũng chỉ như một hạt muối hòa vào bể mà thôi. Bởi vì Trương Dương đối với đường xá tại đây không quen cho nên lúc đi bắt taxi mà đi, lúc ly khai khỏi Phúc Đức Lâu, Cố Minh Kiện chủ động đưa hắn về khách sạn thuận tiện đưa luôn ba cô nương này về trường. Trên đường Cố Minh Kiện có hỏi qua về chuyện tình tối qua, Trương Dương cười nói, không có gì, quản lý khách sạn đã xin lỗi, lại để cho ta một phòng rất tốt, đều là nhờ vào ngươi cả đó. Cố Minh Kiện cười nói, quản lý khách sạn kia chắc là cũng có biết ta. À đúng rồi, lúc nào có cơ hội giới thiệu Hải Lan đi, ta cũng rất hay xem phần tin tức của nàng. Trương Dương cười gật đầu, bất quá trong lòng thầm nói không có cái cửa đó đâu, đây là nữ nhân của ta, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đâu. Tuy rằng Cố Minh Kiện có giúp đỡ hắn, nhưng theo tính cách và xử thế của Cố Minh Kiện, Trương Dương cũng nhìn ra tiểu tử này cũng là một tên hoa tâm, khó tránh khỏi sẽ động tâm tư với Hải Lan bạn bè là bạn bè, mà người yêu là người yên, Trương Đại Quan nhận rất rõ ràng phân bạch, có ý đồ với nữ nhân của ta chính là tuyên chiến với ta. Cố Minh Kiện thì không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn mỉm cười nói, người đừng suy nghĩ nhiều a à. Ta chỉ là ngường mộ mà thôi, đối với ngôi sao đương nhiên là như vậy. Không có chút tâm tư nào. Trương Dương tuổi cười, đại khái cứ cho là người ta không có ý đồ gì, nhưng bản thân hắn tính cảnh giác vẫn rất cao. Trên đường đi, điện thoại của cố minh kiện đột nhiên rung hắn rút máy nghe uy khi nghe được đầu bên kia nói gì sắc mặt hắn lập tức thay đổi mẹ nó đám các ngươi đều là một đám phế vật thế nào mà ngay cả một người cũng không trông được trước hết đừng có nói cho cha ta em gái ta nếu xảy ra chuyện gì thì các ngươi chuẩn bị chết đi cúp máy xong hắn đột nhiên dừng xe lại nói xin lỗi nhà ta có chút chuyện sợ là không thể tiến các ngươi được nữa rồi Ba nữ tử trương như bình biết ý đẩy cửa xe bước xuống, còn trương dương từ lời của cố minh kiện nghe ra chút gì đó, ngồi lại thấp giọng hỏi cứ để ta đi cùng ngươi, biết đâu có thể giúp đỡ được chút gì đó. Cố minh kiện do dự một hồi rồi rốt cuộc cũng gật đầu. Hắn quay xe hướng phía công viên Tân Giang chạy tới. Cố Minh Kiện nói cho Trương Dương là muội muội hắn cố dưỡng dưỡng bị lạc đường, sáng nay muội muội hắn đi cùng hai bảo mẫu tới bờ sông, thế nhưng đột nhiên thất tung lúc nào không hay. Trương Dương cảm thấy rất kỳ quái, cố dưỡng dưỡng là một nữ hài tử cũng đã 17 tuổi rồi, theo lẽ thường thì ít nhất cũng có năng lực tự xử lý được việc của cá nhân, thế nào lại cần tới những hai bảo mẫu. Sau cố minh kiện mới nói cho hắn, nguyên lại là cố dưỡng dưỡng đã bị liệt nửa người ba năm nay, thảo nào mà cố minh kiện lại lo lắng đến như thế. Chuyện, y đạo quan đồ. Hai người nhanh chóng tới công viên Tân Giang, hai người bảo mẫu đang đứng ở cửa, cố minh kiện bước xuống xe giận dữ hết, xảy ra chuyện gì. Một người lớn như vậy mà cũng trông không xong. Hai bảo mẫu này sợ đến tái cả mặt, lúc chúng ta đi WC, tiểu thư nói ở ngoài vẽ tranh, nhưng sau đó chúng ta tìm mãi mà không thấy tiểu thư đâu. Lúc Cố Minh Kiện hỏi, lại có thêm một chiếc Mercedes-Benz màu đen chạy tới dừng ngay trước mặt bọn họ, từ trên xe bước xuống một vị thiếu phụ tầm 27, 28 tuổi, nàng chính là Cố giai đồng đại tỷ của Cố Minh Kiện, cũng là tổng giám đốc của công ty Lam Đức tiếng tăm lừng lẫy ở Đông Giang cố dai đồng mặc bộ váy dài màu đen, thân thể là lướt thước tha, bộ quần áo tựa hồ không thể che giấu được vẻ thành thục của thân thể nàng. Đôi mi thanh thú thon dài, trong đôi mắt đẹp kia tràn ngập vẻ lo lắng, đôi môi dày mà đường nét tinh tế lại khiến cho người ta có có cảm rất gợi cảm. Con người nàng toát lên một cỗ khí chất ung dung mà quý phái hết sức tự nhiên, đây là do xuất thân danh gia vọng tộc mới có được, những nữ tử xuất thân bình dân, cho dù sau đó thân phận có lên cao cũng khó có được khí chất như thế là tổng giám đốc một công ty lớn, tự nhiên là sự bình tĩnh của nàng trong mọi tình huống đều hơn so với cố Minh Kiệt, nàng hỏi thăm tình hình một chút sau đó nói, đã thông chi cho quản lý công viên chưa? Phía công an phân khu này nữa, Minh Kiệt, chúng ta phân chia nhau đi tìm đi, nàng cho rằng Trương Dương chỉ là bằng hiếu bình thường của cố Minh Kiệt cho nên cũng không có lưu ý tới, thậm chí cũng chẳng thèm chào hỏi mà bắt đầu đi vào công viên luôn. Chuyện, y đạo quan đồ Cố Minh Kiện cùng Trương Dương cũng đi vào theo, công viên Tân Giang tại Đông Giang cũng không tính là nổi danh gì, ngoại trừ một số ít các lão thái hay tới tập thể dục thì rất ít người vào đây tham quan. Nhìn cố dài đồng này vừa đi, một bên vừa hỏi thăm tin tức liên quan tới em gái mình, một bên vừa nghe điện thoại, nói chung nàng khiến cho người ta có cảm giác nàng là một nữ nhân luôn bề bộn trong công việc. Bọn họ phân công nhau tìm một vòng trong công viên rồi sau đó đi tới trung tâm tụ họp, nhưng sau đó thì chẳng ai có thu hoạch được gì nhân viên của ban quản lý công viên cũng có 8 gã tới tìm kiếm cùng. Có một gã lên tiếng, phía nam hai dặm nữa còn có một khối địa phương chưa có mở, thế nhưng đều có rào chắn du khách, chắc có lẽ cô bé sẽ không vào đâu. Chuyện, y đạo quan đồ. Cố dài đồng cũng lắc đầu nói, đúng là không có khả năng, muội muội ta ngồi xe lăn, hành động rất bất tiện, hẳn là sẽ không vào được cái địa phương đó. Phía bắc có khu trò chơi nhưng chúng ta chưa đi qua đó. Một gã nhân viên nhắc nhở. Cố dài đồng gật đầu nói, đi, chúng ta tới đó tìm kiếm xem sao. Trương Dương nhìn một chút về phía nam, hắn cảm thấy nhiều người đi về khi trò chơi như vậy, không bằng mình tới khu phía nam tìm xem sao. Hắn nói với cố minh kiện một câu, cố minh kiện gật đầu cho rằng như vậy cũng tốt. Căn cứ theo chỉ dẫn của nhân viên công viên, Trương Dương hướng khu đất phái nam đi tới, khu đất này nguyên bản là có rào chắn, nhưng thời gian lâu như vậy cũng có không ít những chỗ hư hỏng. Dọc theo đường nhỏ mà Trương Dương đi vào, đường này quanh quanh co co đi một đoạn không lâu lắm là tới bãi đá gành, phóng mắt nhìn ra sông Trường Giang cuồn cuộn chảy ngay đó. Sau giờ ngọ bầu trời đột nhiên u ám, sóng trên sông cũng lớn hơn rất nhiều, màu nước sông cũng trở lên tối hơn. Trương Dương nheo hai mắt nhìn kỹ chu vi quanh đó, đột nhiên hắn thấy phía xa xa có một cái điểm sáng trắng. Trương Dương chậm rãi hướng phía đó đi tới, màu sắc đơn thuần này như đang đối lập với cái thế giới u ám hiện tại. Nữ hải tử mặc một bộ quần áo bạch sắc, mái tóc đen dài tung bay trong gió sông đang thôi mạch, khuôn mặt xinh đẹp của nàng hơi tái nhợt, nhưng trong đôi mắt lại chứa một chút gì đó như đang hưng phấn tân kỳ. Ngón tay thon dài đang cầm bút vẽ, cấp tốc phát thảo trên giấy. Trương Dương thấy cô bé ngồi trên xe đẩy và đang vẽ tranh liên khẳng định được nàng đích thị là cố dưỡng dưỡng, hắn không đành lòng quấy nhiễu nữ hải đang chìm đắm trong cảnh sắc tự nhiên này, lặng lẽ đứng phía sau quan sát, nhìn bàn tay nhỏ bé đưa bút như con bướm đang muốn lượn, bức tranh cũng dần dần được hiện ra rõ nét. Cố dưỡng dưỡng bỗng nhiên dừng hỏa bút, nàng đẩy xe tiến lên một chút nữa, nỗ lực gần thêm với vẻ đẹp của tự nhiên. Trương Dương nhìn nàng khó khăn đẩy xe đi, đang lo lắng có nên ra tay giúp đỡ hay không, thì đột nhiên nàng lại chưa tay mất đi khống chế, chiếc xe lăn theo đà dốc của địa hình lăn nhanh về phía trước. Cố dưỡng dưỡng kinh hoàng muốn dừng xe lại thì đúng lúc này bánh xe vấp mạnh phải một viên đá khiến cho cả chiếc xe này tuôn về phía trước, cố dưỡng dưỡng thét lên một tiếng chói tai, thân thể nàng văng về phía trước ngã xuống đất, đầu va phải một hòn đá, khiến cho rách ra chảy máu. Trương Dương cũng không ngờ sự việc lại phát sinh đột ngột như vậy, thật sự là không thể ứng phó kịp. Hắn nhanh chóng đi tới chỗ cố dưỡng dưỡng, nhanh chóng đỡ nàng dậy, thân thiết hỏi, người không có việc gì đó chứ. Cố dưỡng dưỡng thấy có một nam tử xa lạ xuất hiện trước mắt, có chút kinh ngạc, lắc lắc đầu, cố dẫy thoát ra khỏi tay Trương Dương. Trương Dương nhìn hành động của Cố Dưỡng Dưỡng không khỏi thấy giống như một chú chim nhỏ bị thương và sợ hãi người lạ, không khỏi mỉm cười, quên không tự giới thiệu. Ta là Trương Dương, là bạn của Cố Minh Kiện. Nếu như ta đoán không sai thì người đích thị là Cố Dưỡng Dưỡng a. Người cũng quá nghịch ngợm đi, cư nhiên một mình chạy tới đây, có biết có bao nhiêu người đang lo lắng tìm kiếm người không hả? Chẳng hiểu vì sao Cố Dưỡng Dưỡng đối với nụ cười của Trương Dương lại cảm thấy rất ấm áp và thân thiết thanh âm của nàng rất nhỏ và rụt rẻ, anh chị ta tới tìm ta à? Trương Dương cười cười gật đầu, ta bế người đứng lên nhé. Từ biểu hiện của dưỡng dưỡng, hắn biết nàng là một nữ tử rụt rẻ dễ xấu hổ, cho nên phải trưng cầu ý kiến của nàng trước mới được. Cố dưỡng dưỡng gật đầu, Trương Dương trước tiên dựng cái xe lại, sau đó khéo léo luồn tay qua eo nhỏ của nàng, một tay đặt dưới oi hai đầu gối chân nâng nàng lên một cách hết sức nhẹ nàng rồi đặt ngồi lên xe đẩy, về nhà thôi cố dưỡng dưỡng giang hai tay ra, ta thích ở đây. Không khí thật tươi mát trong trẻo, không có bất luận ai quấy rối, có thể làm cho ta quên hết những gì không thoải mái. Khiến cho ta cảm thấy mình tự do, cảm giác tự do như cánh chim trên bầu trời vậy. Trương Dương cười nói, xem ra là ta đã quấy rối sự thanh tĩnh của ngươi rồi. Lần sau ta nhất định sẽ bồi thường đưa ngươi trở lại một lần. Hắn chỉ là thuận miệng nói như vậy, không ngờ cố dưỡng dưỡng lại mở to hai mắt là ngươi nói đó nha ta sẽ nhớ kỹ. Trương Dương không khỏi sửng sốt, lúc này trên trời đã bắt đầu hạ xuống những giọt mưa lớn cỡ hạt đậu tương, Trương Dương cởi áo khác che lên đầu cho dưỡng dưỡng, đẩy xe chạy nhanh về phía công viên. Đi được một nửa đường thì trời đổ mưa to tầm tã, tuy rằng cố cưỡng dưỡng được che bằng áo khoác của Trương Dương nhưng cả người vẫn ướt đẫm. Trương Dương vội đẩy xe vào dưới một gốc cây trú tạm, rút điện thoại ra định gọi điện, nhưng phát hiện ra điện thoại đã ướt súng không thể dùng được nữa. Cô dưỡng dưỡng nhìn hắn áy náy nói, thật không có ý tứ, tất cả đều là do ta. Trương Dương cười nói, với ngươi thì có liên quan gì chứ, trời muốn mưa thì mưa thôi, ai có thể cản được chứ. Cô dưỡng dưỡng nghe hắn nói không nhịn được mỉm cười một cái, thế nhưng bỗng nhiên có một trận gió lạnh thổi tới, nàng không chịu nổi lạnh hắt xì liền mấy cái. Trương Dương ngồi xổm xuống trước mặt nàng, vương bầy tay to ra nói, có thể cho ta mượn bàn tay một chút được không? đôi mắt cố dưỡng dưỡng nhìn Trương Dương khó hiểu, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn rụt rè đặt lên bàn tay to bản của Trương Dương. Trương Dương cầm tay nàng, vẫn chút nội lực truyền một cỗ nhiệt lưu chậm rãi vào kinh mạch của dưỡng dưỡng, lập tức hàn khí trong cơ thể bị xua đi ngay, khiến cho nàng cảm thấy rất ấm áp. Trương Dương vừa trừ hàn trong người nàng, thuận tiện bắt mạch lên xem bệnh tình nàng thế nào. Kinh mạch thân dưới của cố dưỡng dưỡng bế tắc bất thông, chính là bởi vì chỗ xương sống đoạn thắt lưng áp bách thắt nút kinh mạch tại đó. Trương Đại Thần Y thừa tự tin y thuật của mình có thể giải quyết vấn đề này, đối với hắn mà nói đây là cơ hội để tiếp cận với gia đình quyền quý này, đương nhiên Trương Đại Quan Nhân cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Bình tâm mà nói, Cố Minh Kiện cũng đã giúp đỡ hắn, huống chi nhìn một tiểu cô nương đơn thuần thiện lương như vậy, không ai nỡ để nàng phải chịu cảnh liệt suốt đời. Cố dưỡng dưỡng nhìn Trương Dương, nàng từ lúc chào đời tới này là lần đầu tiên để một nam tử xa lạ cầm tay mình như vậy, hơn nữa cảm giác rất tự nhiên, chẳng hiểu vì sao nàng đối với trương dương lại sản sinh ra một sự tín nhiệm rất tự nhiên có lẽ là do ánh mắt chân thành của hắn cố dưỡng dưỡng nói tay ngươi rất ấm áp trương dương cười nói bởi ta vừa mới uống rượu xong đó mà cố dưỡng dưỡng cười rất ngây thơ ta chưa từng uống rượu uống rượu rất ngon sao trương dương vừa gật đầu lại vừa lắc đầu thực ra rượu cũng không phải là càng uống càng ấm có những lúc rượu uống vào sẽ làm tâm lạnh thậm chí là nát nhân tâm trong mưa gió chuyển đến những tiếng hú hoán, Trương Dương buông tay dưỡng dưỡng ra, thấy xa xa trong mưa đã có một đám người đang hướng bên này đi tới, dẫn đầu chính là đại tỷ của dưỡng dưỡng cố giai đồng, Trương Dương đứng ra phất phất tay gọi bọn họ. Tỷ đệ cố giai đồng thấy tiểu muội mình bình an vô sự, lúc này tảng đá đè nặng trong lòng mới được gỡ bỏ. Cố giai đồng dù sao cũng kỹ càng nhất, thấy trên đầu dưỡng dưỡng chảy ra một chút, yêu thương nói, tiểu nha đầu nhà ngươi thật không hiểu chuyện, người không biết tất cả mọi người đều rất quan tâm tới người ư. Vô thành vô tức biến mất như vậy khiến cho bao nhiêu người phải lo lắng. Cố Minh Kiện cũng nói, dưỡng dướng, người đi lại rất bất tiện, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta phải làm thế nào. Đôi mắt dưỡng dưỡng trở lên ảm đạm, cúi đầu nhìn xuống đôi chân mình, nhẹ giọng nói ta muốn cố gắng không phải để các người chiếu cố cho ta. Ta không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người. Cố sai Đồng nói, nhà đầu này nói cái gì vậy? Ai nói ngươi là gánh nặng, ngươi là em của ta, chúng ta có thể không chiếu cố cho ngươi sao. Trong đôi mắt dưỡng dưỡng bông nhiên dương dưng một tầng nước mắt, nàng lặng lẽ đẩy xe tiến về phía trước. Giai đồng thấy vậy thất kinh nói, dưỡng dưỡng. Ngươi muốn làm gì vậy? Trương dương thở dài một cái nói, mỗi người đều cần một không gian riêng. Ta thấy tỷ đệ nhà ngươi cũng không nên lúc nào cũng quá gắt gao với dưỡng dưỡng. Một câu nói nhất thời chọc đúng oán khí của giai đồng lửa giận tới nửa ngày của nàng rốt cuộc cũng tìm thấy được một nơi để phát tiết. nàng trợn mắt nhìn trương dương, thanh âm đầy cam tức: việc nhà của ta không cần ngươi phải quản. trương dương ghét nhất là người khác kiêu ngạo trước mặt hắn, tuy rằng đối phương là đại nữ nhỉ của bí thư tỉnh ủy cố duẫn chi, nhưng trương dương vẫn lạnh lùng nhìn nàng, căn bản không có cấp cho nàng chút mặt mũi nào. cố minh kiện vội cười nói: đại tỷ, ngươi làm sao thế? đây chính là anh em với ta hơn nữa không có hắn chúng ta cũng không tìm được dưỡng dưỡng nhanh như thế cố giai đồng nhíu nhíu mày nói anh em bằng hữu của ngươi thì cử lưu tam giáo đủ hạng người nhưng ta không có hứng thú quan tâm nàng nói xong câu đó lập tức bỏ đi chạy theo ô tiểu muội muội cố minh kiện cười áy náy hướng trương dương nói xin lỗi a à, tỷ của ta có cái tính như vậy ngươi nể mặt ta bỏ qua một chút nhé trương dương cười nói kỳ thực tỷ ngươi nói cũng đúng việc nhà các ngươi đích xác là ta không có tư cách quan tâm tới. Bất quá ta xem muội muội ngươi rất đáng thương, nhà đầu này luôn luôn muốn hướng tới tự do, các ngươi quan tâm sát sao với nàng quá lại trở thành sự ước thúc. Cố Minh Kiện thở dài, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của Cố Giai Đồng. Bọn họ ngẩng đầu hướng phía tiếng hét của Giai Đồng nhìn lại, thấy dưỡng dưỡng đã ngã sắp xuống mặt đất lầy lội, mấy người xung quanh tiến tới muốn nâng nàng dậy, nhưng dưỡng dưỡng đầy kích động thét lên, đừng có động vào ta mặc kệ ta, để ta tự mình đứng dậy. Giọng cố gia đồng đầy thương cảm, người điên rồi, người biết người căn bản không thể nào mà. Ta có thể, cố dưỡng dưỡng cắn chặt đôi môi, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiên cường bất khuất, nàng muốn tự đứng dậy, tự đứng dậy bằng chính đôi chân của mình, nàng không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. Dưỡng dưỡng, cố minh kiện cũng chạy ra cạnh nàng. Cố dưỡng dưỡng kiên cường ngoài dự liệu của mọi người, nhìn nữ hài tử nhu nhược ấy chẳng ai nghĩ nàng lại có ý chí kiên cường như vậy, không cần lo cho ta. Ta sẽ tự đứng lên bằng đôi chân của mình, hai tay nàng chống trên đất đỡ thân thể mình, nhưng sự thực thì nàng đứng lên được bằng đôi chân của nàng chỉ là chuyện huyễn tưởng. Cứ té ngã xuống đất, rồi lại kiến cường cố gắng chống tay đứng lên, quần áo của nàng đã lấm lem đen xì toàn bùn đất cả. Thanh âm của cố gia đồng run rẩy, dưỡng dưỡng à, tỉ sai rồi. Người nghe lời, để chúng ta đỡ người đứng dậy không trương dương đứng bên cạnh nãy giờ không nói gì lúc này đi ra trước mặt dưỡng dưỡng hắn giận dữ hét lên cố dưỡng dưỡng ngươi căn bản không đáng được thông cảm tất cả mọi người đều quan tâm tới ngươi nhưng ngươi lại đang dẫm đạp lên tình cảm ấy của tất cả mọi người chẳng ai muốn ngươi như vậy cả ngươi làm như vậy không chỉ là đày đọa bản thân mình mà là còn dằn vặt chính thân nhân của ngươi bằng hữu của ngươi nghe trương dương nói vậy vành mắt dưỡng dưỡng đỏ lên nàng ngồi bệt xuống đất hai tay bưng mặt nước nở khóc. Trương Dương tiến tới sát nàng, vươn bàn tay ra, ôn nhu nói tiểu nha đầu. Có thể đưa tay cho ta không? Tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi đứng lên, ta nhất định giúp ngươi đứng lên. Cố dưỡng dưỡng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt thê lương nhìn chầm chầm vào mắt Trương Dương, từ ánh mắt kiên định mà ấm áp của hắn nàng cảm thấy một sự tin tưởng ấm áp chưa từng có. Nàng cũng chẳng hiểu vì sao đối với nam nhân xa lạ này nàng lại sinh ra cảm giác như vậy. Trước mặt mọi người, Dưỡng dưỡng đặt hai tay vào hai bàn tay Trương Dương, dưới sự giúp đỡ của hắn, quay trở về ngồi xe đẩy. Cố gia đồng đứng ngây ngốc nhìn một màn này ngay trước mắt mình, hơn nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần, nhìn sang cố minh kiện thì thấy đệ đệ cũng đang còn kinh ngạc chẳng kém gì, biểu tình sửng sốt trên mặt vẫn còn nguyên chưa bớt đi tí nào. Cố gia đồng huyết huyết khủy tay cố minh kiện hỏi, chuyện gì thế? Tên kia là người tìm từ chỗ nào tới vậy? Biểu tình trên mặt của cố minh kiện cũng rất phức tạp, đừng có hỏi ta ta cũng không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng cố dưỡng dưỡng thì lại rất rõ ràng, nàng nhớ rõ ràng từng câu từng chữ mà Trương Dương nói. Lúc lên ô tô rồi, nàng vẫn hạ cửa sổ xe xuống hướng Trương Dương đứng phía xa xa nói Trương Dương. Người đã nói sẽ giúp ta đứng lên đó nhé. Trương Dương đứng trong mưa gió, mỉm cười giơ ngón tay út về phía nàng nói quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy. Cố dưỡng dưỡng cũng giơ ngón tay út ra, khuôn mặt tái nhợt của nàng đang cười rất tươi. Cố dài đồng lái xe đi rồi, cố minh kiện đi tới bên Trương Dương vỗ vỗ vai hắn nói, ta nói người anh em này. Tiểu muội muội của ta rất mực là đơn thuần, người gạt nó như vậy làm gì chứ? Trương Dương tủm tỉm cười nhìn cố minh kiện, ta nói ta không gạt nó thì sao? Người có tin không? Cố minh kiện lắc lắc đầu, không thể, đánh chết ta cũng không tin. Toàn bộ những bác sĩ nổi danh tại Trung Quốc này chúng ta đã đều đưa nó tới, nhưng không một ai có thể có cách nào giải quyết. Ngươi cũng đừng có thổi nữa đi, sự việc ngày hôm nay ta đang không biết phải giải thích thế nào với lão gia tử đây này. Trương Dương thấp giọng nói, mang ta tới nhà ngươi, ta trị bệnh cho nó. Cố Minh Kiện còn nghe rằng bản thân mình nghe nhầm, người nói gì cơ. Chuyện, y đạo quan đồ. Trương Dương nói với Cố Minh Kiện, Minh Kiện, ta sở dĩ chủ động yêu cầu chữa bệnh cho mỗi mỗi ngươi không phải do ra thế nhà ngươi. Cũng không phải là để cảm tạ ngươi, mà đơn thuần chỉ là ta rất thương cảm đối với một nữ hài tử đơn thuần và thiện lương mà phải chịu nhiều bất hạnh thôi. Chuyện y đạo quan đồ, chuyện y đạo quan đồ. Cố Minh Kiện lớn tiếng nói, thế nhưng ngươi biết không? Trước đây chúng ta cũng đã nhiều lần tìm cách chữa cho nó rồi, nhưng mỗi lần tất cả mong muốn đều tan thành bọt nước, mỗi lần như vậy đối với nó là lại thêm một lần đả kích. Dưỡng dưỡng giờ đây gần như là tuyệt vọng, vì sao ngươi lại còn làm cho nó hy vọng lại, giả như lại thất bại, không biết nó sẽ trở thành như thế nào. Trương Dương, tại sao ngươi lại làm như vậy? Cố Minh Kiện nói tới đỏ con mắt. Trương Dương vẫn rất bình tĩnh, thấp giọng nói ta sẽ không sinh mệnh của một nữ hải tử ra mà mạo hiểm, cũng không mạo hiểm với chính bản thân mình. Minh Kiện, nếu như ngươi tin tưởng thì đưa ta đi chữa trị cho nó, còn không thì cứ coi như ta chưa nói điều gì. Ta lập tức rời khỏi Đông Giang. Cố Minh Kiện cắn răng, mẹ nó, thực sự là sợ ngươi đó ta có thể mang người đi theo, nhưng nhớ, đừng có nói lung tung gì trước mặt nó đó. Trương Dương mở to hai mắt nhìn, ta kháo, trông ta giống kẻ hay nói nhăng nói cội lắm sao. Cố Minh Kiện cười cười không nói gì. Trương Dương thấy rất phiền muộn, con mẹ nó chứ, sao lúc lão tử nói thật người ta lại cứ không tin nhỉ. Trương 75, hy vọng và tuyệt vọng. Cả khu phố chỉ có vài trăm mét mà có đến hơn 20 tòa biệt thự mỗi cái có một phong cách khác nhau chia đều hai bên đường, Hầu hết chúng đều nằm khuất sau những hàng cây um tùm ngoài đường. Ở những năm 20 đầu thế kỷ mà nói, những tòa biệt thự kiểu như thế này thì chỉ có ở bên nước ngoài mới được thấy, cả tỉnh lỵ sợ rằng cũng chẳng có lấy vài căn như vậy. Trông thì sang trọng như vậy, nhưng hầu như tất cả các căn biệt thự ở đây đều trong tình trạng đóng chặt cửa, chẳng mấy khi thấy ai lui tới. Trời thì lại lất phất mưa, càng làm cả khu phố trở nên yên tĩnh lạnh lẽo hơn chỉ cần nhìn quy mô kiến trúc những căn biệt thự ở đây cũng có thể nhận ra, nơi đây tập trung gần như toàn bộ những quan lớn ở cái tỉnh Bình Hải này. Chủ mỗi căn biệt thự ở đây nếu như không phải là chính trị gia cấp cao thì cũng là những người có sức ảnh hưởng tới cả tỉnh Bình Hải này. Căn biệt thự số 9 ở khu phố này là của bí thư tỉnh ủy Cố Duẫn Trí. Mấy vị bí thư tỉnh ủy của mấy nhiệm kỳ trước, hầu hết đều chọn căn số 8, thế nhưng Cố Duẫn Trí lại không chọn số 8 số, phát như dân gian vẫn truyền miệng là một người theo nghiệp chính trị, hắn không muốn, phát cũng như không thích phát, như đám con buồn vẫn mê tín kia. Hắn chọn số 9, đơn giản chỉ vì hắn có ý muốn ở đây lâu dài, cũng như con đường làm quan của hắn phải vững chắc ổn định tiến lên. Năm nay hắn cũng đã 63 tuổi, cũng thuộc dạng nghỉ hưu dưỡng già rồi. Thế nhưng con người cũng thực lạ, càng tới lúc mất tất cả thì lòng ham muốn quyền lực, ý chí vươn lên của họ lại càng bùng cháy mãnh liệt hơn. Cô Duấn Trí cũng nhận ra những năm gần đây, hắn càng lúc càng trở nên chuyên chính độc quyền hơn, thường không thèm để ý tới ý kiến của người khác, hay làm việc theo cảm tính. Những biểu hiện như vậy, quả thực không tốt cho lắm. Trương Dương theo cố minh kiện tới căn biệt thự số 9, vừa hay cố bí thư cũng vừa mới về. Có thể nói cố Duẫn Trí cũng là một người biết quan tâm đến gia đình mình, nghe tin con gái mình bị mất tích, hắn liền cố gắng thu xếp công việc rồi mau chóng chạy về nhà thăm con một chút lúc mọi chuyện yên ổn rồi hắn mới trở lại thư phòng của mình. Bình thường, dù có ở nhà đi chăng nữa, thì hầu hết toàn bộ thời gian hắn đều ở trong thư phòng của mình. Ngoại trừ những lúc cả gia đình ăn cơm, hay ngồi xem tivi, thì cũng ít khi người nhà thấy mặt hắn. Cô Duẫn Trí đang đứng ở cửa sổ lầu 2, nhìn ra phía ngoài cổng lớn. Thấy con trai mình lái xe đưa Trương Dương về nhà mình, hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Tất cả mọi người trong nhà đều biết tính khí của hắn, trừ khi được sự đồng ý của hắn, người ngoài rất ít khi được phép đến đây, nhất là những người mà hắn chưa gặp qua lần nào. Tuy rằng trước có giúp đỡ Trương Dương một chút, nhưng đó cũng chỉ là lợi dụng, căn bản hắn vẫn coi Trương Dương là người ngoài. Cố Minh Kiện cũng biết cha mình đang ở nhà, bởi vậy hắn mới tới thư phòng của cha trước tiên. Từ lúc ở công viên tới giờ, cả người Trương Dương vẫn ướt xuống từ đầu tới chân, một mình đứng ở giữa phòng khách xa hoa rộng lớn. Trương đại quan nhân lúc còn ở đại tùy triều cũng không ít lần tới phủ những vị đại thần trong triều, nhưng những nơi gây cho hắn áp lực như căn biệt thự số 9 này lại không hề nhiều. Phải biết rằng, Cố Duẫn Trí là người như thế nào chứ? Nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Hải là người nắm giữ quyền lực to nhất cái tỉnh này. Ở cái thời đại này càng lâu, Trương Dương càng cảm nhận rõ hơn sự chênh lệch giữa hắn với người ta. Ừ thì cũng là bí thư thật đó, thế nhưng đó không phải chỉ là sự chênh lệch của một vài cấp độ, mà phải là sự chênh lệch giữa trời với đất, một khoảng cách gần như hắn không thể chạm tới được. Thấy em trai về, cố giai đồng cũng tới phòng khách. Lúc này nàng ta đã thay bộ đồ công sở thành bộ đồ mặc ở nhà. Bởi vậy giờ đây trông nàng ta bớt đi vài phần mạnh mẽ mà thêm vào đó là sự quyến rũ nhẹ nhàng. Chỉ có một thứ duy nhất không thay đổi, ánh mắt nàng ta nhìn trương dương vẫn chỉ toàn sự cảnh giác cùng căm thù sâu đậm. Theo lý thuyết, trương dương đã giúp đỡ em gái nàng ta như vậy đã không cảm ơn thì thôi, nàng ta cũng không nên nhìn Trương Dương như nhìn kẻ thù như vậy mới phải. Nhưng thực ra, Cố Giai Đồng từ đầu chí cuối vẫn cảnh giác Trương Dương, cũng bởi lẽ, từ lời ăn tiếng nói, từ điệu bộ của thằng nhãi này, nàng lại cảm thấy có điều gì đó không ổn, tỷ như mấy kẻ du côn đầu đường xó chợ vậy. Dù là con gái của bí thư tỉnh ủy, hay với kinh nghiệm nhiều năm của một nữ giám đốc của nàng, nàng vẫn không thể đoán ra được mục đích thực sự của thằng nhãi trương dương khi hắn đang cố ý tiếp cận gia đình của nàng. nàng chỉ biết mọi hành động của trương dương là có mục đích. một người có tâm cơ sâu xa như vậy, nàng không cẩn trọng để phòng sao được cơ chứ? trương dương vẫn lặng lẽ đứng ở phòng khách chờ cố minh kiện. thấy ánh mắt lạnh lùng của cố giai đồng nhìn mình, trong lòng trương dương cũng cảm thấy hối hận. mẹ nó chứ, lão tử cất công đến tận nhà giúp đỡ các ngươi, giúp em gái các ngươi chữa bệnh. Vậy mà đến cả chén trà nóng, hay một tiếng mời ngồi các ngươi cũng không thèm nói. Đôi mắt đẹp của Cố Gia Đồng lạnh nhạt liếc nhìn Trương Dương từ trên xuống dưới một lượt, một lúc sau mới mở miệng nói, "Cô Lý, dẫn Trương Dương đi tắm rửa một chút, rồi hong khô đồ giúp hắn." Nghe thấy những lời này của nàng ta, bao nhiêu ấn tượng xấu từ trước tới giờ của Trương Dương về nàng ta đều tan biến sạch. Dù sao nàng ta cũng là danh môn khuê nữ, vẫn còn nhớ đến những điều đãi khách cơ bản nhất. Tưởng ngươi vẫn khinh ta chứ? bị dầm mưa lâu như vậy, hiển nhiên là chẳng dễ chịu chút nào, mà Trương Dương cũng không thuộc cái dạng người sĩ diện háo, theo bà bảo mẫu tới phòng tắm tắm rửa thay đồ. Lúc Trương Dương tắm xong, thì quần áo cũng được giặt qua rồi hong khô lại cẩn thận. Đi ra phòng khách, đã thấy không ít người ở đó. Lúc nãy cố Minh Kiện bị cha mắng cho một trận té tát, lúc này mặt mày ủ rũ đứng đằng xa. Cố dài đồng thì vẫn thản nhiên ngồi uống hồng trà trên ghế sofa. Cố dưỡng dưỡng vẫn mặc một chiếc váy màu trắng tinh, nhưng kiểu cách hơi khách chiếc lúc trước một chút. Những lời của cố minh kiện quả không sai, sau nhiều lần thất bại, tiểu nha đầu này đã không còn hy vọng vào đôi chân của mình nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay cứ như chúng ta của Trương Dương hay sao, mà lại tin tưởng hắn đến vậy. Trương Dương cười cười nhìn về phía cố minh kiện, cố minh kiện cũng gượng cười đáp trả, nhưng thực sự hắn cười không nổi. Vừa rồi nghe cha dạy dỗ, hắn cũng chợt tỉnh ra. Tự tiện mời người lạ đến nhà đã đành, đằng này nếu như thỉnh phải gã lang băm thì chẳng phải càng hại em gái hơn hay sao? Cố dài đồng thì thờ ơi nhìn những đám mây đen kịt ngoài cửa sổ. Biểu hiện như vậy, chẳng phải ý nàng vẫn coi thường Trương Dương sao? Chỉ có mình cố dưỡng dưỡng nhìn Trương Dương bằng ánh mắt nồng cháy cùng tin tưởng mãnh liệt, nàng tươi cười mở lời trước, Trương Hảo ca, anh tới chữa bệnh cho em thực sao? Trương Dương cười cười gật đầu, từ thái độ của mọi người ở đây Trương Dương cũng nhận ra, hẳn là chẳng ai ngoài cô bé dưỡng dưỡng kia tin tưởng hắn có thể chữa lành bệnh cho nàng ta được. Trương Dương cũng mặc kệ người khác nghĩ gì, chậm rãi đi đến bên cố dài đồng, nhấc chén trà được bà vú chuẩn bị từ trước lên, thong dong nhấp từng ngụm nhỏ một, hẳn các ngươi vẫn nghi ngờ năng lực của ta, đánh đồng ta với mấy gã lang băng khác. Cố Minh Kiện cùng cố dài đồng chưa kịp trả lời, cố dưỡng dưỡng đã nhanh nhẹn cướp lời, vội vàng lắc đầu nói, không có, thực sự không có mà. Em tin tưởng anh sẽ chữa được. Trong đôi mắt trong sáng của Sở Dưỡng dưỡng tràn ngập niềm tin cùng sự vui sướng. Bất kỳ người nào thấy bộ dạng đáng yêu dễ thương này của cô bé cũng không nỡ gây một chút thương tổn nào. Cố Minh Kiện vốn định nói điều gì, thế nhưng lúc nghe được những lời đầy hạnh phúc của em mình, định nói lại thôi. Mẹ nó chứ, quả thực mình cũng quá hồ đồ rồi, chưa chi gì đã dẫn thằng nhãi này về nhà chẳng khác gì dẫn sói vào nhà. Cố Minh Kiện khá mẫn cảm mấy vấn đề nam nữ thấy em gái mình nhìn Trương Dương bằng ánh mắt khát khao đầy chờ mong, chẳng hiểu sao hắn lại thấy có chút khó chịu. Thực sự hắn cũng có chút lo lắng, em gái bị như vậy từ nhỏ, ít khi tiếp xúc với bên ngoài, lần đầu gặp một gã khôi ngô tuấn tú một chút, lại có tài ăn nói, hơn hết, em gái lại được hắn 5 lần 7 lượt giúp đỡ, nảy sinh tình cảm cũng là chuyện hiển nhiên. Tuy trong lòng thấy hối hận, nhưng hắn cũng không dám nói thành tiếng, chỉ chờ đến lúc không còn ai mới nói rõ ràng với Trương Dương một thể chỉ có cố dài đồng nhịn không được, cả giận nói lớn, người có hiểu mình đang nói gì không vậy? Người có giấy chứng nhận hành nghề y không? Chuyên khoa của ngươi là chữa bệnh hay chuẩn đoán bệnh? Người học đồng y hay tây y? Người thực sự biết chữa bệnh hay sao? Cố dưỡng dưỡng cắn cắn môi nói chị, chị không nên nói với Trương Dương như vậy. Sao lại không tôn trọng anh ấy như thế? Cố dài đồng như bị chọc giận hơn, nàng phẫn nộ cực điểm gào lên, nhà đầu thối nhà ngươi thì biết cái gì? mới gặp hắn được có mấy tiếng đồng hồ mà ngươi đã nói tốt cho hắn như vậy hắn cho ngươi ăn cái gì hay sao ngươi có biết cái xã hội này hung hiểm thế nào hay không chi diện bất chi tâm em tin anh ấy quả thực cố dưỡng dưỡng tin tưởng trương dương theo đúng nghĩa đen từ mù quáng nghe thấy những lời chân tình của cố dưỡng dưỡng trương dương cũng thấy có chút cảm động chẳng cần biết người khác đối với hắn thế nào chỉ cần một mình cô bé kia tin tưởng thì trương dương sẽ nỗ lực hết sức giúp cô bé có thể đi lại như người bình thường trương dương cũng biết tuy rằng cố minh kiện đưa mình tới đây thế nhưng ở cái nhà này vẫn chưa đến lượt hắn lên tiếng muốn chữa bệnh cho cô bé dưỡng dưỡng kia e rằng cũng hơi phức tạp một chút đột nhiên trương dương nghiêm mặt lại quay sang nhìn thẳng vào mắt của cố giai đồng tuy là con của bí thư tỉnh ủy lại là giám đốc của một công ty lớn tuy đã quen với sóng gió uy hiếp nhưng nàng vẫn bị Trương Dương dọa đến lạnh cả sống lưng. Nàng giận dữ nói, người nhìn ta làm gì? Trương Dương mỉm cười nói, người đã lấy chồng chưa? Hiển nhiên cố gia đồng không ngờ tới thằng nhãi kia lại hỏi tới vấn đề này, nàng có chút ngượng ngùng mắng có chuyện gì? Có phải ngươi hay bị đau nhức phần thắt lưng không? Nếu ta đoán không sai, chắc hẳn ngươi không hề bận tâm gì tới chuyện chăn gối, lạnh nhạt với bạn trai. Chuyện, y đạo quan đồ đôi mắt phượng của cố giai đồng vì quá khiếp sợ mà mở lớn tròn xoay nhìn chằm chặp trương dương khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng đỏ ửng lên rồi lan tới tận tai thằng nhãi này là cái dạng người gì vậy không biết vô sỉ là thế nào hay sao trước mặt bao nhiêu người như vậy lại có thể nói những lời như thế được hay sao thế nhưng nàng cũng không thể phủ nhận những lời này của trương dương từng câu từng chữ hắn nói đều đúng y nguyên sự thật cứ như chính mắt hắn trông thấy vậy nhưng những điều này nàng chưa hề thổ lộ với ai tại sao hắn lại có thể biết được tuy trong lòng sợ hãi nhưng ngoài miệng cố giai đồng vẫn cứ nói cứng đáp trả hồ vốn dĩ nàng định bác bỏ những lời đó của trương dương nhưng đột nhiên lại thôi trương dương lại nói tiếp mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt của ngươi ngươi đều đau đớn đến chết một cỗ hàn khí từ tiểu phúc của ngươi lan tràn đến tận tứ chi ngươi sẽ cảm giác toàn thân đau như bị ai đâm kim nếu như nghiêm trọng hơn Ngươi sẽ không còn sức để nhúc nhích một ngón tay trong thời gian dài. Cố dài đồng như nhìn thấy ma, sợ hãi hét lớn một tiếng, giật nảy người đứng vội lên, chén hồng trà trong tay nàng cũng rơi trỏng trơ dưới đất. Khuôn mặt đã đỏ hồng của nàng lại càng đỏ lượng hơn, nàng giận dữ mắng lớn, người đang nói bậy bạ cái gì đó. Tuy miệng thì nói vậy nhưng trong lòng sợ hãi cực độ. Trời à, không phải gặp quỷ rồi chứ, sao cái gì hắn cũng biết như vậy. Thấy biểu hiện thất thường của chị mình, cố minh kiện cũng đoán ra chắc là trương dương đã nói đúng cố minh kiện muốn cười rộ lên nhưng lại không dám vội lấy hai tay bịt miệng không dám cười thành tiếng khuôn mặt nhịn cười của hắn trông thực khó coi cố dưỡng dưỡng thì bị những lời này của trương dương làm ngượng đến đỏ cả mặt vẫn biết là trương dương đang chuẩn đoán bệnh cho chị mình nhưng mà trước bao nhiêu người như vậy mà lại nói thẳng tuột ra như thế nàng cũng thấy mất mặt thay cho chị mình ánh mắt trương dương chuyển về phái bà bảo mẫu họ lý đằng sau Mỉm cười nói, cô Lý, có phải dạ dày của người không được tốt cho lắm? Những lúc trời rét thường bị ở chua, lúc nào rảnh rỗi cháu sẽ chữa giúp cô? Bà bảo mẫu họ Lý gật đầu liên liệm, người ta chỉ nhìn liếc qua mà đã biết được căn bệnh kinh niên của mình. Trời ạ, à, người thanh niên trẻ tuổi kia là thần y sao? Một lúc sau cố dài đồng cũng bình tĩnh lại được. Tuy rằng hai đồn phủ đầu của Trương Dương quả thực làm nàng luống cuốn tay chân, thế nhưng nàng cũng là một người từng trải, rất nhanh liền chấn tĩnh lại tỉnh táo suy nghĩ một chút, thằng nhãi này làm vậy cũng là cách nhanh nhất, trực tiếp nhất đạt được lòng tin của tất cả mọi người ở đây. Hắn muốn thể hiện hắn là người có năng lực thật sự, thực sự có khả năng chữa bệnh cho dưỡng dương. Nói thực, cố dài đồng cũng có chút dao động, thằng nhãi này chỉ nhìn mà cũng đoán ra được từng đó bệnh, hơn nữa bệnh trạng lại nói vanh vách mới đáng sợ. Quả thực thằng nhãi này cũng có chút bản lĩnh thực sự, không phải cái dạng thùng rỗng kêu to nhưng từng đó vẫn chưa đủ để nàng tin tưởng thằng nhãi trương dương này được nàng chậm rãi ngồi lại xuống ghế thấp giọng nói nếu ngươi có tài thực sự thì thử bắt mạch cho ta xem xem thử ta còn bị bệnh gì nữa trương dương mỉm cười ngón trỏ ngón giữa hơi khép vào nhau đặt lên cổ tay trái của cố giai đồng da thịt cô nàng cố giai đồng trắng như tuyết đàn hồi như thịt đông ngón tay vừa chạm tới liền có cảm giác thích thú khó tả trương dương chậm rãi nhắm hai mắt lại mờ mờ ảo ảo nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ của ai đó dừng lại giữa cầu thang, có người đang lặng lẽ quan sát hắn từ xa. Trương Dương lập tức đoán ra, chắc hẳn người đó là vị cố bí thư tỉnh ủy nọ. Cố Minh Kiện cũng không còn mặt mày ủ rũ như trước nữa, mà có chút hứng thú vội vàng hỏi Trương Dương, người giúp chị ta xem, vì sao chị ta kết hôn đã 5 năm rồi, mà vẫn chưa có con. Điều này cũng là điều cả gia đình họ cố quan tâm nhất, sau chuyện của cố dưỡng dưỡng cố giai đồng chừng mắt nhìn em trai nhưng mọi trách nhiệm lại đổ hết lên đầu trương dương nàng cho rằng có người bạn như thằng nhãi trương dương này nên minh kiện mới hư thân như bây giờ trương dương chậm rãi mở hai mắt ra mỉm cười nói bâng khuâng đúng vậy cố minh kiện lại hỏi lại cái gì mà đúng vậy ngươi nói đi trương dương hai mắt đầy thâm thúy nhìn thẳng vào mắt cố giai đồng ý vị thâm trường nói ngươi thực sự muốn ta nói ra chẳng hiểu sao cố giai đồng lại đỏ mặt rồi tim đập thình thịch. Chẳng biết hôm nay là cái ngày gì nữa, chỉ một số tiểu tử, việc gì phải sợ hắn cơ chứ. Chắc hẳn thằng nhãi này cũng chỉ thuộc cái dạng lang băm đầu đường xó chợ, lúc nãy là chó ngáp phải ruồi, nói mấy lời linh tinh chẳng may nói chúng mà thôi. Cố dài đồng đang tự nhắc nhở bản thân mình, nàng nghiêm mặt lại, giọng điệu đầy tự tin nói lớn, người cứ việc nói. Trương Dương lắc lắc đầu thở dài chậm rãi nói, ta thấy không chỉ ngươi có bệnh, mà ngay cả chồng ngươi cũng có bệnh nữa. Bằng không, hai người các ngươi kết hôn đã 5 năm rồi, thế nào đến giờ ngươi vẫn còn là xử nữ? Trương Dương vừa dứt lời, cố dài đồng như bay hết đánh, cứ đứng chân ngốc tại chỗ, mãi một lúc sau nàng mới lúng túng quay mặt đi chỗ khác, không dám đối diện với Trương Dương nữa. Lúc này mới nhận ra, cha đã đứng ở phòng khách tự bao giờ. Đột nhiên nàng cảm giác, mình như một con ngốc, cảm giác này khiến nàng thấy xấu hổ đến cực điểm. Nàng cắn cắn môi dưới, đứng phát dậy, trừng mắt nhìn Trương Dương, gần từng chữ một trương dương. Ngươi là đồ vô lại, nói xong nàng bưng mặt khóc nức nở chạy thẳng lên phòng mình. Trương Dương giang tay nhún vai làm điệu bộ như vô tội, thản nhiên nói, cũng là ngươi bảo ta nói, chứ đâu phải ta muốn nói ra. Cố Minh Kiện cùng cố dưỡng dưỡng đều đồng thanh gọi cha. Thực ra Trương Dương cũng sớm nhận ra sự có mặt của hắn, nhưng vẫn giả bộ ngạc nhiên đứng dậy chào. Cố Duẫn Chí năm nay 63 tuổi, nhưng do hắn biết cách duy trì sức khỏe khá tốt nên thoạt nhìn chỉ như mới ngoài 50. Tóc đen, lông mày rậm, mắt to, vóc người hắn tuy không cao to, thế nhưng cũng khá cân đối, nở nang. Ánh mắt hắn quét qua người Trương Dương một cái rồi chậm rãi tiến lại ngồi trên ghế sofa tiểu Trương, tới rồi đấy hả? Tuy rằng chỉ là một câu chào hỏi phổ thông, thế nhưng cả cái tỉnh Đông Giang này, người được cố bí thư quan tâm hỏi thăm được mấy người. Trên hết, Lần này là con trai hắn tự ý mời Trương Dương đến mà chưa được sự đồng ý của hắn, vậy mà hắn vẫn hỏi thăm như người nhà. Trương Dương cung kính đáp lễ, hân hạnh được gặp Cố bí thư. Cố Duẫn Trí hơi gật đầu nói, "Ngồi đi." Trương Dương cũng thản nhiên ngồi lại xuống ghế. Tuy rằng là lần đầu gặp mặt, thế nhưng bằng cặp mắt lão luyện của mình Cố Duẫn Trí liền nhận ra, tiểu tử Trương Dương này không phải người thường. Cố Duẫn Trí là bí thư tỉnh ủy tỉnh Đông Giang, là người có quyền lực cao nhất một tỉnh hiển nhiên xung quanh hắn sẽ có sự uy áp vô hình. Bình thường, lúc hắn trổ phát thần uy thì ngay đến người nhà hắn cũng sợ đến luống cuốn tay chân. Thế mà giờ cũng trước sự uy áp đó, tiểu tử Trương Dương kia lại không hề mảy may có chút khác thường nào, vẫn bình thản như không. Chỉ cần liếc mắt một cái, cố dẫn trí cũng biết đó không phải Trương Dương đang giả vờ chấn tĩnh, mà là chấn tĩnh thực sự. Để có được sự chấn tĩnh này, cần phải có một tâm lý kiên định cùng sự từng trải muôn trùng sóng gió bình thường rất ít người có được sự chấn tĩnh này, hoặc giả như có thì cũng chỉ ở mức độ rất thấp, vậy mà thanh niên trước mắt lại có thể làm được điều đó. Thực sự chấn tĩnh trước uy áp của một vị bí thư đảng ủy. Từ lúc bị cha mắng, Cố Minh Kiện đã lo lắng cho Trương Dương, giờ thấy Trương Dương lại toàn ăn nói cái kiểu vô phép như vậy, hắn lại càng sợ Trương Dương làm mất lòng cha hơn. Nếu như bình thường, thì có đánh chết hắn cũng không tin những lời Trương Dương nói. Nhưng từ những biểu hiện của chị mình cho thấy, những lời của trương dương nói đến chín phần là sự thực là con hiển nhiên cố minh kiện hiểu rõ tính cha hắn cha hắn là một người đặt gia đình mình lên trên hết những lời vừa rồi của trương dương sợ rằng làm cha tức giận đến cực độ mà cha hắn trong lòng càng tức giận thì ngoài mặt lại càng bình tĩnh đến đáng sợ thấy vẻ mặt lạnh tanh của cha mình cố minh kiện không khỏi đổ mồ hôi hột thực ra tâm trạng của cố duẫn trí lại không như tưởng tượng của con trai hắn hắn biết Trương Dương là một người có tài năng thực sự, mà đã là người có tài thì thường có những cách hành xử khác người như vậy, bởi vậy hắn cũng không để bụng những lời nói xấu con gái mình vừa rồi của Trương Dương. Những lời vừa rồi của Trương Dương, hắn đứng đằng sau đều nghe rõ mồn một, một. Quả thực lâu nay hắn vẫn nghi ngờ con trai với con rể mình làm điều tất khuất. Những lời nói vừa rồi của Trương Dương càng khẳng định mối nghi ngờ của hắn hơn. Hắn đoán rằng, cuộc hôn nhân này của con gái mình chỉ là tượng trưng làm lấy lệ để lừa dối hắn. Cố Duẫn Trí tạm thời đặt chuyện này sang một bên, quang sang Trương Dương, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Trương, người có nắm chắc sẽ chữa khỏi bệnh tình của con gái ta không? Nếu như là người khác hỏi, chắc chắn Trương Dương phải chưa đùa chế nhạo mấy câu rồi, nhưng người ta lại là tiểu thư của cố bí thư, tuy muốn lắm nhưng Trương Dương cũng không dám nói bậy. Bình thường trông Trương Dương có vẻ tùy tiện bừa bãi thực đó, nhưng Trương Dương cũng biết lúc nào nên đùa, lúc nào nên đứng đắn, nên nói gì và không nên nói gì bằng không lại rước hỏa vào thân. Trương Dương hơi nghiêm mặt lại, từ tốn nói chắc chắn chữa khỏi thì ta không không dám. Nhưng mà nếu như tỉ mỉ chữa trị độ nửa năm, dưỡng dưỡng hẳn có thể tự đi lại được một chút mà không cần phải dùng bất kỳ thứ gì hỗ trợ. Cô duẫn Trí là người trấn tinh thế nhưng trước hy vọng lớn như vậy, hai mắt hắn không khỏi sáng lên một chút. Hắn với người vợ đầu tiên vẫn chưa có con, thì bị phe cánh hiếu hám hại bôi nhỏ danh dự, bị cấp trên dáng trước điều về cơ sở bồi dưỡng thêm. Người vợ đầu tiên của hắn thấy hắn lâm vào cảnh đường cùng nên bỏ hắn ra đi. Nhưng ông trời không phụ lòng người, tại nơi hắn bị điều xuống, một cô gái đang học đại học, tuổi đời còn rất trẻ lại đem lòng yêu thương hắn, rồi cô gái đó trở thành người vợ bây giờ của hắn. Bởi vậy, lúc sinh được đứa con đầu lòng thì Cố Duẫn Chi hắn đã bước sang tuổi 36. Người con trai thứ hai của hắn, Cố Minh Kiện, cũng là người hắn đặt niềm tin nhiều nhất. Nhưng dường như đứa con trai này lại không kế thừa gen chính trị của hắn mặc dù được hắn dốc lòng bồi dưỡng từ nhỏ, thế nhưng Cố Minh Kiện vẫn không biểu hiện ra chút năng khiếu trên quan trường tẹo nào. 20 năm tuổi vẫn ham chơi bời lêu lỏng, sống không mục đích, không lý tưởng, không có ham muốn vươn lên. Ngược lại hẳn đứa con trai thứ hai, đứa con gái đầu lòng của hắn, Cố gia Đồng lại có tính khí như con trai, mạnh mẽ, gan dạ, quật cường. Cũng bởi tính tình như vậy, mà trên cả chính đàn hay thương trường, nàng cũng đều có tiếng nói có chỗ đứng nhất định tuy đã đạt được những thành tựu nhất định, nhưng chẳng hiểu sao Cố Duẫn Trí vẫn thấy không yên tâm về đứa con gái này. Chồng của nàng, Ngụy Trí Thành là phó giám đốc nhà máy thuốc lá lớn nhất Đông Giang, gia thế cũng không phải loại tầm thường. Cha của hắn nguyên là hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Bình Hải, Ngụy Trường Lĩnh. Mẹ hắn cũng là một giảng viên nổi tiếng ở trường Đại học Công nghiệp Bình Hải và xuất thân của bà cũng không hề bình thường. Có thể nói, Ngụy Trí Thành xuất thân từ dòng dõi có học, hai nhà đều thể hiện sự cường thế của mình, đám cưới của Ngụy Trí Thành cùng Cố Giai Đồng cũng được cho là mon đang hộ đối. Nhưng cả Ngụy Trí Thành lẫn Cố Giai Đồng đều không thích cuộc kết hôn chính trị này, vừa mới kết hôn mà hai vợ chồng đã bất hòa, cãi vã nhau suốt ngày. Mấy năm gần đây cả hai người đã tiến đến độ chiến tranh lạnh, không thèm nhìn mặt nhau nữa, mới đây Cố Giai Đồng lại về nhà mẹ đẻ ở một tháng trời. Cứ theo tình trạng này mà nói, cuộc hôn nhân của bọn họ cũng sắp đến hồi kết. Những lời vừa rồi của Trương Dương đã làm sáng tỏ mối nghi ngờ của hắn bấy lâu nay. Nếu như quả thật con rể với con gái hắn có những chuyện bất hòa, khó tránh dẫn tới tình cảnh như bây giờ. Nhưng điều cố dưỡng trí lo lắng nhất, vấp là đứa con út này của hắn. Lúc cố dưỡng dưỡng sinh ra, thì cũng là lúc hắn đang ở đỉnh vinh quang của sự nghiệp. Có thể nói, cố dưỡng dưỡng là người sung sướng hơn anh chị rất nhiều. Thế nhưng ông trời lại ghen tài ghét phận, lúc hắn ở đỉnh vinh quang lại dáng tai họa cho hắn cố dưỡng dưỡng sống trong sự giàu sang sung túc, lại được tất cả mọi người che chở thương yêu. Nhưng ba năm trước đây, lúc nàng đang trên đường đi học về thì bị một chiếc ô tô đâm trúng, lần tai nạn giao thông đó đã lấy đi đôi chân, đã phá đi mọi ước mơ của cô bé thơ ngây. Bỗng nhiên cố dưỡng trí lại nhớ tới một năm trước, lúc hắn ngồi bên giường bệnh, lúc hắn nắm chặt tay người vợ thương yêu của hắn đang hấp hối trên giường. Nhớ tới những lời cuối cùng của nàng dẫn trí, trong ba đứa con của chúng ta, em vẫn lo lắng nhất cho dưỡng dưỡng. Con bé thơ ngây đáng yêu là thế, thế nhưng số phận lại quá nhiệt ngã. Xuân Trí, hứa với em, dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh nhất định phải thương yêu, chăm sóc nó thật tốt. Để nó cảm nhận được chút hạnh phúc ít ỏi của cái cuộc sống đầy bất công này. Từng khúc ruột trong lòng cố Duẫn Trí như thắt chặt lại, hắn đã làm theo lời hứa, đã tận lực làm hết những gì có thể, nhưng tất cả cũng thành vô nghĩa. Dù hắn cố sức thế nào đi chăng nữa, thì sự thực dưỡng dưỡng vẫn không thể đứng lên được. Con bé chỉ có một ước ao, một ước ao nhỏ nhoi, đó là đứng lên, đi lại như những người bình thường. Con bé không muốn làm gánh nặng cho gia đình, không muốn vì mình mà cha, anh chị phải lo lắng thêm. Thân là bí thư tỉnh ủy, vậy mà cố dẫn trí lại không thể đáp ứng được ước mơ nhỏ bé đó của con gái mình. Hắn thấy mình vô dụng, cực kỳ vô dụng. Niềm hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng cố dẫn trí, thế nhưng ngay lập tức lại bị lý trí của một vị lãnh đạo lâu năm đè nén xuống. Trên quan trường nhiều năm, hắn cũng như bao vị lãnh đạo cao cấp khác, phải có con mắt nhìn người, đánh giá năng lực của một người. Người thanh niên trước mắt hắn thực sự tuổi đời còn quá trẻ, nếu như vừa rồi không phải Trương Dương thể hiện bản lĩnh thực sự của mình, thì những lời trong nửa năm sẽ chữa trị khỏi cho dưỡng dưỡng, cũng chỉ là những lời ba hoa sáo rỗng. Tận mắt thấy một chàng thị uy vừa rồi của Trương Dương, giờ đây niềm hy vọng bị chôn vùi bao nhiêu năm của cố duẫn trí lại trỗi dậy hắn chậm rãi gật đầu nói được rồi vậy trước tiên phải cảm ơn ngươi mới phải những lời này cũng đồng nghĩa với việc cố bí thư đã đồng ý để trương dương được phép chữa bệnh cho dưỡng dưỡng điều đó cũng có nghĩa cố bí thư đã ghi nhận mối ân tình này của trương dương phóng nhãn khắp cả bình hải này người muốn cố bí thư ban ơn thì nhiều như sao trên trời còn người để cố bí thư mang ơn thì sao lại ít như lá mùa thu lần này cố duẫn trí chấp nhận mối ân tình này của trương dương cũng bởi vì thân làm cha hắn có trách nhiệm phải chữa trị cho con gái mình dù chỉ là một tia hy vọng mong manh và còn vì lời hứa với người vợ quá cố của hắn nữa cố duẫn trí nói xong câu đó rồi đánh mắt ra hiệu cho con trai mình lại đây dặn dò hắn tiếp đãi trương dương cho cẩn thận rồi xoay người chậm rãi bước lên lầu trương dương là người ngoài hiển nhiên sẽ không biết tính cách của cố bí thư nhưng cố minh kiện là con nên lại khác đương nhiên hắn hiểu rõ tính tình cha mình rồi. Người để cha ra mặt tiếp đón, rồi còn nói chuyện răm ba câu cả tỉnh cũng chẳng được mấy người. Hắn cũng biết rõ, cha đối với Trương Dương khách khí như vậy, cũng vì dưỡng dưỡng cả. Từ điểm này cho thấy, cha thực sự đã tin tưởng vào tài năng của Trương Dương, và người cũng mong Trương Dương có thể mau chóng chữa khỏi cho dưỡng dưỡng. Cô dưỡng dưỡng ở một bên nghe, thấy cha đồng ý để Trương Dương chữa cho mình, khuôn mặt xinh xắn dễ thương cười tươi như hoa nở mùa xuân nàng vội vàng đẩy xe đến trước mặt Trương Dương, giọng điệu đầy phấn khích hỏi, Trương ca, lúc nào thì anh chữa bệnh cho em vậy? Cố Minh Kiện không khỏi cười nói, em gấp cái gì? Nếu như Trương Dương đã đáp ứng, thì hẳn hắn sẽ không đổi ý đâu. Trương Dương nở nụ cười nói, ngay bây giờ đi, rồi quay sang hỏi Cố Minh Kiện, có chỗ này yên tĩnh một chút không? Cố dưỡng dưỡng nhanh nhẹn trả lời ngay, đến phòng vẽ tranh của em đi. Cố Minh Kiện vốn định đi cùng xem Trương Dương chữa bệnh ra sao, thế nhưng Trương Dương lại ngăn cản nói: Ta có thói quen, lúc chữa bệnh thường không muốn người khác quấy giày. Cố Minh Kiện cũng hơi giật mình một chút. Ta là anh trai dưỡng dưỡng mà, miệng thì nói vậy chứ trong lòng thằng nhãi này đã bắt đầu nghĩ ra đủ thứ linh tinh. Muốn đuổi ta đi, chẳng nhẽ người có ý đồ gì với em gái ta sao? Nhưng ngẫm lại từ lúc gặp mặt tới giờ, chắc hẳn Trương Dương không phải loại người đó. Mà nếu như hắn có ý đó thật, thì hắn có dám dở trò với tiểu thư của cố bí thư ngay tại nhà riêng hay không? Cố dưỡng dưỡng cười nói, anh, thôi bỏ đi, nếu như Trương Dương đã không thích thì anh cứ đứng chờ ở ngoài này cũng được mà. Việc gì ta phải nghe hắn, cố minh kiện thực sự có chút bất mãn. Cố dưỡng dưỡng thản nhiên cười nói, chẳng phải Trương ca là bằng hữu của anh sao? Hơn nữa, người ta là võ lâm cao thủ, hiển nhiên sẽ không muốn ai thấy lúc chữa bệnh rồi. Cô gái nhỏ thuần khiết này từ đầu đến cuối vẫn không hề nghi ngờ Trương Dương một chút nào. Cuối cùng Cố Minh Kiện cũng đồng ý chỉ đứng chờ ở ngoài. Thứ nhất vì dưỡng dưỡng đã nói như vậy rồi, thứ hai hắn tin tưởng Trương Dương sẽ không có gan dở trò gì ở đây. Phòng vẽ tranh của Cố Dưỡng Dưỡng nằm ở sân sau căn nhà, một nơi khá yên tĩnh vắng vẻ. Trần nhà được làm bằng thủy tinh trong suốt, những hạt mưa rơi trên mái bằng thủy tinh tạo ra những tiếng thanh thúy dễ nghe, cùng với bầu trời bao la bên trên khiến nội tâm mỗi người đều gieo vang theo. Bên trong đặt một chiếc giá vẽ cùng mấy đồ tĩnh vật bằng thạch cao. Khắp nơi trong căn phòng, trên vách tường, dưới chân, hay từng chồng to nhỏ một trong góc đều toàn là tranh. Nhìn quanh một lúc, đến người ngoại đạo như Trương Dương cũng cảm thấy tài năng hội họa của cô bé này. Trương Dương thực lòng khen ngợi, vẽ thực đẹp, ta thấy, mấy lão bậc thầy về tranh trong nước cũng chẳng bằng. Cô dưỡng dưỡng khanh khách nở nụ cười duyên, Trương ca, đây là tranh theo trường phái châu Âu mà, đâu phải tranh thư phong thủy trong nước. Tuy cách vẽ khác nhau nhưng cảm nhận cái đẹp của con người lại giống nhau. Những lời này của trương đại quan nhân bao hàm triết lý sâu rộng khó tả. Cố dưỡng dưỡng cũng trầm ngâm suy nghĩ ý nghĩa những lời này một chút. Trương Dương đi tới trước mặt nàng, thấp giọng nói, dưỡng dưỡng, trước khi chữa bệnh, em phải đáp ứng anh một chuyện. Đôi mặt đẹp trong suốt nhìn thẳng Trương Dương, từ lúc bị tai nạn rồi mất khả năng đi, lúc nào nàng cũng có cảm giác sợ hãi và xa lánh những người lạ mắt thế nhưng chẳng hiểu sao với trương dương nàng lại không hề có cảm giác xa lánh đó chỉ thấy hắn ta có điều gì đó đáng tin cậy nàng không chút do dự gật gật đầu trương dương nhỏ giọng nói quá trình chữa bệnh như thế nào em nhất thiết không được nói cho người khác biết thậm chí cả người nhà cũng không được nói bất cứ điều gì được không cô dưỡng dưỡng cũng thấy hơi khó hiểu một chút nhưng vẫn kiên định gật đầu đồng ý Trương Dương ngồi xổm xuống, chỉ chỉ hai chân cô bé, nhỏ giọng nói, vậy chúng ta bắt đầu được chưa? Cô dưỡng dưỡng cắn chặt mội dưới gật đầu. Trương Dương đi tới trước mặt nàng, thấp giọng nói, dưỡng dưỡng, trước khi chữa bệnh, em phải đáp ứng anh một chuyện. Đôi mặt đẹp trong suốt nhìn thẳng Trương Dương, từ lúc bị tai nạn rồi mất khả năng đi, lúc nào nàng cũng có cảm giác sợ hãi và xa lánh những người lạ mắt. Thế nhưng chẳng hiểu sao, với Trương Dương, nàng lại không hề có cảm giác xa lánh đó, chỉ thấy hắn ta có điều gì đó đáng tin cậy. Nàng không chút do dự gật gật đầu. Trương Dương nhỏ giọng nói, quá trình chữa bệnh như thế nào, em nhất thiết không được nói cho người khác biết. Thậm chí cả người nhà, cũng không được nói bất cứ điều gì. Có được không? Cô Dưỡng Dưỡng cũng thấy hơi khó hiểu một chút, nhưng vẫn kiên định gật đầu đồng ý. Trương Dương ngồi xổm xuống, chỉ chỉ hai chân cô bé, nhỏ giọng nói, vậy chúng ta bắt đầu được chưa? Cô Dưỡng Dưỡng cắn chặt môi dưới gật đầu. Trương Dương nhẹ nâng từng chân cô bé lên, chậm chậm cởi giày ra. Ba năm nay hai chân của cố dưỡng dưỡng không hề vận động một chút nào, bởi vậy giờ trông hơi teo lại so với cơ thể. Từ đầu gối xuống cả hai chân đều nhợt nhạt, bàn chân nhỏ xương sầu. Trông hai chân cô bé giờ chẳng còn chút sức sống nào nữa. Trương Dương đặt hai chân cô bé lên đùi mình, rồi lại nhỏ giọng nói, dưỡng dưỡng, anh sẽ đả thông kinh mạch ở hai chân giúp em, không lâu sau chắc có lẽ em sẽ đứng được nhưng nếu như muốn khỏi hẳn, ngoại trừ sự giúp sức của anh, cộng với một số vị thuốc nữa thì điều quan trọng nhất chính là nỗ lực của chính bản thân em. Trước tiên anh sẽ truyền cho em một bài tính tâm điều khí, chỉ cần chăm chỉ tập luyện, kinh mạch hai chân được đả thông, việc đứng lên đi lại hẳn không có khó khăn gì. Hai mắt cố dưỡng dưỡng một lần nữa lại tràn ngập hy vọng cùng chờ mong. Trương Dương áp hai tay vào lòng bàn chân tái nhợt của cô bé, rồi chậm rãi vận nội lực truyền sang. Cố dưỡng dưỡng thấy Trương Dương đặt hai tay lên bàn chân mình, rồi bỗng nhiên một trận đau bút tim từ chân chuyển đến, nàng không khỏi nhắm chặt mắt nhăn lông mày lại. Nàng cảm thấy từng luồng nhiệt nóng từ gang bần chân mình theo các đường kinh mạch, huyền trung, dương phụ, quang minh, rồi lại chạy ngược minh tuyền, trung diễn, phong thị cho đến khi lan tỏa ra toàn thân. Cố dưỡng dưỡng cảm thấy đôi chân từ lâu đã mất đi cảm giác của mình giờ đây lại nóng bừng lên, chân càng nóng nàng lại càng cảm giác đau đớn hơn có lẽ bị bệnh nan y nhiều năm như vậy đã tạo cho cố dưỡng dưỡng một tinh thần nghị lực phi thường. Dù đau đến toàn thân run lên, dù trên trán đã vã đầy mồ hôi hột, thế nhưng cô bé vẫn không kêu lấy một tiếng, chỉ cắn chặt môi cố gắng chịu đựng từng cơn đau thấu tim. Trương Dương đang dùng nội lực của mình giúp cô bé đả thông những chỗ kinh mạch bị tắc nghẽn ở hai chân. Tuy mới chỉ có 5 phút đồng hồ, nội công hắn mới chạy 3 vòng tuần hoàn quanh người cố dưỡng dưỡng, thế nhưng lại làm tiêu hao thể lực hắn một cách đáng sợ giờ cả vùng áo sau lưng hắn đều ướt xuống vì mồ hôi. nếu không phải vì thực lòng yêu thích cô bé xinh xắn đáng yêu, ngây thơ hồn nhiên này thì hắn cũng chẳng phải tốn công tốn sức như vậy. vì quá mải tập trung chữa bệnh cho cố dưỡng dưỡng, nên trương dương cũng không để ý một đôi mắt đang theo suốt dõi quá trình hắn chữa bệnh cho cô bé. thực ra cố duẫn trí cũng không phải muốn nhìn trộm trương dương đang làm gì với con gái mình, nhưng là một người cha, hắn không thể không lo cho sự an toàn của con gái mình được. Lúc xây căn phòng vẽ tranh này, hắn còn lặng lẽ lắp đặt thêm một thiết bị theo dõi tinh vi ở một góc khuất, chuyện này hắn không kể cho bất kỳ ai, kể cả hai người con kia biết. Hắn cũng biết tính tình quật cường của đứa con gái út của mình, nếu như để nó biết mình đang quản chế nó mọi lúc mọi nơi như vậy, hẳn nó sẽ phản đối kịch liệt ngay. Từ lúc bị như vậy, nếu như người khác càng quan tâm nó, nó lại càng cảm thấy như gánh nặng cho người thân, chính cái cảm giác này khiến cô bé càng xa lánh mọi người hơn. Quan màn hình Cố dẫn trí thấy vẻ mặt đứa con út của mình sau một lúc đau đớn lại chuyển thành vui cười khả ái. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng của hắn cũng nở nụ cười đầy tiêu ý. Mọi hành động từ lúc mới vào đến lúc chữa bệnh của Trương Dương đều không qua khỏi mắt của hắn. Tuy là người ngoại đạo, nhưng cố dẫn trí cũng nhận ra tiểu tử kia chắc chắc là cao nhân thâm tàng khả lộ. Nhưng nghĩ thế nào, hắn cũng không hiểu vì sao Trương Dương phải che giấu bản lĩnh thực sự của mình. Từ lúc Dương Dương bị tai nạn đến nay, hắn cũng không nhớ nổi số y bác sĩ cả đông y lẫn tây y hắn mời về chữa cho con gái nữa thế nhưng tất cả đều thất bại không có lấy một tia hy vọng dù chỉ nhỏ nhất thậm hai chân của dưỡng dưỡng cũng không hề có một chút cảm giác gì nhưng vừa rồi trương dương chỉ áp bàn tay vào lòng bàn chân dưỡng dưỡng vậy mà lại khiến con bé đau đớn đến vậy đây có thể nói là những bước tiến triển đầy hy vọng ngoại trừ cố duẫn trí đang quan sát qua camera theo dõi từ phòng mình với cố dưỡng dưỡng ra thì mọi người trong nhà đều không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra ở trong phòng tranh. Lúc cố dài đồng nghe nói Trương Dương đang một mình chữa bệnh cho em gái mình ở trong phòng tranh, nàng hận không thể chạy vào lôi cổ thằng nhãi kia ra. Sau lần vừa rồi, cố dài đồng oán hận Trương Dương tới tận xương tủy. Nói cũng phải, nàng ta không hận Trương Dương sao được cơ chứ. Một nữ tổng giám đốc, lại là chỉ cả trong nhà, thế mà trước mặt bao nhiêu người như vậy, Trương Dương cũng không thèm cấp cho nàng một chút mặt mũi nào, nói huịch về toàn chuyện đáng xấu hổ của nàng, đã kích lớn như vậy, một người mạnh mẽ như nàng cũng phải bật khóc nước nở. Cố Gia đồng nghiến răng nghiến lợi nói, Minh Kiệt, em tìm thấy thằng nhãi kia ở cái xó xỉnh nào vậy? Vừa nhìn một cái là biết ngay không phải hạng tốt lành gì rồi. Cố Minh Kiệt cũng hiểu vì sao chị mình lại oán hận Trương Dương đến vậy. Đừng nói là chị, mà ngay đến hắn, bị người ta vạch trần trước mặt bao người như vậy, không hật, không muốn giày xéo hắn mới là lạ. Cố Minh Kiện nhìn chị gái mình rồi đột nhiên lại cười cười kiểu khó hiểu. Cố Gia Đồng có tật giật mình, thấy em trai nhìn mình rồi cười cái kiểu châm chọc như vậy, nàng cắn cắn môi nói, người cũng chẳng phải cái hạng tốt lành gì, mới đi kết bạn với hắn. Cố Minh Kiện oan uổng nói chị, em nào có dám trêu chọc gì chị đâu. Mà chị đoán thử xem, hai người bọn họ làm cái trò gì ở trong đó vậy? Cố dài đồng hung hăng liếc mắt nhìn em trai mình nói, nếu như hắn dám khi dễ dưỡng dưỡng, thì đừng trách sao ta lại đánh ngươi. Cố Minh Kiện cười khổ nói chị, sao lại nói như vậy? Em đâu có làm gì đâu, mà chắc gì đã như chị nghĩ. Lúc hai chị em đang trò chuyện sôi nổi bên ngoài thì Trương Dương cùng cố dưỡng dưỡng cũng từ trong phòng tranh đi ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cố dưỡng dưỡng đỏ bừng, trên miệng vẫn là nụ cười vui vẻ ngọt ngào. Từ điệu bộ của nàng, mọi người đều nhận ra tâm trạng vui vẻ của nàng. Cố dai đồng vốn định xông tới mắng chửi Trương Dương một hồi, nhưng thấy em gái mình vui tươi như vậy, bao oán hận lại đành nuốt trở lại. Trương Dương thấy trời cũng đã tạnh mưa nên mở lời cáo biệt rời đi. Cố dưỡng dưỡng lưu luyến nhỏ giọng nói, Trương ca, anh đi rồi, mai lại đến chứ. Trương Dương gật đầu nói, ngày mai anh sẽ đến giúp em chữa trị một lần nữa. À phải rồi, những gì đã hứa, nhớ phải giữ kín đó. Cố dài đồng liếc mắt nhìn Trương Dương một cái rồi mới đưa em gái trở về phòng mình. Cố Minh Kiện cười cười ấy náy nói, đừng để bụng. Chị ta tính tình từ nhỏ đã vậy rồi, lúc nào cũng thế, luôn làm mất lòng người khác. Trương Dương thản nhiên cười nói, cũng tại ta, ta không nên đem chuyện đời tư của nàng ta nói ra hết như vậy. Cố Minh Kiện ha hả cười lớn, đột nhiên Trương Đức Phóng gọi tới, ý muốn hai người bọn họ tới phúc đức lâu nhậu nhẹt, cố minh kiện nhịn không được mắng lớn ta hỏi ngươi có bị bệnh không vậy mới buổi chưa ăn ở đó xong tối ngươi lại mời bọn ta tới đó ăn tiếp đầu ngươi không thể nghĩ ra được chỗ khác hay sao điện thoại truyền đến tiếng cười lớn của trương đức phóng điều này càng chứng minh ta nhớ thương bạn cũ còn nữa nhớ kêu cả chị ngươi đi cùng ta còn có chuyện muốn nói với nàng ta ngươi đi mà tự nói với chị ta việc gì phải nhờ ta chị ngươi là người thế nào chứ ta mời chị ngươi có chịu tới hay không? Ha ha ha. Cố Minh Kiện cũng chẳng thể từ chối, đành đồng ý mời chị gái đi cùng. Gọi điện xong hắn liền kể lại với Trương Dương biết, thấy Cố Gia Đồng cũng tới, Trương Dương cũng do dự một chút. Đi ăn mà cứ bị cô nàng kia nhìn mình bằng ánh mắt thù hận thì thực cũng chẳng còn ngon lành gì. Nhưng mà đây là thành ý của Trương Đức Phóng, thẳng thừng từ chối e cũng không tiện cho lắm. Càng lăn lộn trên chốn quan trường lâu, Trương Dương càng hiểu tầm quan trọng của quan hệ Muốn vươn lên trên chốn quan trường thì việc đầu tiên phải mở rộng mối quan hệ của mình ra, càng rộng được bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Một cơ hội quen biết những đại thiếu gia quyền thế ở tỉnh Đông Giang như vậy, bỏ qua thì quả thực đáng tiếc. Nếu như có thể quen biết những người này, hiển nhiên con đường làm quan sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trương Dương không phải là người thích lợi dụng cơ hội, thế nhưng cơ hội tự đến ngay trước mắt, việc gì phải từ bỏ. Nhìn lại đồng hồ thì cũng sắp tới giờ cơm tối. Trương Dương cũng không muốn quay về khách sạn nữa. Mà điện thoại lúc nãy bị ngấm nước mưa nên giờ hơi ẩm mi c, không xài được nữa. Trương Dương liền mượn điện thoại của cố ra gọi cho Lý Trường Vũ một cuộc. Giờ Triệu Tĩnh là con gái nuôi của Lý Trường Vũ, lâu lâu thăm hỏi hắn một chút cũng là chuyện thường tình. Nhưng lúc Lý Trường Vũ thấy dãy số điện thoại hiện lên trên màn hình điện thoại liền giật mình kinh hãi. Là một vị phó thị trường thành phố, hiển nhiên hắn phải biết rõ số điện thoại của cấp trên, tỷ như số điện thoại của bí thư tỉnh ủy hắn không thuộc lầu lầu mới là lạ. tuy rằng trong lòng vẫn sợ hãi cùng trăm mối nghi vấn muốn hỏi, thế nhưng lý trường vũ cũng áp chế được, chỉ hàn huyên trò chuyện với trương dương như bình thường. vừa cúp điện thoại xuống là lý trường vũ liền vội vàng lục ngăn kéo tìm cuốn sổ danh bạ điện thoại, tìm một lúc, quả nhiên số vừa gọi đến là số điện thoại nhà riêng của có bí thư tỉnh ủy tỉnh đông giang. lúc này lý trường vũ vừa thấy vui, lại vừa thấy sợ vui vì thấy trương dương có thể thân thiết với cả cố bí thư đến độ mượn điện thoại riêng của người ta gọi điện lung tung được mà hắn lại có quan hệ khá tốt với tiểu tử trương dương này nếu như có thể thông qua trương dương đặt mối quan hệ với cố bí thư vậy thì sẽ giúp ích không nhỏ tới con đường làm quan sau này của hắn nhưng một lúc vui sướng qua đi lý trường vũ liền chấn tĩnh lại được lúc này hắn mới nhớ ra cho đến tận bây giờ hắn với vị cố bí thư kia chưa hề có một chút quan hệ nào mà tân chủ tịch tỉnh hứa thường đức đang giáo giết thu nạp cấp dưới, suy cho cùng, Lý Trường Vũ hắn cũng được tính vào hàng ngũ dưới chướng hứa chủ tịch tỉnh. Lúc này Lý Trường Vũ mới cẩn thận suy xét lại, so sánh tương quan giữa hai người cố bí thư và hứa chủ tịch, rất nhanh Lý Trường Vũ đưa ra được quyết định cuối cùng, đó là hắn sẽ đứng về phía trận tiền của hứa chủ tịch. Làm chính trị, kiêng kỵ nhất đó chính là lập trường không vững chắc, mà nhất là là những cán bộ cấp cao như hắn. Phải biết rõ địa vị mình ra sao, nên hay không nên làm những việc gì và phải biết làm những việc gì có lợi cho bản thân mình nhất. Cô bí thư năm nay tuổi cũng ngoài 60, đã là thời điểm đỉnh cao nhất của quyền lực. Còn Hứa bí thư, tuổi đời lại khá trẻ, năng lực thì không phải bàn, cũng khá nhiều chiến tích lừng lẫy, khả năng hắn tiến thêm là rất lớn. Là lãnh đạo, phải có con mắt nhìn xa trông rộng, không thể vì thứ trước mắt mà đánh hỏng cả tiền đồ rộng lớn sau này được. Nhưng Lý Trường Vũ có nghĩ nát óc cũng không biết vì đâu Trương Dương lại có thể lấn ná quen biết với cố Bí Thư được. Nếu như Trương Dương thành người của cố Bí Thư, vậy chẳng phải hai bọn họ sẽ ở hai trận tuyết khác nhau hay sao? Lý Trường Vũ Thầm hạ quyết tâm, lần tới gặp mặt Trương Dương, hắn nhất định phải hỏi cho rõ ràng chuyện lần này mới được. Lại nói về hứa thường Đức, hai ngày này chẳng khác gì hai ngày địa ngục của hắn. Hai ngày hắn sống trong buồn bực cùng căm hận đến tột cùng. Chuyện lần trước chẳng khác gì một cái tát thẳng vào mặt hắn, hắn sẽ vĩnh viễn không quên mối nhục đó hắn biết ở cái tỉnh đông giang này người có thể hạ nhục hắn như vậy thì chỉ có một mình lão già cố duẫn trí kia hắn cẩn thận suy xét lại những hành động cử chỉ lời nói của mình từ lúc tới tỉnh lỵ tới nay chắc hẳn cố duẫn trí từ lâu đã có muốn dạy dỗ mình một bài học mà qua chuyện lần này hắn mới nhân cơ hội làm khó dễ mình hứa thường đức cũng biết vì một lúc bồng bột không kiềm chế được cảm xúc làm những việc thiếu sáng suốt để lão cáo giả cố dẫn trí lợi dụng quay lại cắn mình một cái. Sau khi tỉnh táo lại, hứa thường Đức cũng nhận ra những sai lầm trong chuyện vừa rồi của mình. Là do hắn bị tình cảm chi phối, không còn tỉnh táo, cứ hành động theo bản năng nên dẫn tới sai lầm. Với địa vị, chức phận của hắn, tức giận vì một con đàn bà, thực chẳng đáng chút nào. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hứa thường Đức thực sự không thể chịu được cảnh nữ nhân của hắn đi gian díu với thằng nhãi trương dương đáng ghét kia. Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ coi trọng một nữ nhân nào như Hải Lan cả. Nói thực, Hải Lan có một địa vị cực kỳ trọng yếu trong lòng hắn. Cho tới tận bây giờ, hắn vẫn coi Hải Lan là người của hắn, bởi lẽ tiền tài, danh vọng, sự nghiệp của nàng ta đều là của hắn cho. Nhưng Hải Lan lại dám phản bội hắn, đem lòng yêu thương thằng nhãi con kia. Điều đó chẳng khác gì tiếng sét đánh giữa trời, cũng bởi sự đả kích lớn như vậy mà hắn mới đánh mất lý trí của mình, hành xử chẳng khác gì một gã điên chẳng còn suy nghĩ được điều gì, chỉ tìm cách triệt hạ đôi gian phu dâm phụ kia cho bằng được. Dù thấu hận trong lòng, thế nhưng hứa thường đức lại không cam chịu nhận thua như vậy. Hắn muốn gặp mặt Hải Lan, hắn muốn một lời giải thích, hắn không thể chấp nhận sự thực, hắn bị người ta bỏ rơi. Hải Lan lẳng lặng đặt một phong bì lớn trước mặt hứa thường đức. Trong đôi mắt đẹp của nàng không còn một chút sợ hãi nào. Trải qua chuyện tối qua, giờ đây nàng không còn thấy sợ gã đốn mặt trước mặt mình nữa, Nàng đã quyết tâm xóa bỏ mọi thứ, không còn điều gì dính dáng đến hắn nữa. Hứa Thường đức chậm rãi cầm phong bì lên mở ra, bên trong là một chùm chìa khóa cùng một tờ ngân phiếu. Thấy hai thứ này, trái tim của hắn đột nhiên lại thắt lại. Hắn biết, đây là Hải Lan muốn phân rõ ranh giới với hắn, muốn chối bỏ hắn. Hải Lan nhẹ giọng nói, "Cần biệt thự ngươi cho ta, nhưng từ trước tới giờ ta chưa một lần tới đó." "Tiền của ngươi cho ta, ta cũng chưa bao giờ động đến." ta trả lại ngươi mọi thứ, từ nay ta với ngươi sẽ không dính dáng gì tới nhau nữa." Hai mắt Hứa Thường Đức tóe lên vẻ căm hận cực độ, hai tròng mắt hắn đã vằn đầy những tia máu đỏ ngầu. Hắn chậm rãi gật gật đầu, rồi hung hăng ném cái phong bì trong tay xuống đất, lớn giọng nói, "Vĩnh Viễn ngươi cũng không thể thoát khỏi tay ta." "Chuyện y đạo quan đồ." Hải Lan thản nhiên cười nhạt, "Ngươi có biết, năm năm nay ta đều sống trong sợ hãi cùng sự thống khổ của dần vật không?" từ trước tới giờ ngươi chỉ toàn gây cho ta ác mộng ngươi giúp ta nhưng ngươi cũng chẳng khác gì ác quỷ đã cướp đi tuổi thanh xuân của ta mọi thứ ngươi cho ta ta đều không cần ta chỉ muốn sống một cuộc sống của riêng ta mà thôi ngươi có thể thoát được sao địa vị danh tiếng của ngươi hiện giờ cũng đều là của ta ban cho ta cho ngươi ta cũng có thể lấy lại tất cả mọi thứ ngươi nên biết điều đó hải lan đứng lên kiên định đáp lời hình như ngươi đã quên ta đã xin nghỉ ở đài truyền hình tỉnh ngươi không cần phải phí sức lấy lại, ta đã không còn thứ gì của ngươi nữa. Chuyện, y đạo quan đồ. Lúc này hứa thường Đức đã tức giận đến cực điểm, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục một cách thậm tệ như vậy. Thấy Hải Lan đang chậm rãi đi ra ngoài cửa, hắn điên lên như một con thú hoang mất trí, vọt nhanh tới trước túm mái tóc ngắn của Hải Lan giật ngược lại đằng sau, giận dữ sống lên tiện nhân, vì sao ngươi lại phản bội ta? Vì sao ngươi lại phản bội ta? Vì sao? Thả ta ra, hứa thường đức điên tiết giơ tay tát thẳng vào mặt hải lan một cái như trời giáng bị một đòn đau hải lan hơi choáng mất thăng bằng ngã ngửa về phía sau thân thể nàng đổ dầm lên cái bàn thủy tinh phía sau mặt bàn vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ tiếng động lớn làm hứa thường đức giật mình tỉnh lại thấy hải lan sắc mặt tái nhợt nằm im trên mặt bàn vỡ tan hắn lúng túng tay chân cứ đứng như trời trồng một chỗ mà nhìn máu tươi từ sau gáy hải lan cứ thể chảy tràn ra mặt bàn rồi xuống cả dưới nền nhà Trước mắt Hải Lan giờ chỉ còn một khoảng trống rỗng vô định, trong khoảng không đó chỉ còn mỗi hình. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 75.